Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 24. Mỹ nữ này mới mở miệng, tất cả đàn ông ở xung quanh lập tức hâm mộ đến mức muốn thổ huyết. Diện mạo, quần áo Mạc Phàm đều rất bình thường, kém hơn bọn họ rất nhiều, lại được mỹ nữ cực phẩm như vậy chủ động quyến rũ. Chuyện tốt như thế, sao không để bọn họ gặp được? Mang mỹ nữ cực phẩm như vậy về nhà, chỉ riêng hai cái đùi có thể chơi ít nhất một năm, càng không nói đến những nơi khác. Mạc Phàm liếc mắt nhìn mỹ nữ này một cái, khẽ nâng mí mắt. Hơn 500 năm qua, hắn từng thấy đủ loại mỹ nữ, quả thật mỹ nữ này có thể được coi là vưu vật nhân gian. Uống một chén thì được, nhưng xóa chữ tiểu đi. Tuổi thật của hắn hơn 500, lớn hơn vị mỹ nữ này rất nhiều, không phải tiểu, bị mỹ nữ này nói chữ tiểu, ít nhiều gì cũng thấy không quen. Mỹ nữ hơi sửng sốt, trong đôi mắt có vài phần đăm chiêu. Vậy đại soái ca, chúng ta có thể đi chưa? Mỹ nữ mị nhãn như tơ, chủ động nắm tay Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không ngại, hai người ngồi vào Ferrari, để lại một đám đàn ông đỏ cả mắt. Xe chạy không xa, Mạc Phàm lấy phi tiêu hình con bướm ra, để ở phía trước. Vì sao phải nhắc nhở tôi? Nếu cảm ứng của hắn không sai, vị mỹ nữ này là sứ giả Lam Điệp của Hắc Thị. Mỹ nữ này nhìn thoáng qua bươm bướm, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô giơ một tay lên vén tóc ra sau tai, gương mặt như ngọc, bả vai tuyết trắng và bộ ngực bại lộ trước mặt Mạc Phàm. Mạc đại sư, cậu ngồi cùng một xe với đại mỹ nữ, bên cạnh Tây Hồ tràn ngập ý thơ, chẳng lẽ không nghĩ đến một số chuyện, ví dụ như tâm sự phong hoa tuyết nguyệt và nhân sinh gì đó sao? Nếu cô muốn, đợi tôi giết đám sát thủ kia, chúng ta có thể nghĩ đến vấn đề này. Mạc Phàm thản nhiên nói, bộ dạng không động tâm chút nào. Quả thật Lam Điệp là vưu vật nhân gian, nếu đổi thành kiếp trước chắc chắn hắn sẽ tim đập thình thịch, còn có khả năng chảy máu mũi. Dù sao mỹ nữ xe sang, chỉ cần không phải thái giám, đều sẽ động tâm. Nhưng đối với một người tu chân 500 năm như hắn, từng thấy vô số tiên tử mà mọi người hay nói, vưu vật nhân gian thì kém hơn, huống chi hắn sẽ gặp lại Tuyết Nhi nhanh thôi. Lam Điệp nhíu mày, nhìn Mạc Phàm qua kính chiếu hậu. Có không ít đàn ông ngồi trên xe cô, thấp thì công tử thế gia, trên thì gia chủ thế gia danh chấn một phương, tông chủ môn phái, không ai không động tâm với sắc đẹp của cô. Cho dù là tiên thiên tông sư hay chân nhân, cũng đều có ý với cô. Với người độ tuổi Mạc Phàm, chưa bao giờ không bị cô mê hoặc, thuần phục dưới váy của cô, trái lại Mạc Phàm này rất khác biệt. Cô cũng không tức giận, ánh mắt nhìn Mạc Phàm khác thường không ít. Cô không khiêu khích Mạc Phàm nữa, chuyên tâm lái xe. Nửa tiếng sau, két, Ferrari dừng trước một cái hồ. Gần hồ nước có mấy người đang dùng trà. Cửa xe mở ra, hai người đi xuống xe. Lam Điệp lấy điện thoại ra, ấn điện thoại vài cái, ảnh chụp hơn 20 người xuất hiện trong điện thoại di động. Những người này đều là người muốn giết cậu, một nhóm là lính đánh thuê Lucifer, một môn phái tên là Quỷ Sát ở Thái Quốc, hiện giờ ở ngay tại thành phố Tây Hồ, ra tay trên hồ tối nay là Quỷ Sát, hai thế lực này đều là cấp S. Lam Điệp đưa điện thoại di động cho Mạc Phàm, nói. Mạc Phàm cầm di động, xem từng ảnh chụp. Người nào phái tới? Không ai sai bảo, cậu giết Thiên Thành Diệt, Thanh Bang hạ Thanh Long lệnh, chỉ cần giết cậu, có thể trở thành trưởng lão của Thanh Bang, chỉ cần có thể giết một người nhà cậu, có thể trở thành đường chủ Thanh Bang, bọn họ đều là sát thủ muốn chức vị của Thanh Bang. Lam Điệp nói. Mạc Phàm hơi híp mắt, đôi mắt hắn lập tức như lợi kiếm hàn băng. Hàn khí lạnh lẽo tản từ người hắn ra, bay ra phía ngoài. Khí thế vô cùng bá đạo của Mạc Phàm cũng lao nhanh mà ra. Gió đêm mát rượi đột nhiên dừng lại, mặt hồ bốn bề sóng dậy cũng yên lặng theo. Giống như bị khí tức của Mạc Phàm trấn nhiếp. Hắn dự đoán Thanh Bang sẽ trả thù, nhưng không ngờ vậy mà Thanh Bang kéo luôn cả người nhà hắn vào. Tính mạng người nhà hắn đổi lấy vị trí đường chủ của Thanh Bang, hay cho một cái Thanh Long lệnh. Bọn họ nghĩ rằng y tiên bất tử hắn dễ trêu chọc như vậy sao, lần này không nháo Thanh Bang ngất trời, hắn không tên Mạc Phàm. Vì sao cô lại nói cho tôi những chuyện này? Mạc Phàm hỏi. Trên trời sẽ không tự nhiên rơi xuống một miếng bánh thịt, Hắc Thị nhắc nhở hắn chắc chắn là có mục đích. Chúng tôi cần cậu giúp Hắc Thị chúng tôi cứu một người, chỉ cần cậu cứu người này giúp chúng tôi có thể giúp cậu giết những người đó. Lam Điệp lạnh nhạt nói. Tôi sẽ tự mình giết bọn họ, các cô nói yêu cầu khác đi.
Mạc Phàm không do dự nói. Thanh bang dám hạ thanh long lệnh, hắn sẽ khiến thanh long lệnh của thanh bang trở thành ác mộng. Nếu Lucifer và quỷ sát tới Tây Hồ, dám đánh chủ ý lên người nhà hắn, hắn sẽ tự tay khiến những sát thủ này đi gặp quỷ, không cần nhờ người khác làm. Lông mày Lam Điệp nhíu lại, giống như không ngờ Mạc Phàm sẽ từ chối. Mạc Phàm, cậu phải suy nghĩ thật kỹ, Lucifer và quỷ sát đều là sát thủ cấp S, bọn họ đều có thực lực giết chết tông sư, ngoài bọn họ ra, còn có mười mấy thế lực cấp S đang trên đường tới Hoa Hạ, dựa vào mình cậu căn bản không phải đối thủ của những người này. Lam Điệp hơi tức giận nói. Người bọn họ bảo Mạc Phàm cứu rất quan trọng với hắc thị bọn họ, nhất định phải thuyết phục Mạc Phàm mới được. Trừ chuyện đó ra, những sát thủ này trốn ở một nơi bí mật gần đó, động như lôi đình, tính như khô mộc, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào như ám khí, cơ quan, độc dược, căn bản khó lòng phòng bị. Mạc Phàm lợi hại đến mấy cũng chỉ có một người, sao có thể là đối thủ của sát thủ cấp S? Cho dù hắc thị bọn họ tuyên bố hắc sát lệnh, muốn đối phó với nhiều sát thủ cấp S như vậy, cũng phải phí rất nhiều công sức mới làm được. Mạc Phàm chỉ có một mình, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười khinh thường. Hắn không chỉ bị thanh bang khinh thường, xem ra hắc thị cũng khinh thường hắn rồi. Hắn vận khởi linh khí, hai tay nhanh chóng vũ động, tay liên tục tạo pháp ấn. Một đám ký hiệu đỏ như lửa bay vào giữa không trung, trôi nổi trước người hắn. Tụ! Hắn thầm quát một tiếng, tinh quang trong mắt tăng thêm. Ký hiệu đan xen vào nhau, biến thành đóa hoa đỏ như lửa. Phù! Mạc Phàm thổi một luồng linh khí về phía đóa hoa đỏ như lửa. Đóa hoa đỏ như lửa lập tức tản ra như bồ công anh, sau khi tản ra đóa hoa lại to thêm, lại tản thành vô số. Một thành vô số lại thành vô số hơn. Chỉ trong phút chốc, đóa hoa đỏ như lửa ở khắp nơi trên trời, rất rực rỡ trong trời đêm Tây Hồ. Đi, tìm cho tôi những người tôi muốn tìm. Mạc Phàm vung tay, hỏa hoa đầy trời bay về phía xa, còn chưa bay xa, liền biến mất không thấy trong không trung. Mạc Phàm thi triển pháp thuật này xong, lúc này mới rời mắt nhìn Lam Điệp. Tôi nhận ảnh chụp cô cung cấp, nói nghe điều kiện của cô xem. Vẻ mặt Lam Điệp ngây ngốc, ánh mắt nhìn Mạc Phàm khác thường hơn nhiều. Cô thân là sứ giả của Hắc Thị, nghe thấy nhìn thấy nhiều thứ hơn đệ tử thế gia rất nhiều, nhưng cô chưa từng thấy người nào thi triển pháp thuật như Mạc Phàm. Hay là nói căn bản không phải pháp thuật trên địa cầu, mà là tiên pháp trong truyền thuyết. Một người thi triển tiên pháp sao? Cậu đã không muốn Hắc Thị chúng tôi ra tay, vậy hy vọng cậu có thể gặp một người, lúc cậu gặp người này, hai người đều không thể ra tay. Vẻ mặt Lam Điệp bình tĩnh hơn, nói. Ai? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Lúc này một giọng nói vô cùng hùng hậu mang theo sóng khí, truyền từ trong đỉnh phía xa tới. Tôi! Mạc Phàm nhíu mày, nhìn về phía phát ra âm thanh. Trong đình bên hồ, một lão giả đi từ trong màn đêm đến dưới đèn đường. Lão giả này gần 60 tuổi, mặc trang phục thời đường, tóc hoa râm, nhưng làn da như đứa bé mới sinh. Liễu Như Phong. Mạc Phàm liếc mắt nhìn lão giả một cái, lông mày nhướng lên, nói. Toàn thân lão giả này là thanh mộc chi khí, cảnh giới tiên thiên, còn có vài phần tương tự với Liễu Như Tùng bị giết, hẳn là Liễu Như Phong gia chủ Liễu gia ở thủ đô. Không sai. Đúng là lão phu. Liễu Như Phong nói, trên mặt đều là kiêu ngạo. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười lạnh lùng. Hắn còn chưa tới Liễu gia ở thủ đô, vậy mà Liễu Như Phong này thông qua Hắc Thị tới tìm hắn, chuyện này đúng là hắn không ngờ tới. Hắc Thị các cô còn có nhiệm vụ này sao? Mạc Phàm hỏi. Nếu cậu có thể trả được giá mà cậu giao phó, Hắc Thị chúng tôi đều có thể làm cho cậu, bao gồm cả tôi ở bên trong. Một tay Lam Điệp đặt trước ngực tuyết trắng, cười quyến rũ nói. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, rời mắt nhìn Liễu Như Phong. Ông tìm tôi có chuyện gì? Hòa giải. Liễu Như Phong nói. Không phải xin lỗi sao? Mạc Phàm cười mỉa nói. Liễu Như Tùng ra mặt giúp Hoàng gia, chắc chắn là Liễu Như Phong bày mưu đặt kế. Liễu gia đã động vào Mạc gia hắn, bây giờ muốn hòa giải sao? Liễu Như Phong lập tức nhíu mày. Sắc mặt âm u. Mạc Phàm, cậu nghĩ rằng cậu giết Thiên Thành Diệt, thì thiên hạ vô địch sao, đợi tất cả những người nhận được thanh long lệnh tiến vào Hoa Hạ, tôi đảm bảo cậu ngay cả cười cũng không cười nổi. Vậy vì sao ông phải hòa giải với tôi?
Mạc Phàm cười khinh thường nói. Nếu không phải vì cậu giải trừ bệnh dịch, ngăn cản huyết tế của Vu Thần Giáo, chúng ta lại đều là người Hoa Hạ, cậu nghĩ rằng Liễu gia tôi sẽ hòa giải với cậu sao? Liễu Như Phong hiên ngang lẫm liệt nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, giống như nghe được một chuyện rất buồn cười. Ở trong mắt hắn, Liễu Như Phong giống như một người đâm Mạc gia bọn họ, sau khi đâm xong nói với hắn, tôi thấy con người cậu rất tốt bụng, chúng ta đều là người Hoa Hạ, chuyện này cứ bỏ qua như vậy đi. Hòa giải có chỗ tốt gì với tôi? Mạc Phàm hỏi. Liễu Như Phong thấy Mạc Phàm động tâm, nhướn mày, trên mặt lộ ra chút hớn hở, lấy một cái lệnh bài lục giác bằng đồng xanh. Lệnh bài to bằng lòng bàn tay, một mặt có thanh long vờn quanh trông rất sống động, một mặt có khắc chữ lệnh cổ. Nếu cậu hòa giải với Liễu gia chúng tôi sẽ ném thanh long lệnh của Thanh Bang vào trong Tây Hồ. Mỗi kiện thanh long lệnh mà Thanh Bang tuyên bố, không phải ai cũng có thể đạt được, chỉ có thế lực đủ thực lực mới lấy được. Liễu gia bọn họ ngoại trừ là võ đạo thế gia ở Hoa Hạ, bồi dưỡng đệ tử bảo vệ bên cạnh cấp cao Hoa Hạ gia, cũng quản lý mấy đội lính đánh thuê ở nước ngoài, trong đó có hai đội cấp S, tất nhiên có tư cách đạt được thanh long lệnh của Thanh Bang. Trong mắt Mạc Phàm hơi híp lại, hàn quang hiện lên. Có chỗ tốt gì đối với ông? Liễu gia lấy thanh long lệnh, không phái sát thủ, trái lại đến đây hòa giải, chắc chắn không đơn giản như vậy. Nếu cậu đồng ý giao bí pháp giải vạn diệt lao lung cho Liễu gia tôi có thể bảo vệ Mạc gia cậu an toàn. Liễu Như Phong hơi híp mắt nói. Nếu không phải vì có thể đi vào phủ đệ của tiên nhân, chắc chắn ông ta sẽ phái người giết chết Mạc Phàm, một khi thành công Liễu gia bọn họ sẽ thành trưởng lão Thanh Bang. Nhưng nếu có được bí pháp giải vạn diệt lao lung, tiến vào phủ đệ tiên nhân, trưởng lão Thanh Bang là cái thá gì? Chỉ đô dự một lát, ông ta tìm tới Hắc Thị. Liễu Như Phong vừa nói xong, Lam Điệp nhíu mày lại, khuôn mặt quyến rũ âm u hơn. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, cười khẽ. Liễu Như Phong tìm hắn hòa giải là giả, muốn bí pháp âm dương pháp kiếm mới là thật. Không thể không nói, Liễu Như Phong đúng là biết chọn thời điểm, lựa chọn lúc hắn bốn bề là địch, thập diện mai phục. Chỉ cần hắn không đồng ý, sẽ bị ám sát nhiều hơn nữa. Không chỉ lựa chọn đúng lúc, thủ đoạn của Liễu Như Phong cũng không tệ. Mượn Hắc Thị đảm bảo hắn sẽ không ra tay. Đổi lại là những người khác, rất có khả năng sẽ bị Liễu Như Phong đùa giỡn trong tay. Nhưng Liễu Như Phong bản tính rất tốt, chỉ tiếc là tìm lầm đối thủ. Ở trong mắt hắn, muôn vàn thủ đoạn chỉ là một lớp giấy hồ bên ngoài đèn lồng, thực lực căn bản không chịu nổi thiêu đốt của hắn. Ánh mắt hắn phát lạnh, đi đến chỗ Liễu Như Phong, gió lạnh tự nhiên nổi lên, thổi về bốn phía. Liễu Như Phong thấy Mạc Phàm đi về phía ông ta, sắc mặt ông ta thay đổi, lộ ra chút sợ hãi. Mạc Phàm có thể giết chết Thiên Thành Diệt, chắc chắn ông ta cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm, nếu không sao ông ta có thể dùng nhiều tiền như thế mời Hắc Thị ra mặt. Lam cô nương, đây là uy tín của Hắc Thị cô sao? Lam Điệp nhíu chặt mày. Mạc Phàm, cậu nhận tình báo của chúng tôi, không thể ra tay. Yên tâm, tôi vẫn có chút uy tín đó. Mạc Phàm đi đến bên cạnh Liễu Như Phong, lạnh nhạt nói. Lúc này sắc mặt Liễu Như Phong mới khôi phục như thường, cười nham hiểm. Mạc Phàm, cậu suy xét thế nào? Một tay Mạc Phàm lấy thanh long lệnh từ tay Liễu Như Phong, tay còn lại điểm về phía mi tâm, một ký hiệu hỏa hoa bay từ mi tâm ra, biến mất vào trong lệnh bài. Một lát sau, ký hiệu lại bay ra, quay về mi tâm hắn. Hắn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra rét lạnh hơn nhiều. Mạc Phàm, cậu làm gì thế? Liễu Như Phong cảm thấy khó hiểu nói. Ông ta không biết Mạc Phàm thi triển pháp thuật gì với thanh long lệnh, trong lòng lại dâng lên dự cảm không tốt. Thanh long lệnh, Liễu gia các ông giữ đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, ném thanh long lệnh xuống dưới đất. Mắt Liễu Như Phong mở to, có chút không tin tưởng lắm lỗ tai của mình. Mạc Phàm, cậu không muốn hòa giải với Liễu gia tôi sao? Hòa giải? Tôi cần hòa giải với các ông sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Lúc này người Liễu gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ông ta căn bản không thấy rõ tình thế. Một đám sát thủ, hắn sẽ sợ sao? Một Liễu gia, hắn cần thỏa hiệp. Quá coi thường y tiên bất tử hắn rồi. Sắc mặt Liễu Như Phong âm u, trong mắt lóe lên lửa giận hừng hực. Mạc Phàm đang trong tình cảnh này, vậy mà dám từ chối, đúng là không biết sống chết. Lam Điệp ở bên cạnh cũng lộ vẻ bất ngờ,
Mạc Phàm từ chối Hắc thị bọn họ, lựa chọn đã ít đi. Hiện giờ lại từ chối Liễu gia, đúng là không sáng suốt. Mạc Phàm, cậu thực cho rằng chỉ dựa vào cậu, cậu có thể đối phó với nhiều sát thủ như thế, nói cho cậu biết, người nhận được Thanh Long lệnh còn nhiều hơn cậu biết, cũng càng khủng bố hơn, cho dù là người trốn ở thành phố Tây Hồ, cậu cũng không tìm được đâu, càng không nói đến chuyện đối phó bọn họ, cậu không hợp tác với Liễu gia tôi, căn bản chỉ còn đường chết. Liễu Như Phong tức giận nói. À, Mạc Phàm khinh thường. Hắn vừa nâng mí mắt, bỗng nhiên xung quanh sáng lên. Vù vù, ba ngọn lửa màu trắng xuất hiện xung quanh hắn, nhiệt độ xung quanh tăng lên. Ông có biết hay không, chỉ dựa vào những lời ông nói, tôi có thể thiêu ông thành cho tàn, giống như Liễu Như Tùng. Sắc mặt Liễu Như Phong thay đổi, sợ hãi xuất hiện trong lòng ông ta. Ông ta tu luyện công pháp thuộc tính mộc, ghét nhất là lửa. Ngọn lửa của Mạc Phàm càng khiến ông ta bất an, bực bội. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì, cậu dám ra tay với tôi, thì đợi Hắc thị trả thù đi. Liễu Như Phong nghiến răng nói. Hắc thị đồng ý với ông ta, Mạc Phàm sẽ không ra tay, nhất định bọn họ sẽ làm được. Mạc Phàm dám ra tay với ông ta, đợi bị Hắc thị tiêu diệt đi. Mạc Phàm, cậu đừng kích động. Lam Điệp vội vàng nói. Yên tâm. Tôi không chỉ không giết ông tối nay, sau này cũng không giết ông, tôi sẽ khiến ông đi tự sát. Mạc Phàm vô cùng tự tin nói. Một Liễu gia động Mạc gia hắn không nói, vậy mà còn muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Nếu như Liễu Như Phong không tự sát, hắn sẽ diệt Liễu gia. Còn những sát thủ này, muốn xem bọn họ chết thế nào, hãy mở to mắt mà xem đi. Hắn nói xong không để ý đến Liễu Như Phong nữa, bóng dáng chớp lóe, đạp hồ nước. Lao về phía nội thành đèn đuốc sáng trưng. Lúc rơi xuống, như chuồn chuồn lướt nước. Lam Điệp đứng tại chỗ cắn môi, đôi mắt khẽ đảo, nhìn chằm chằm bóng lưng Mạc Phàm, ngoại trừ khó có thể tin ra, ánh mắt cũng khác thường hơn nhiều. 17 tuổi, từ chối Hắc thị cả Hoa Hạ đều kiêng kỵ, không sợ Liễu gia. Đường đường là Tiên Thiên Tông sư, hắn không đi giết chết, nhưng muốn Liễu Như Phong tự sát mà chết. Hơn 10 đội sát thủ cấp S. Hắn lại muốn một mình giết sạch. Nếu hoàn thành bất luận một chuyện nào, đều có thể khoe khoang cả đời, Mạc Phàm lại muốn ôm hết tất cả. Từ khi cô sinh ra tới nay, chưa từng thấy người đàn ông nào quật cường, quyết đoán như vậy. Liễu tiên sinh, hợp tác giữa chúng ta đã kết thúc, cảm ơn ông đã sử dụng dịch vụ của Hắc thị chúng tôi, nếu ông cảm thấy phục vụ của Hắc thị chúng tôi hài lòng, mời để lại khen ngợi, hiện giờ tôi muốn đuổi theo Mạc đại sư, tạm biệt. Cô cười quyến rũ. Đá giày cao gót trên chân. Nhẫn trên ngón trỏ sáng lên, một đôi giày tinh xảo khắc phù văn xuất hiện trong tay cô. Cô thay giày, tay kết thành lan hoa chỉ, phù văn trên giày sáng lên. Cô không dùng xe Ferrari, nhẹ nhàng nhảy vào trong hồ nước, vậy mà dẫm lên mặt nước như đất bằng giống Mạc Phàm, lao về phía xa, tốc độ cũng không chậm. Liễu Như Phong nắm chặt tay, cũng nghiến răng, nhìn chằm chằm bóng dáng Mạc Phàm với vẻ hung dữ, trong mắt như sắp phun ra lửa. Mạc Phàm này dám từ chối yêu cầu của ông ta, còn tuyên bố khiến gia chủ Liễu gia là ông ta tự sát. Phải biết rằng muốn giết chết Tiên Thiên Tông sư khó như lên trời. Mạc Phàm lại muốn khiến ông ta tự sát, ông ta chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, một chưởng của ông ta đánh mạnh lên cây già ở bờ hồ, cây già một người ôm không hết kêu răng rắc rồi gãy làm đôi, rơi vào trong hồ nước. Bùm, nước bắn lên cao hơn 3 thước. Gia chủ bớt giận, chúng ta làm sao bây giờ? Trong bóng đêm, một người đàn ông mặt sẹo đi ra nói. Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng luôn mang theo tươi cười như có như không, làm cho người ta có cảm giác rất hung ác. Nếu tiểu tử này không biết điều như thế, chúng ta không cần khách sáo, đã tìm được địa chỉ của người nhà cậu ta chưa? Liễu Như Phong híp mắt nói. Đã tìm được, ở biệt thự lưng chừng núi. Xung quanh có bố trí trận pháp, phá giải chỉ là vấn đề thời gian. Người đàn ông mặt sẹo cười nói. Được lắm, cậu lập tức qua đó, không để lại một người nào, bắt hết cho tôi, người nào dám phản kháng, giết chết người đó, không phải tiểu tử này không chịu hợp tác sao, lão phu muốn cậu ta phải hối hận cả đời. Liễu Như Phong lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên tàn nhẫn. Đợi bắt được người nhà Mạc Phàm, ông ta không tin Mạc Phàm không giao bí pháp giải vạn diệt lao lung. Không chỉ bí pháp này, nói không chừng công phu và y thuật trên người Mạc Phàm cũng là của Liễu gia bọn họ.
Dạ, gia chủ. Người đàn ông mặt sẹo liếm môi, cười tàn nhẫn. Một tay anh ta vươn ra, thanh long lệnh trên đất bay vào trong tay anh ta. Gia chủ, ông không đi cùng chúng tôi không? Tôi sao, tôi đuổi theo tên danh con kia. Liễu Như Phong lạnh lùng nhìn lướt qua hướng Mạc Phàm rời đi, trầm giọng nói. Thực lực của Lucifer và quỷ sát không yếu, nhất là quỷ sát, rất nổi tiếng trong giới sát thủ. Từng có người ra giá 10 triệu muốn diệt quỷ sát, nhưng quỷ sát vẫn tồn tại đến tận bây giờ. Ông ta phải nhanh chân đến xem, rốt cuộc tiểu tử này có bản lĩnh gì. Ông ta nói xong mũi chân điểm xuống, nhảy lên cao, hai tay mở ra như đại bàng dương cánh, lao về phía xa. Người đàn ông mặt sẹo cười lạnh lùng, cũng biến mất trong bóng đêm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, trong một biệt thự phong cách châu Âu ở Lâm Hồ. Một đám người châu Âu ngồi trên ghế sofa bằng da thật nhập khẩu từ Ý, lắc ly rượu vang, vẻ mặt vô cùng thích thú. Lão đại, Hoa Hạ đúng là thiên đường của chúng ta. Một tiểu tử để rìa mép, mặc quần cộc, lộ ra lông ngực dày từ nửa người trên đi xuống dưới, kinh ngạc vui mừng nói. Ngày hôm qua anh ta mới tới Hoa Hạ, anh ta chỉ nháy mắt với một mỹ nữ Hoa Hạ, mỹ nữ kia liền theo anh ta tới biệt thự, đại chiến đến bình minh. Chuyện này còn không có gì, làm anh ta hưng phấn chính là vậy mà hôm nay mỹ nữ kia còn mang theo bạn thân của mình tới. Bạn thân của cô ta đã kết hôn, tối nay chuẩn bị trải qua sinh nhật với chồng mình, kết quả là chạy tới chỗ anh ta. Hai mỹ nữ Đông Phương cùng đến, đối với người chơi ngán mỹ nữ Tây Phương như anh ta, quả thực quá sung sướng. Chắc, tốt nhất là anh nên kiềm chế một chút, chúng ta tới nơi này để chấp hành nhiệm vụ, nếu anh bị phụ nữ Hoa Hạ ép khô, cẩn thận bị Mạc đại sư kia thiến thành thái giám. Một người đàn ông châu Âu cao lớn uy vũ khác nhắc nhở. Các, quay về phòng của anh đi, người khác không biết, tôi còn không biết sao, bây giờ trong phòng anh có hai thiếu phụ Hoa Hạ đang nằm. Vừa rồi tôi còn tắm huyền ương với một người trong đó, bây giờ anh quay về chỉ có thể dùng đồ cũ của tôi. Trác cười khinh bỉ nói. Phắc, vậy mà anh dám chơi người phụ nữ của tôi. Phụ nữ của anh cái gì, đây đều là phụ nữ thượng đế ban thưởng cho chúng ta, nhưng mà quả thật thiếu phụ cậu dụ dỗ tới không tệ, tôi rất thích. Trác cầm một chai bia, uống một ngụm bia cười dâm nói, vẻ mặt như hồi tưởng dư vị cũ. Anh nói cái gì? Các hơi tức giận đẩy Trác một phen. Những người xung quanh uống bia, giống như sớm đã luyện thành thói quen, nhao nhao lộ ra tươi cười kỳ lạ. Được rồi, các anh em, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, đều đến đây xem cái này đi. Trên sofa, một người đàn ông cao gầy đang xem TV nghiêm túc nói. Người đàn ông này mới mở miệng, những người kia lập tức thành thật, nhìn về phía TV LCD 64 inch trong phòng khách. Trên TV đang chiếu một video clip. Quay lại cảnh khi Mạc Phàm ở trên thuyền rồng dùng một chưởng vỗ mạnh xuống mặt hồ. Mạc đại sư này là ma pháp sư hệ thủy sao? Một người da đen hỏi. Một chưởng của Mạc Phàm đánh xuống, mặt nước cách 100 mét nổ tung theo, võ giả căn bản không làm được, chỉ có ma pháp sư hệ thủy Tây Phương bọn họ mới làm được. Ma pháp sư thì sao, cậu ta chỉ giống như phụ nữ Hoa Hạ, chỉ là con mồi mà thôi, lão đại, khi nào chúng ta ra tay, em đã không đợi kịp rồi. Trác có chút khẩn trương nói, giống như ngạ lang muốn tiến vào trong bầy dê. Nhiệm vụ cấp S của Lucifer bọn họ, đó là giết một ma pháp sư thuộc tính hỏa giết chết một người rồi trốn trong cổ bảo, căn bản không phí nhiều sức lực. Giết Mạc đại sư này, bọn họ có thể hưởng dụng mỹ nữ ở Hoa Hạ thỏa thích. Những người khác nhếch miệng, cười đắc ý. Lucifer bọn họ lấy danh xưng ma vương, chưa bao giờ không hoàn thành nhiệm vụ, Mạc đại sư này cũng như vậy thôi. Ok, đợi Lucy quay về, chúng ta sẽ ra tay. Người đàn ông cao gầy cũng cười tự tin, nói. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Không cần đợi anh ta nữa, bởi vì anh ta đã chết. Giọng nói này vừa vang lên, tiếng cửa sổ bị phá rầm. Một tiếng vang lên, một bóng đen phá cửa sổ mà vào, ngã mạnh xuống dưới đất, toàn thân đều là máu, quần áo trên người giống hệt người trong phòng khách. Trong biệt thự. Sắc mặt mọi người thay đổi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một người thanh niên chưa tới 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, sắc mặt lãnh khốc, vẻ mặt rất lạnh nhạt, đi vào thông qua cửa sổ bị vỡ. Cậu là ai, vì sao lại đánh người anh em của tôi? Một người đàn ông da đen nói tiếng Hoa Hạ rất chuẩn,
hỏi. Các người nhận Thanh Long lệnh muốn tới giết tôi, còn không biết tôi là ai à? Mạc Phàm nhếch miệng, lạnh lùng nói. Cho nên đám lính đánh thuê nhìn thoáng qua Mạc Phàm, lại nhìn video clip trong TV, lông mày nhíu lại. Bọn họ còn chưa đi tìm Mạc Phàm, Mạc Phàm đã tìm tới cửa. Nhưng dù sao bọn họ cũng là lính đánh thuê cấp S, không một ai lộ ra vẻ bối rối. Ngồi trên ghế sofa vẫn ở trên sofa, uống rượu vẫn tiếp tục uống, khóe miệng vẫn còn là nụ cười tự tin như trước. Cậu là ma pháp sư Hoa Hạ kia sao? Hoa Hạ các cậu đúng là thiên đường, muốn uống một ly hay không? Nếu cậu cần phụ nữ mà nói, trên lầu còn có mấy mỹ nữ Hoa Hạ cậu, không biết bọn họ nguyện ý để người đàn ông Hoa Hạ các cậu chơi không? Trác cầm một chai bia, cười đắc ý nói, trên mặt đều là cảm giác ưu việt vì anh ta là người nước ngoài. Trác mới mở miệng, những người khác cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm đều là vẻ đăm chiêu. Anh ta vừa mới nói xong, hai mỹ nữ say khướt vịn vào cầu thang đi xuống. Hai mỹ nữ này gần 30 tuổi, dáng người như người mẫu chỉ mặc nội y sexy, đều lộ hết ra bên ngoài, trên mặt còn mang theo ửng đỏ, như mật đào chín mọng trên cây, làm người ta miệng đắng lưỡi khô. Trác, các anh đang làm gì thế? Một mỹ nữ trong đó nói. Thân ái, bọn anh có khách đến, muốn chơi với các em nguyện ý chơi với cậu ta không? Trác nở nụ cười dâm đãng nói. Đương nhiên không muốn, đàn ông Hoa Hạ chúng em đâu có như các anh. Một mỹ phụ trong đó không thèm nhìn Mạc Phàm, cười quyến rũ nói. Người Hoa Hạ đâu có khả năng như những người ngoại quốc, cô ta kết hôn lâu như vậy, nhưng chưa từng thỏa mãn giống như hôm nay. Quả thực quá tuyệt vời, cô ta còn không muốn quay về. Khi nói chuyện, cô ta vén tóc, mắt say mông lung, đôi mắt nhìn về phía Mạc Phàm đầy khinh thường. À, cô ta giơ tay che miệng, miệng há to, sắc mặt tái mét, giống như gặp quỷ. Cô ta ăn cơm tối với bạn thân ở lâu ngoại lâu, đúng lúc nhìn thấy cảnh Mạc Phàm dùng một lời giết Lục Kỳ. Chỉ trong chớp mắt, lạnh lẽo bao phủ cơ thể gần như không mặc gì của cô ta, cũng tỉnh rượu hơn nhiều. Cậu là Mạc Đại Sư sao? Mạc Phàm làm như không nhìn thấy hai mỹ nữ này, nheo mắt lại, nhìn về phía Trác. Ma Pháp Sư. Dưới chân hắn khẽ động, thân hình trực tiếp biến mất. Hành động của Mạc Phàm khiến vẻ mặt người đàn ông cao gầy trên ghế sofa bỗng nhiên thay đổi. Trác, cẩn thận. Không đợi Trác phản ứng kịp, Mạc Phàm đã đến bên cạnh Trác mặc quần cộc, một cước nhanh như thiểm điện đá vào ngực Trác. Bùm. Giống như có một trái bom nổ tung trong biệt thự, cả căn biệt thự run lên. Một dấu chân màu đen rất sâu xuất hiện trên vách tường, như mạng nhện không ngừng lan tràn trên tường. Trác đứng tại chỗ, khóe miệng vẫn còn cảm giác ưu việt vì là người ngoại quốc, nhưng chỗ ngực có một cái lỗ như động to. Máu tươi chảy ra ào ào, nội tạng lúc nhúc, vô cùng đẫm máu. Trác chỉ cảm thấy ngực đau xót, cúi đầu nhìn thoáng qua, đồng tử mở to, trên mặt đều là kinh hãi. Dầm, một tiếng cả người ngã xuống đất, máu tươi đầy đất. Lúc này trong phòng khách biệt thự, một đám người vừa rồi còn mang theo tươi cười, cuối cùng không cười nổi, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trong con ngươi đều là vẻ khó tin. Tuy bình thường Trác đều nằm trên người phụ nữ, nhưng đã có thực lực bạch ngân, vậy mà không đỡ nổi một cước của Mạc Đại Sư. Cho dù là đội trưởng bọn họ cấp hoàng kim, cũng không làm được như Mạc Phàm. Ngay cả một cước của tôi cũng không đỡ được. Sát thủ ngoại quốc các anh cũng không giỏi lắm nhỉ. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Trong mắt người đàn ông cao gầy lóe lên vẻ nghiêm trọng, chậm rãi rời khỏi ghế sofa. Cậu rất lợi hại, nhưng Mạc Đại Sư, cậu không nên tới đây. Anh ta nắm chặt hai tay, kim quang trên tay sáng lên, cự kiếm màu vàng đột nhiên xuất hiện. Chảm! Cự kiếm màu vàng dài ra, như muốn bao phủ toàn bộ ánh sáng, chém về phía Mạc Phàm. Một trận kình phong tàn phá bừa bãi xuất hiện. Cùng lúc đó, mấy người khác hiểu ngầm cũng hành động theo, ánh sáng màu bạc lóe lên trong tay, đâm về phía hiểm của hắn. Tốc độ rất nhanh, góc độ xảo quyệt, phối hợp hiểu ngầm, có thể nói là không có tỉ vết, đổi thành thiên thành diệt cũng không chắc trốn tránh được. Mạc Phàm lại lắc đầu, hắn tưởng rằng sát thủ cấp S khủng bố thế nào, ai ngờ chỉ như vậy. Nhưng nếu nhận Thanh Long lệnh của Thanh Bang tới Hoa Hạ, mặc kệ mạnh yếu đều ở lại đi. Hắn nheo mắt, hàn quang tăng cao. Kiếm tới. Keng, bạch ngọc kiếm chu sát xuất hiện trong tay hắn. Hắn không thèm nhìn đám người đâm về phía hắn, trường kiếm như bút vẽ,
nhanh chóng vẽ vài nét trong không trung, một đóa hoa sen trông rất sống động trôi nổi trong không trung. Liên khai. Một tiếng quát nhẹ vang lên, bỗng nhiên hoa sen nở rộ. Bất luận là đội trưởng lính đánh thuê Lucifer rất mạnh, hay là những người khác, chỉ cảm thấy trên người đau xót, giống như bị kiến cắn. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy nửa người dưới của bọn họ đang chạy về phía trước, thân thể lại chậm lại. Có người thì nhìn thấy, hình ảnh trước mắt nhanh chóng bị gãy thành 180 độ, mắt trái thấy được mắt phải, hình ảnh vô cùng quỷ dị. Phốc, huyết dịch như nước mực vẩy tung tóe ra, bắn từ trên những người này ra, hoa sen màu trắng cũng nhiễm lên màu đỏ kiều diễm ướt át. Bùm một tiếng, hoa sen nổ tung, âm thanh vang vọng cả khu biệt thự, giống như một nhà máy hóa chất nào đó xảy ra nổ mạnh. Sóng khí nổi lên cuồn cuộn, thủy tinh vỡ nát, trên vách tường xuất hiện từng đạo khe hở, toàn bộ sofa, bàn trà, vật phẩm trang sức trong phòng khách biến thành mảnh nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, biệt thự giá trị hơn 2.000 vạn biến thành phế tích. Vách tường, trên sàn nhà đầy máu, máu tươi nồng đậm làm người ta buồn nôn. Mạc Phàm cầm kiếm đứng tại chỗ, vẻ mặt lãnh khốc, như kiếm tiên siêu phàm thoát tục. Chỗ cách chân hắn một thước, đám người bị băm thây thành mảnh, mỗi mảnh không to bằng nắm tay. Tất cả lính đánh thuê Lucifer cấp S, không một ai còn sống dưới một kiếm. Ở chỗ cầu thang, hai mỹ nữ hoa hạ mặc nội y sexy, hai mắt mở to, hoàn toàn bị dọa ngốc nhìn Mạc Phàm với vẻ mơ màng, sụi lơ trên mặt đất. Nội y trên người bọn họ bị kình phong nghiền nát, vốn giống như không mặc gì, bây giờ gần như bại lộ ra bên ngoài, nhưng bọn họ giống như không cảm nhận được. Vừa rồi bọn họ còn nói đàn ông hoa hạ không được, kết quả thì sao? Một đám đàn ông ngoại quốc vô cùng lợi hại, mỗi người như 10 người đàn ông, lại bị người đàn ông này dùng một kiếm cắt thành mảnh nhỏ. Chuyện này, Mạc Phàm xác nhận trong biệt thự không còn người của Lucifer nữa, liếc mắt nhìn hai vị mỹ nữ một cái. May mà các cô là người hoa hạ, nếu không các cô sẽ chết giống như bọn họ. Hắn nói xong xoay người rời đi, để lại hai mỹ nữ bị dọa sợ muốn khóc mà không khóc được. Mạc Phàm vừa rời đi, Lam Điệp và Liễu Như Phong đi tới. Lông mày Lam Điệp nhíu lại, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Lính đánh thuê Lucifer, đứng vị trí thứ 23 trong lính đánh thuê thế giới, hoàn thành 11 nhiệm vụ cấp S, không thất bại một nhiệm vụ nào, còn chưa bao giờ tổn thất một người. Đội trưởng có thực lực cấp Hoàng Kim, tương đương với Tiên Thiên Tông Sư ở Hoa Hạ. Từ lúc Mạc Phàm tiến vào biệt thự đến khi ra ngoài, còn chưa dùng hết 3 phút. 3 phút giết một Tiên Thiên Tông Sư, đây quả thực là giết Tông Sư như máy móc. Không chỉ có cô, Liễu Như Phong theo sát phía sau vẻ mặt cũng âm u, gần như có thể vặn ra nước, không nói được một câu. Ông ta thân là Tiên Thiên Tông Sư, hiểu rõ nhất đáng sợ của Tiên Thiên Tông Sư. Mỗi Tiên Thiên Tông Sư đều là võ đạo thông thần, thực lực thì khỏi phải nói, rất nhiều khi hai Tiên Thiên Tông Sư đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng không làm gì được đối phương. Ông ta đấu với một Tiên Thiên Tông Sư khác hơn 1.000 hiệp bất phân thắng bại, cuối cùng không thể không bắt tay giảng hòa. Ai biết Mạc Phàm đáng sợ như thế, giơ tay liền diệt lính đánh thuê Lucifer. Lúc này bỗng nhiên ông ta có chút nghĩ lại mà sợ. Chẳng lẽ Mạc Phàm thật sự có thể giết chết toàn bộ sát thủ nhận được Thanh Long lệnh? Liễu tiên sinh, nếu là ông, không biết có thể chống đỡ dưới tay Mạc Đại Sư bao lâu? Lam Điệp nhìn chằm chằm Liễu Như Phong, cười quyến rũ nói. Cậu ta muốn giết tôi, đợi cậu ta tìm được quỷ sát rồi nói sau. Liễu Như Phong hừ lạnh một tiếng nói. Quỷ sát được xưng là sát thủ am hiểu ẩn nấp, chạy trốn, dùng ám khí nhất. Sát thủ quỷ sát kia ẩn nấp trong vòng 100 mét quanh Mạc Phàm đều không phát hiện ra, muốn tìm được quỷ sát không khác gì khó như lên trời. Không tìm được quỷ sát, vậy đợi quỷ sát xuất quỷ nhập thần ám sát đi. Một khi bị quỷ sát để mắt, như ác quỷ quấn thân. Từng có cao thủ võ đạo bị quỷ sát đuổi giết, thật sự không chịu nổi ngày đêm đề phòng quỷ sát ám sát, cuối cùng lựa chọn tự sát, chuyện này đủ để thấy chỗ đáng sợ của quỷ sát. Đổi lại cách nói. Mạc Phàm tìm được quỷ sát thì thế nào? Chỉ cần lính đánh thuê của Liễu gia bọn họ phá giải trận pháp, bắt lấy người nhà Mạc Phàm còn không ngoan ngoãn nghe lời. Ông ta nói xong cười lạnh lùng, không để ý tới Lam Điệp nữa, tiếp tục đuổi theo Mạc Phàm. Khóe miệng Lam Điệp nhếch lên, cười quyến rũ, cũng đi theo. Cách đó không xa, trong mắt Mạc Phàm hơi híp lại, ánh mắt sắc bén như đao.
Một quỷ sát mà thôi, cho dù đám người này biến thành quỷ, tiến vào lục đạo luân hồi, hắn cũng phải tìm được toàn bộ đám người này. Bất chợt trước mắt hắn sáng lên, một đóa hỏa hoa lúc trước hắn thả ra xuất hiện trước mắt hắn. Hắn nắm lấy hỏa hoa này, rồi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Đám quỷ sát này đúng là biết chọn nơi trốn, bây giờ lại đứng trên thuyền rồng hắn vừa rời khỏi không lâu. Quả thật hắn không ngờ đám người này lại trốn ở đó, nhưng đám người này cho rằng có thể trốn thoát khỏi thiên hỏa siêu thần của hắn sao. Chỉ cần là người hắn từng thấy, thì có thể thông qua pháp thuật tìm được bọn họ. Pháp thuật này sẽ không ngừng phân chia, càng ngày càng nhiều, cũng càng tìm nhanh hơn. Hiện giờ tu vi của hắn quá thấp, nếu đến cảnh giới kim đan, hắn hoàn toàn có thể che kín thiên hỏa của hắn trên địa cầu, muốn tìm người nào, chỉ cần ảnh hồ sơ, có thể xác định vị trí trong chớp mắt. Nhưng hiện giờ đủ dùng rồi. Sắc bén trong mắt lóe ra, đi đến chỗ thuyền rồng. Trên thuyền rồng, một đám hắc y nhân đầu bóng loáng ngồi khoanh chân trong khoang thuyền, mỗi người đều có hình xăm ác quỷ ở sau gáy. Tông chủ, Mạc đại sư kia rất lợi hại, chúng ta thật sự phải ra tay với cậu ta sao? Một người đàn ông trong đó vẫn còn sợ hãi hỏi. Người tối nay đi ám sát Mạc Phàm là anh ta mới lẻn vào khu vực 100 mét quanh Mạc Phàm, liền cảm thấy thân thể như bị bàn tay to nắm lấy, không thể cử động được. Anh ta từng chấp hành không ít nhiệm vụ ám sát, trong đó có không ít người là tiên thiên tông sư, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta có cảm giác như vậy, ngay cả tông chủ bọn họ cũng không có khí tức cường đại như thế. Nếu không phải có cô bé chạy từ trong khoang thuyền ra, chắc chắn anh ta không trốn thoát được. Người đàn ông trung niên ngồi ở bên trong mở to mắt, trong khoang thuyền lập tức như có đao quang lóe qua, trở nên sáng lên. Thế nào, Mạn Xà, một đứa bé 20 tuổi dọa cậu sợ thành như vậy sao? Tông chủ bất giận, Mạn Xà dám đi ám sát Mạc đại sư lần nữa. Hình như Mạn Xà rất sợ người đàn ông này, khẩn trương nói. Hừ, người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng. Cậu nghĩ rằng tên tiểu tử kia lợi hại như vậy, lợi hại là người đứng sau cậu ta, nếu không có người kia nhắc nhở tên tiểu tử đó, tối nay cậu đã thành công rồi. Mạn Xà không phát hiện ra Lam Điệp người nhắc nhở Mạc Phàm, nhưng ông ta thì biết. Mạn Xà hơi sững sờ, lúc này lông mày mới giãn ra. Anh ta vốn không tin, người có thể giết thiên thành diệt sao chưa tới 20 tuổi. Tông chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không sốt ruột. Đợi thế lực khác hấp dẫn người sau lưng cậu ta ra, chúng ta sẽ làm việc theo hoàn cảnh, chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Người đàn ông trung niên nói. Người nhà tiểu tử kia cũng ở thành phố Tây Hồ, có cần chúng tôi ra tay với người nhà cậu ta không? Trong mắt Mạn Xà chớp lóe âm lệ, nói. So với người đứng sau Mạc Phàm, người nhà của cậu ta càng dễ đối phó hơn. Mắt người đàn ông trung niên kia nheo lại, ông ta còn chưa mở miệng. Dầm. Thuyền rồng giống như bị vật nặng đánh trúng, cả thân thuyền chìm xuống dưới, thuyền rồng lắc lư dữ dội trong hồ nước, giống như muốn lật. Khoang thuyền ba tầng bị vật nặng xuyên qua hai tầng, đập trúng vào người Mạn Xà. Mạn Xà còn chưa kịp hừ một tiếng, đã bị đập thành thịt vụn. Kinh khí như gió xoáy đột nhiên xuất hiện, thổi về phía những người xung quanh. Giữa kinh khí, ánh mắt Mạc Phàm vô cùng lạnh lùng, liếc nhìn đám quỷ sát. Người nhà của tôi. Các người không có cơ hội ra tay đâu, các người lập tức đều phải chết. Trong khoang thuyền, người đàn ông trung niên và hắc y nhân khác nhìn thi thể Mạn Xà dưới chân Mạc Phàm, vẻ mặt thay đổi. Nhất là người đàn ông trung niên, sắc mặt âm tình bất định. Mạc Phàm có thể tìm tới nơi này, đã nói lên bản lĩnh của Mạc Phàm không tệ. Một cước giẫm chết Mạn Xà môn sinh ông ta tâm đắc nhất, thực lực này vượt xa dự đoán của ông ta. Cậu là Mạc đại sư sao? Người đàn ông trung niên nghiến răng hỏi. Các người không có tư cách hỏi tôi vấn đề này. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Một đám người muốn giết hắn, vẫn nên nhanh chóng đi tìm chết tốt hơn. Người đàn ông trung niên nghiến răng, gần như không do dự, mở miệng nói ra hai chữ. Rút lui. Bóng dáng một đám người chớp lóe, chia nhau ra bốn phía, thân hình như quỷ mị, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Rút lui sao, nếu nhận Thanh Long lệnh. Các người ai cũng đừng nghĩ trốn thoát. Mạc Phàm cười khẽ. Kinh lôi bùm bùm, đinh tai nhức óc vang lên, mọi người chỉ cảm thấy đầu như bị cái chùy gõ vào. Bên ngoài biệt thự, từng đạo lôi quang to bằng ngón tay đánh xuống,
lôi quang dao động trái phải, hứng khởi rung động, làm ra đầu người ta run lên. Lôi quang như vậy ở khắp bốn phía, chi chít, hình thành một cái lồng chim, nhốt thuyền rồng vào bên trong. Muốn ra ngoài, thử tư vị của lôi điện này trước đã. Tối nay, người nào cũng đừng nghĩ trốn được. Giọng nói như tiếng sấm rung trời. Mạc Phàm vừa mới nói xong. Bên ngoài thuyền rồng, hai đệ tử của quỷ sát không thể dừng lại, đánh vào trên lồng chim do lôi điện tạo thành, chạy ra khỏi thuyền rồng. Hai người vốn vui vẻ, nhưng ngay sau đó tươi cười của hai người cứng ngắc. Bùm tiếng sấm vang lên, hồ quang như rắn từ bên ngoài tiến vào trong cơ thể bọn họ, chạy tán loạn trên thân bọn họ. Hai đệ tử của quỷ sát run lên vài cái ở giữa không trung, liền như chim nhỏ gãy cánh, ngã xuống rơi vào trong nước, bọt nước văng tung tóe. Trên thuyền rồng, người đàn ông trung niên kia và đệ tử khác vội vàng đứng lại, sắc mặt rất âm u. Mạc Phàm không chỉ tìm được bọn họ, còn bố trí cạm bẫy trong lúc bọn họ không biết. Tuy ông ta không nguyện tin tưởng, nhưng không thể không thừa nhận, tiểu tử chưa tới 20 tuổi này mạnh hơn ông ta rất nhiều. Ông ta vốn định nhờ thanh long lệnh của thanh bang, nâng cao quỷ sát lên một bước, ai biết đột nhiên sẽ biến thành như vậy. Mạc đại sư, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ vĩnh viễn không tiến vào Hoa Hạ nữa. Người đàn ông trung niên nghiến răng, không cam lòng nói. Đặt ở trước đây, nói như vậy đều là người khác nói với quỷ sát bọn họ, sau đó bọn họ tiếp tục giết chết mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ. Hiện giờ vị trí chuyển đổi rồi. Trên đỉnh thuyền rồng, Mạc Phàm đứng khoanh tay, phía sau có trăng tròn treo cao, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt không hề bận tâm như tiên nhân khám phá hồng trần, hiểu rõ huyền ảo của cuộc đời. Nghe lời người đàn ông trung niên nói, khóe miệng hắn nhếch lên, tươi cười xuất hiện trên mặt hắn, giống như tử thần đang cười, anh tuấn, lãnh khốc, cũng mang theo sát ý rất lạnh lùng. Quỷ sát có ý đồ với hắn còn chưa tính, vậy mà còn muốn động vào người nhà hắn, lúc này lại cầu xin hắn tha thứ. Có khả năng sao? Sau này tôi còn phải ra nước ngoài du lịch, vẫn nên giết các người tốt hơn. Cậu! Sắc mặt người đàn ông trung niên trầm xuống, như bị người ta tát mạnh một cái, quả đấm không tự chủ được nắm chặt. Quỷ sát bọn họ chưa giờ thấp hèn giống như hôm nay, không ngờ Mạc Phàm vẫn từ chối. Nếu không chịu tha cho chúng tôi, vậy thì... Ông ta dậm chân, hắc phụ xuất hiện bên cạnh ông ta, che khuất cả người ông ta lại. Hắc phụ như con rắn dài, kéo dài đuôi ở trong không trung, đột ngột chui từ trong đất lên, lập tức bay về phía lôi điện chu diệt trên không thuyền rồng. Hủy đi thanh kiếm này, lồng chim lôi điện sẽ tự sụp đổ. Chỉ cần bọn họ có thể chạy thoát, Mạc gia đợi quỷ sát bọn họ đuổi tận giết tuyệt đi. Ông ta chỉ nhoáng lên một cái, liền đến bên cạnh điện kiếm, nhất là quỷ đầu huyết đao toàn thân như máu, khắc đầy đường vân màu đen xuất hiện trong ông ta. Quỷ đầu huyết đao này vừa xuất hiện, mùi máu tươi làm người ta muốn nôn lập tức xông vào mũi. Mạc Phàm, đao này tên là huyết thần đao, là tôi đoạt được từ chỗ vu chủ của vu thần giáo, chuyên diệt các loại pháp bảo, từ chối quỷ sát chúng tôi, thì đợi bỏ qua một con đường sống, đợi chết đi, Mạc Phàm. Người đàn ông trung niên cười hung dữ, nội khí rót vào trong huyết đao một cách điên cuồng, huyết quang trên huyết đao tỏa ra, chém mạnh về phía điện kiếm. Nghe nói huyết thần đao này dùng vạn máu người hiến tế mà thành, chí âm chí tà huyết sắc chi lực trên đao, đúng là khắc tinh của pháp khí. Ông ta giúp phu thần giáo hoàn thành nhiệm vụ nhiều lần, mới đạt được chuôi đao này, bình thường đều chưa từng lấy ra dùng, tối nay thử tạm một lần vậy. Mạc Phàm lắc đầu, cười mỉa, hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên đã đến gần chu tà kiếm. Vậy ông có biết không, phu thần giáo đã bị tôi diệt. Lôi kiếm này được luyện chế ở đài sen trong huyết trì của vu thần giáo. Mắt người đàn ông trung niên mở to, vẻ mặt ngẩn ra. Ông ta có biết chuyện vu thần giáo bị diệt, bởi vì quân đội phong tỏa tin tức, ông ta không rõ người nào ra tay, nhưng thật không ngờ là Mạc đại sư này gây ra. Không có khả năng, sao cậu có thể làm được? Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, trong mắt đều là không thể tin được. Vu thần giáo có từ thời thượng cổ. Nội tình bên trong sâu hơn quỷ sát bọn họ vô số lần, tuy mấy năm nay đi xuống rất nhiều, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, sao có thể bị Mạc Phàm một mình tiêu diệt. Mạc Phàm không trả lời, ý niệm của hắn khẽ động, gần lôi kiếm, bạch ngọc kiếm chu sát và hỏa diễm kiếm chu diệt xuất hiện. Cùng lúc đó, Mạc Phàm vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công tới cực hạn, linh áp khổng lồ mãnh liệt mà ra. Không khí lập tức như ngưng kết,
cho dù là người đàn ông trung niên kia cũng có cảm giác thân thể bị kiềm hãm, muốn cử động ngón tay đều rất khó khăn. Chuyện này, sắc mặt người đàn ông trung niên tái mét, trong hai mắt là không thể tin được. Ông ta cũng là Tiên Thiên Tông Sư, còn từng ám sát Lâm Thiên Nam cao thủ đứng đầu Hoa Hạ. Trên người Lâm Thiên Nam không có khí thế cường đại như vậy, tiểu tử này lấy đâu ra lực lượng đáng sợ đến thế. Chưa tới một phần 10 giây, ông ta há to miệng, cố gắng nói. Đại sư tha mạng, Mạc Phàm làm như không nghe thấy, ngón tay nhẹ nhàng vạch xuống dưới. Tử, hai thanh kiếm Chu Sát và Chu Diệt chớp lóe sắc bén, chém xuống đầu người đàn ông trung niên. Phốc, hai thanh kiếm như cắt đậu hũ, biến mất vào trong cơ thể người đàn ông. Thân thể người đàn ông run lên, máu tươi tràn ra từ tai mắt mũi miệng, thân thể như sao băng rơi xuống dưới. Còn chưa rơi xuống sàn thuyền rồng, trong cơ thể ông ta như có một trái bom nổ mạnh. Bùm một tiếng, thân thể người đàn ông bị nổ tan, hóa thành mảng lớn huyết vụ và mảnh thi thể, nhuộm đỏ sàn thuyền. Chu Sát và Chu Diệt kiếm bay từ trong huyết vụ ra, nhiễm máu tươi quay về bên cạnh Mạc Phàm. Xung quanh còn lại đệ tử quỷ sát kinh hãi nhìn huyết vụ và thi thể, trên mặt không còn một chút huyết sắc. Vô số sát thủ biến thành con gà con trước mặt Mạc Phàm, không đánh lại cũng không trốn thoát, sinh tử hoàn toàn do Mạc Phàm thao tác. Có người không ngừng nuốt nước bọt, có người không tự chủ lùi về phía sau, muốn cách Mạc Phàm ra xa một chút. Mỗi người đều chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thân thể run rẩy, như ngã xuống bất cứ lúc nào. Mạc Phàm cúi đầu, thu hồi linh khí, rời mắt nhìn những người này. Các người muốn ra tay với tôi sao? Hắn vừa mới nói xong. Phịch một tiếng, một đệ tử quỷ sát trong đó sụi lơ trên đất. Ngay cả tông chủ bọn họ đều chết trên tay Mạc Phàm, bọn họ là đối thủ của Mạc Phàm sao? Cậu ta là ma quỷ, tôi không muốn bị giết chết. Một đệ tử quỷ sát khác lắc đầu lùi về sau. Mạc Phàm giết chết hai người, Mạn Xà bị một cước của Mạc Phàm dẫm nát, tông chủ bọn họ bị pháp khí của Mạc Phàm làm nổ thành mảnh nhỏ, trước sau chết thảm hơn người trước. Nói xong, đệ tử quỷ sát này như chim sợ cành cong, lập tức đánh vào trong lôi điện lồng chim. Thân thể anh ta run lên, rơi vào trong nước, vậy mà anh ta tự sát rồi. Đệ tử quỷ sát khác thấy người anh em của mình tự sát, trong mắt lộ ra do dự. Bọn họ không phải là đối thủ của Mạc Phàm, nói không chừng tự mình ra tay còn giữ được toàn thây. Một đệ tử quỷ sát dùng lực cắn mạnh, độc dược giấu trong miệng bị cắn nát, chỉ trong chớp mắt, anh ta liền ngã xuống sàn thuyền rồng, sắc mặt tái mét, không còn hơi thở. Một đệ tử quỷ sát khác tạo pháp ấn, ấn ký ác quỷ màu đen ở mi tâm sáng lên, vẻ mặt đệ tử quỷ sát này bị kiềm hãm, ngã xuống theo. Phịch, âm thanh như đại thụ ngã xuống lần lượt vang lên. Đệ tử quỷ sát còn lại, không một ai dám ra tay với Mạc Phàm, ngay cả chạy trốn cũng không trốn được, tự sát hết. Sau Lucifer là quỷ sát bị diệt. Ở nơi cách thuyền rồng 10 thước, Lam Điệp và Liễu Như Phong nhìn thuyền rồng bị giam như lồng chim, giống như bị sét đánh, vô cùng khiếp sợ. Cho tới bây giờ đều là quỷ sát ép những người khác tự sát, lần này dưới tay Mạc Phàm, quỷ sát ngoại trừ hai người bị Mạc Phàm giết chết, những người khác đều tự sát. Chuyện như vậy, chưa từng xảy ra. Chuyện này, Liễu Như Phong mở miệng vài lần, mãi mà không nói được một chữ, khuôn mặt già nua vô cùng âm trầm, trong lòng bất ổn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ông ta tuyệt đối không tưởng tượng được Mạc Phàm có thể khủng bố như vậy. Lúc trước, ông ta không tin Mạc Phàm có thể khiến ông ta tự sát. Tông sư có thể giết, không thể nhục. Hiện giờ nhìn Mạc Phàm giết người như giết con kiến, trong lòng ông ta có cảm giác nghĩ mà sợ. Trên thuyền rồng, Mạc Phàm không thu hồi lôi kiếm, rời mắt nhìn Liễu Như Phong. Liễu Như Phong, ông còn cảm thấy tôi cần muốn hòa giải với Liễu gia ông sao? Liễu Như Phong nhíu mày, gương mặt già nua đỏ bừng. Mạc Phàm trước diệt Lucifer, sau ép quỷ sát tự sát, không khác gì tát mạnh ông ta hai cái. Mạc Phàm, cậu đừng tưởng cậu diệt Lucifer và quỷ sát là có thể bình yên vô sự, có hơn 20 thế lực nhận được thanh long lệnh, chỉ dựa vào mình cậu giết được hết sao, cho dù cậu giết hết, cậu nghĩ thanh bang đơn giản như vậy, cậu đừng quên vạn thiên tuyệt của thanh bang còn chưa xuất hiện, nếu vạn thiên tuyệt tới Hoa Hạ, giết cậu dễ như giết một con chó. Liễu Như Phong vẫn nói, vừa nhắc tới ba chữ vạn thiên tuyệt, lông mày Lam Điệp nhíu lại. Không nói đến sát thủ còn chưa tới thành phố Tây Hồ,
một Vạn Thiên Tuyệt không phải người Mạc Phàm có thể đối phó. Theo lời đồn, Vạn Thiên Tuyệt bế quan 10 năm, trùng kích cảnh giới kim đan trong truyền thuyết. Trăm năm qua Hoa Hạ chưa có cao thủ kim đan xuất hiện, cho dù là Lâm Thiên Nam được xưng đứng đầu Hoa Hạ, cũng chỉ là tiên thiên hậu kỳ. Khi Vạn Thiên Tuyệt xuất hiện, Lâm Thiên Nam là đối thủ của ông ta hay không còn không biết. Tuy Mạc Phàm nắm giữ nhiều bí pháp, nếu luận về thực lực thực tế, hơn phân nửa là không bằng Lâm Thiên Nam. Mạc Phàm nhướng mày, vẻ mặt hơi đổi. Khi hắn giết chết Vạn Giang Minh, từng thấy một chút phân thần của Vạn Thiên Tuyệt. Một võ giả có thể rèn luyện thần thức đến trình độ này, chắc chắn thực lực trên hắn. Nhưng hắn cũng không sợ hãi gì. Một đời này hắn không chỉ giết sạch người đáng chết trên địa cầu, võ đế quân Khương Lâm ở tu chân giới cũng phải chết. Hiện giờ quân Khương Lâm đã là đại thừa đỉnh phong, hắn cách quân Khương Lâm không chỉ cách xa vạn dặm. Một ánh mắt của quân Khương Lâm có thể khiến hắn hồn phi phách tán. Ngay cả quân Khương Lâm hắn còn không sợ, sao lại sợ Vạn Thiên Tuyệt? Ngày Vạn Thiên Tuyệt xuất quan, là ngày tôi giết ông ta. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng tinh quang, nói chắc chắn. Một năm sau Vạn Thiên Tuyệt mới tới Hoa Hạ, thời gian dài như vậy chưa biết ai thắng ai đâu. Còn Thanh Bang, Lam tiểu thư, tôi có thể cứu người giúp các cô, chỉ cần hắc thì các cô tuyên bố nhiệm vụ giúp tôi, người nào chém giết trưởng lão Thanh Bang, công pháp, thuật pháp, y thuật mặc người đó lựa chọn. Mạc Phàm nói tiếp, có qua có lại mới toại lòng nhau, Thanh Bang dám tuyên bố Thanh Long lệnh thuê sát thủ, hắn sẽ khiến Thanh Bang trả cái giá tương ứng. Công pháp, thuật pháp, y thuật của hắn muôn vàng, hắn không tin không ai động tâm. Ví dụ như âm dương pháp kiếm phá giải vạn diệt lao lung, chắc chắn có không ít người muốn. Vẻ mặt Lam Điệp sửng sốt, sắc mặt thay đổi theo, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm vân đạm phong khinh với vẻ khác thường. Người muốn giết Vạn Thiên Tuyệt quá nhiều, nhưng ngoại trừ Lâm Thiên Nam còn sống ra, những người khác đều chết hết. Dám là địch với Thanh Bang nhiều hơn, có thể nói là như lông châu, nhưng lông châu nhiều có thể nóng chết châu sao. Vậy mà Mạc Phàm muốn giết Vạn Thiên Tuyệt, còn thông báo nhiệm vụ chém giết, hoàn toàn muốn đối địch với Thanh Bang. Những lời này nói ra, đổi lại là ai đều cảm thấy Mạc Phàm điên rồi. Mạc Đại Sư muốn làm vậy sao? Lam Điệp xác nhận lại. Lam tiểu thư, cô đang hoài nghi tôi không cứu được người cô muốn cứu, hay hắc thì các cô không dám tiếp nhận nhiệm vụ này? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi, không có ý tứ đùa giỡn gì. Nếu Mạc Đại Sư đã quyết định, hắc thì chúng tôi sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này. Trong mắt Lam Điệp nhấp nháy ánh sáng, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười quyến rũ nói. So với đắc tội Thanh Bang, người bọn họ cần Mạc Phàm cứu về quan trọng với hắc thị bọn họ hơn, tất nhiên cô sẽ không từ chối. Mạc Phàm gật đầu, rời mắt nhìn về phía Liễu Như Phong, Liễu Như Phong, Thanh Long lệnh kia còn ở trên người ông không? Sắc mặt Liễu Như Phong thay đổi, trong mắt hiện lên chút bối rối hiếm có, trong đáy lòng dự cảm không tốt dâng cao. Ở chỗ tôi thì sao? Không ở chỗ tôi thì sao? Nếu ở trên người ông mà nói, nếu ông không muốn chết bây giờ, lập tức ném xuống, không có mà nói, ông sẽ nhìn thấy bọn họ chết như thế nào? Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, lạnh lùng nói. Nếu y tiên bất tử hắn ra tay, sẽ không để Thanh Bang và những sát thủ này không đau không ngứa. Hắn muốn tất cả những người nhận được Thanh Long lệnh, thiên sinh vạn thế đều hối hận vì chuyện đó. Hắn muốn cho người tuyên bố Thanh Long lệnh. Cuối cùng không phát ra được bất luận một cái Thanh Long lệnh nào nữa. Nói xong, hắn ngồi khoanh chân trên thuyền rồng, chỗ mi tâm chớp lóe hồng quang, một đóa hỏa hoa bay từ trong ra. 10 ngón tay hắn vũ động, kết thành một pháp ấn phức tạp, chú ngữ rườm rà phun ra. Chỉ sau một chén trà nhỏ, một quả đấm lớn nhỏ, giống như một chữ hỏa hua, lại giống một ký hiệu cây đao xuất hiện trước người Mạc Phàm. Ký hiệu kỳ lạ này vừa hình thành, linh khí tràn đầy như biển trong cơ thể Mạc Phàm lập tức tụ tập về phía ký hiệu. Chỉ trong chớp mắt, linh khí trong cơ thể Mạc Phàm bị rút ra hơn nửa, ký hiệu vẫn to bằng nắm tay như trước, nhưng ngưng thực hơn nhiều. Đi! Mạc Phàm chỉ tay về phía xa, ký hiệu kỳ lạ bay về phía hỏa hoa. Ký hiệu và hỏa hoa mới chạm vào nhau, liền dung hợp lại, hình thành một ký hiệu có hình dạng thanh long. Trên ký hiệu sinh ra từng sợi tơ nhỏ, ở mỗi sợi tơ nhỏ, một đám ký hiệu thanh long lại xuất hiện. Không lâu sau, 23 ký hiệu hình thanh long trôi nổi phía trước Mạc Phàm. Phù, Mạc Phàm thở phào một hơi. Nếu không có thanh long lệnh,
hắn sẽ khó đối phó với những người đó, dù sao với thực lực của hắn còn chưa làm được khiến thiên hỏa ở khắp Hoa Hạ. Nhưng có Thanh Long lệnh thì khác. Nghĩ đến chuyện này, trên ngón tay chấp lóe hồng quang, vẽ ký hiệu Thanh Long gần hắn, mấy chữ thốt ra từ miệng hắn. Lấy pháp khí làm dẫn, giết địch cho ta. Mấy chữ vang lên, trên ký hiệu Thanh Long lập tức giấy lên ngọn lửa màu trắng. Ở ngoài biệt thự người nhà Mạc Phàm đang ở, người đàn ông mặt sẹo đứng dưới tảng cây, liếm liếm môi, nhìn chằm chằm trận pháp sắp được giải trừ. Chỉ cần trận pháp vừa vỡ, người nhà Mạc Phàm tựa như lấy đồ trong túi. Cũng đúng lúc này, anh ta chỉ cảm thấy ngực nóng lên, sắc mặt thay đổi. Không đợi anh ta lấy Thanh Long lệnh ra, ngọn lửa màu trắng giấy lên từ ngực anh ta, bao phủ cả người anh ta vào bên trong. A a, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền từ trong ngọn lửa ra. Xung quanh, những người khác nhìn thấy ngọn lửa màu trắng này, động tác trên tay dừng lại, mồ hôi lạnh ứa ra, không do dự rút lui. Không chỉ ở nơi này, thành phố Đông Hải. Trong khách sạn đối diện Vân Trung Thự, một người đàn ông châu Âu đứng cạnh cửa sổ, đang cầm ống nhòm quan sát địa hình Vân Trung Thự. Lão đại, không cần phải để tâm như vậy, đối phó một đứa con nít mà thôi, có thể phí bao nhiêu sức lực chứ? Một người đàn ông khác bắt chéo hai chân, lắc lắc ly rượu vang, cười khinh thường nói. Anh ta vừa mới nói xong. Bùm, Thanh Long lệnh để trên bàn đột nhiên nổ tung, ngọn lửa màu trắng như rồng tỏa ra từ Thanh Long lệnh, trong chớp mắt nuốt toàn bộ những người ở trong phòng khách. Mỗi hỏa hoa của Mạc Phàm, thì có ít nhất một người cầm Thanh Long lệnh chết. Cuối cùng tất cả những người cầm Thanh Long lệnh không còn một ai sống sót, chết hết. Giết người, giống như họa sinh tử. Sáng sớm ngày hôm sau, trong một quán rượu cổ xưa ở Tây Âu. Quán rượu này nhìn có vẻ cũ nát, nhưng tồn tại mấy trăm năm, mỗi ngày đều có người muôn hình muôn vẻ tiến vào, ra ngoài, chưa bao giờ bị gián đoạn. Quán rượu này là một cứ điểm của thứ thần tổ chức sát thủ đứng top 10 thế giới, sát thủ, lính đánh thuê có thể nhận được nhiệm vụ từ đây. Thanh Long lệnh của Thanh Bang được phát đến tay những sát thủ kia thông qua nơi này. Lúc này, trong phòng tầng 2 của quán rượu, một lão giả mặc hắc bào mặt đầy nếp nhăn đứng trước cửa sổ, ông ta chống một cây gậy trong tay, hốc mắt rất sâu, con ngươi màu lam nhìn chằm chằm khói mù trên bầu trời ở phía xa. Xác nhận xong rồi sao, William? Lão giả trầm giọng hỏi. Đúng vậy, đại nhân. Một người đàn ông đeo kính gọng đen sợ hãi nói, trên trán đầy mồ hôi. Kết quả thế nào? 23 tổ chức nhận được Thanh Long lệnh, thủ lĩnh đều chết hết, thành viên sống sót còn chưa tới 1/3, nhiệm vụ thất bại. Người đàn ông đeo kính nhỏ giọng nói. Lão giả nhíu mày, cây gậy trong tay bị ông ta nắm kêu kéo kẹt, bầu không khí cũng nghiêm trọng hơn nhiều. 23 tổ chức nhận được Thanh Long lệnh đều là lính đánh thuê hay sát thủ cấp S, thông qua những người này hàng năm bọn họ kiếm được trên 100 triệu. Hiện giờ số tiền này bị ngâm nước nóng hết, là ai cũng sẽ nổi trận lôi đình. Còn chưa nói đến vấn đề tiền bạc, lập tức chết nhiều sát thủ cấp S như thế, tương đương thực lực của quán rượu bọn họ tổn thất một nửa, không đến 10 năm đừng nghĩ khôi phục. Sao có thể như vậy, đã điều tra xong chưa? Dựa theo lời những người sống sót, hình như bỗng nhiên Thanh Long lệnh phun ra ngọn lửa màu trắng, ngọn lửa này căn bản không dập tắt được, tất cả những người gần Thanh Long lệnh đều bị chết cháy. Người đàn ông đeo kính kia nói, giọng nói lại nhỏ hơn một chút. Có thể là Thanh Bang giở trò quỷ không? Thanh Long lệnh là một kiện pháp khí, do bang Thanh Long dùng bí pháp đúc ra, nếu không phải Thanh Bang ra tay, sao có thể khiến tất cả mọi người gặp chuyện không may? Lão giả nheo mắt lại, hào quang nở rộ. Tuy Thanh Bang không có động cơ này, nhưng không loại trừ khả năng này. Điều tra Mạc Đại Sư ở Hoa Hạ liền biết sao lại thế này. Đại nhân! Phái ai đi thăm dò đây? 23 lính đánh thuê và sát thủ cấp S đều bị tổn hại trên tay Mạc Phàm, còn có thể phái người nào đi? Moria ma nữ thị huyết. Lão giả suy nghĩ một lát, lạnh lùng nói. Đại nhân, ngài nói Moria tiểu thư sát thủ cấp SS sao? Trên cấp S, còn có cấp SS, đại biểu rất khó, rất nguy hiểm, không có khả năng hoàn thành và dễ tử vong. Cho đến bây giờ, trên bảng liệt sát toàn bộ thế giới có tổng cộng 96 nhiệm vụ cấp SS, có không biết bao nhiêu lính đánh thuê và sát thủ cấp S từng khiêu chiến. Nhưng đến nay chỉ hoàn thành 7 nhiệm vụ, chuyện này có ý nghĩa chỉ có 7 lính đánh thuê hay sát thủ cấp SS, Moria ma nữ thị huyết là một trong số đó.
Nhiệm vụ cấp S là giết Tiên Thiên Tông Sư, nhiệm vụ cấp SS khó bao nhiêu có thể nghĩ được, tuyệt đối không phải đơn giản như 1 cộng 1 bằng 2. Mỗi sát thủ cấp SS thực lực đều không kém Vạn Thiên Tuyệt, Lâm Thiên Nam, thậm chí còn mạnh hơn. Không sai. Có cần bảo Moria giết tông sư của Hoa Hạ này không? Người đàn ông đeo kính nhướn mày, hỏi. Sát thủ cấp S không giết chết được Mạc Phàm, nhưng chắc chắn cấp SS có thể, nhất là Moria. Không cần, gần đây không cần nhận nhiệm vụ quá nguy hiểm, nhất là nhiệm vụ liên quan đến Mạc Đại Sư Hoa Hạ. Lão giả nghiêm túc ra lệnh. Dạ. Trong cổ bảo, Thanh Long ngồi trước bàn đá, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Trên ghế đá khác, tám trưởng lão đều trầm mặc không nói, có mấy người hút thuốc, phần lớn là nhắm mắt dưỡng thần, vô cùng tức giận. Người nhận được Thanh Long lệnh của bọn họ, vậy mà bị giết chết trong một đêm. Trừ chuyện đó ra, Mạc Phàm còn hạ lệnh tru sát ở Hắc Thị, giết chết trưởng lão Thanh Bang có thể đạt được công pháp. Chuyện này không khác Thanh Bang bọn họ muốn chơi nàng dâu lão Vương hàng xóm, không chỉ bị lão Vương tát một cái, vợ mình cũng bị lão Vương hàng xóm đẻ rồi. Thanh Bang bọn họ từng gặp không ít khủng hoảng, nhưng chưa lần nào giống như lần này. Nhất là những năm gần đây thực lực của Thanh Bang bọn họ mạnh lên nhiều, nên không có chuyện như vậy xảy ra. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ Thanh Bang bọn họ tổn thất vô số tiền tài, mỗi thế lực lục địa cũng bị ảnh hưởng theo. Rất lâu sau, Tống Trung không thể kiên nhẫn nổi, phá vỡ bầu không khí trầm mặc ở phòng họp. Lão đại, anh gọi chúng em đến đây, trái lại anh nói một câu đi. Tống Trung, cậu sợ à? Đường Ngạo Khôn khí định thần nhàn nói. Tôi sợ sao? Tống Trung nhếch miệng, nở nụ cười tà dị. Trong từ điển của anh ta, không có chữ sợ này. Đường Lão gia tử, hay là hai chúng ta đến Hoa Hạ gặp Mạc Đại Sư này một lần đi? Cũng được, tên tiểu tử kia dám đối nghịch với Thanh Bang chúng ta như vậy, tôi cũng phải đi gặp một lần, nhìn xem cậu ta có bản lĩnh gì, vậy mà một đêm giết được 23 thế lực cấp S. Đường Ngạo Khôn hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói. Văn nhân hướng khinh, võ giả cũng như vậy. 23 thế lực cấp S này có một số còn chưa tới Hoa Hạ, đang trên đường đến. Giết người cách ngàn dặm, chỉ có Pháp Sư Kim Đan Kỳ trong truyền thuyết mới làm được. Năm nay Mạc Phàm mới 17 tuổi, sao có thể là Pháp Sư Kim Đan Kỳ? Sau lưng tiểu tử này không phải là môn phái cổ xưa ở Hoa Hạ đấy chứ? Mỹ nữ Diêm Dúa lòe lòe để ngón tay ở môi. Nhíu mày nói. Hoa Hạ ngoại trừ võ đạo, pháp đạo thế gia gia, còn có rất nhiều môn phái cổ xưa ẩn náu trong núi sâu. Những môn phái cổ xưa này, bất luận là môn phái nào, võ đạo, pháp đạo thế gia cũng không thể so được. Nhưng những môn phái này sẽ không dễ dàng xuất thế, trừ phi Hoa Hạ gặp nguy cơ diệt vong. Lần trước môn phái cổ xưa Hoa Hạ xuất thế, là thời kỳ kháng chiến, ninja Nhật Quốc vào Hoa Hạ giết chết binh lính. Nếu Mạc Phàm này xuất thân từ môn phái cổ xưa Hoa Hạ, vậy thì lý giải dễ hơn rồi. Đương nhiên môn phái cổ xưa như vậy không chỉ có ở Hoa Hạ, gia tộc Duy Cơ ở châu Âu, Pha, Gia, ông ở Ai Cập, đều tồn tại như thần giống môn phái cổ xưa ở Hoa Hạ. Cũng không phải không có khả năng. Thanh Long nheo mắt, thản nhiên nói. Nếu là môn phái cổ xưa ở Hoa Hạ, chuyện này không đơn giản như thế. Vẻ mặt Đường Ngạo Khôn nghiêm trọng. Khinh thường trên mặt biến mất. Ông ta sống từ thời chiến tranh, lúc còn trẻ từng thấy không ít đệ tử môn phái cổ xưa. Tuổi nhỏ hơn ông ta nhiều, nhưng thực lực mạnh hơn ông ta không chỉ gấp đôi. Môn phái cổ xưa thì thế nào, chẳng lẽ cứ bỏ qua cho tiểu tử kia như vậy? Tống Trung phản đối. Đường Ngạo Khôn sợ môn phái cổ xưa gì đó, nhưng anh ta sợ gì chứ? Ở trong mắt anh ta, người dám chắn đường của anh ta, đều là người phải chết. Không có khả năng buông tha cho cậu ta, nhưng chuyện của Mạc Đại Sư Đông Hải tạm thời chấm dứt. Trong mắt Thanh Long lóe sáng, ra lệnh. Chấm dứt, tới khi nào? Tống Trung nhíu mày. Thanh Bang bọn họ bị tát mạnh như thế, cứ vậy mà xong sao? Đến khi Vạn Đại Sư xuất quan, còn ai có ý kiến không? Trong mắt Thanh Long chớp lóe sắc bén, hỏi. Thương lão Tiềm Hải, không phải vì sợ hãi, mà vì Long Khiếu Cửu Châu ở ngày khác. Lúc Vạn Đại Sư xuất quan, là ngày Thanh Bang bọn họ ngạo thế toàn cầu. Đến lúc đó, cho dù là Lâm Thiên Nam, hay Mạc Đại Sư, đều là bậc thang ngạo thế của Thanh Bang bọn họ, dù sao đã lâu rồi trên địa cầu không xuất hiện tu sĩ Kim Đan Kỳ. Tống Trung bĩu môi,
sắc mặt những người khác âm tình bất định, do dự rất lâu, cuối cùng tất cả gật đầu. Không chỉ thứ thần và thanh bang lựa chọn ngừng tấn công, tin tức 23 tổ chức sát thủ bị Mạc Phàm giết sạch một đêm truyền ra, giới sát thủ như bị ném một quả bom nguyên tử vào, hoàn toàn sôi trào. Mấy tổ chức sát thủ khác thực lực không kém thứ thần cũng đồng thời ra lệnh, không được phép nhận nhiệm vụ liên quan đến Mạc Đại Sư Hoa Hạ. Trong lúc này, Mạc Phàm thành cấm kỵ của thế giới, mỗi người nghe thấy sắc mặt đều thay đổi, tên tuổi của Mạc Phàm lan truyền rộng ra ngoài. Lúc tên tuổi Mạc Phàm lan truyền ra, hắn đã im lặng quay về thành phố Đông Hải. Hắn ngồi khoanh chân trong phòng ngủ, một pháp ấn đánh vào hư không. Trận pháp bốn phía sáng lên, phong bế phòng ngủ, không có mệnh lệnh của hắn, không ai có thể tiến vào, trừ phi giải được tụ linh đại trận. Nhẫn trên tay hắn sáng lên, ánh sáng như ngọc lưu ly nở rộ mà ra, đúng là cốt hoàng hắn đạt được trong bụng mẫu cổ hoàng gia. Hắn một hơi giết 23 thế lực cấp S. Chắc là đủ trấn nhiếp thanh bang và những thế lực muốn đánh chủ ý vào hắn một thời gian. Trong khoảng thời gian này, chắc là không có người dám ra tay với Mạc gia bọn họ. Thừa dịp lúc này, phải luyện hóa cốt hoàng thật tốt. Hiện giờ thực lực của hắn có thể nói là xuất thần nhập hóa, tiên thiên tông sư bình thường không phải đối thủ của hắn. Nhưng không trèo lên núi cao, không biết núi cao còn có núi cao hơn, không vào biển rộng, không rõ còn có biển rộng hơn. Người mà hắn đối phó, chỉ là một số con kiến giam mình trong sơn hải, căn bản không biết cao thế nào, rộng bao nhiêu. Nhưng không phải là không có núi cao hơn, không có biển rộng hơn. Cuộc chiến ở Đông Hải, nếu thanh bang không phái thiên thành diệt tới, mà là vạn thiên tuyệt, chỉ sợ hắn không thể đối phó dễ dàng như vậy. Hắn có cảm giác, người như vạn thiên tuyệt không chỉ có một người, không phải không tồn tại người còn đáng sợ hơn cả vạn thiên tuyệt, chỉ là hắn chưa có tư cách gặp được. Một đời này là trọng sinh hắn khó có được. Hắn không muốn lại mang theo tuyệt vọng nhảy xuống dốc núi Huyền Vũ, rồi lại tiến vào Thần Nông Tông, phá công sức gây dựng đến hôm nay, đạp phá hư không mà đi. Hắn nhìn thoáng qua cốt hoàng, dùng cốt hoàng này hoàn thành tôi luyện cốt châm lần thứ ba, không biết có thể tu thành kim cương bất diệt cốt không? Nếu như thành, cho dù xương cốt bị đánh nát, cũng có thể tái sinh lần nữa, trăm đoạn bất diệt. Phù, hắn thở phào một hơi. Vẻ mặt nghiêm trọng hơn. Hắn ném cốt hoàng lên không trung, bản mệnh chân hỏa màu trắng phun từ trong miệng hắn ra. Nhất nguội chân hỏa không thứ gì không đốt được nướng cốt hoàng, vậy mà cốt hoàng không biến đổi, không có dấu hiệu bị luyện hóa. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, giống như sớm đã dự đoán được. Như ngọn nến không thể hòa tan sắt thép, một chân hỏa cũng không thể dung hợp cốt hoàng, dù sao cốt hoàng này là xương cốt hoàng. Hắn thôi động linh khí. Ngón tay khắc họa trên không. Một đám bùa chú màu đỏ vô cùng phức tạp, mang theo khí tức thần bí nhanh chóng thành hình. Đi! Mạc Phàm chỉ ngọn lửa màu trắng, bùa chú màu đỏ vù một tiếng, hóa thành một đạo hồng quang, bay vào trong nhất nguội chân hỏa. Chân hỏa lay động, lập tức biến từ màu trắng thành màu đỏ nhạt, nhiệt độ trong phòng ngủ cũng tăng lên theo. Nhưng cốt hoàng vẫn không có một chút phản ứng. Mạc Phàm cũng không sốt ruột, bùa chú màu cam. Màu vàng, màu tràm, màu lục, màu lam, màu tím lần lượt đánh vào trong nhất nguội chân hỏa. Bảy bùa chú dung nhập vào trong ngọn lửa, nhất nguội chân hỏa vốn màu trắng lập tức biến thành bảy màu, trong phòng ngủ nóng như lò luyện thép. Ngọn lửa bảy màu vừa mới dấy lên. Bùm một tiếng, cốt hoàng nổ bùm bùm, chất lỏng bảy màu như hạt đậu rơi khắp phòng ngủ, trôi nổi ở giữa không trung như mưa rơi. Ý niệm của hắn khẽ động. Một giọt chất lỏng bảy màu ở gần hắn nhanh chóng kéo dài, biến thành một cây châm như chiếc đũa. Hắn lấy cốt hoàng châm, đâm vào huyệt thiên đỉnh trên đỉnh đầu, một lát sau toàn bộ ngân châm biến mất vào trong. Cây châm này mới châm vào phần đầu của hắn, giống như hợp kim bị hòa tan rót vào trong cơ thể hắn, năng lượng tràn đầy tản từ trong cơ thể hắn ra. Sắc mặt hắn thay đổi, trên người như bị hỏa thiêu. Đây không phải là thứ cốt, thứ huyết lần đầu tiên của hắn. Nhưng chỉ một châm, cảm giác thân thể như muốn nổ tung, bắp thịt toàn thân không ngừng run rẩy. Nếu như một giọt chất lỏng có thể nổ tung, chỉ sợ cả căn biệt thự đều bị nổ nát. Hắn nhắm hai mắt, chịu đựng đau đớn khó mà tưởng tượng nổi, mặc cho chất lỏng bảy màu chậm rãi dung nhập vào trong xương cốt hắn. Ba ngày sau, toàn bộ cốt hoàng châm dung nhập vào trong cơ thể hắn, không còn một chút gì. Hắn mở mắt ra, nhìn chất lỏng bảy màu nhỏ giọt trong phòng. Luyện hóa một viên dịch cốt hoàng cỡ hạt đậu mất 3 ngày,
muốn luyện hóa tất cả dịch cốt hoàng, phải mất 1 năm, ngăn thì cũng phải 6 tháng. Đợi lúc hắn xuất quan, hẳn là lúc phải đến Giang Nam học đại học, coi như là chuẩn bị gặp Tuyết Nhi và đối phó Lâm Khuynh Thiên. Kiếp trước, hắn bị Lâm Khuynh Thiên khiến nhà tan cửa nát, còn không thể ở bên Tuyết Nhi. Một đời này, hắn muốn nhìn xem Lâm gia sâu tới đâu, còn ai có thể ngăn cản hắn và Tuyết Nhi. Nghĩ vậy, hắn nhìn về phía Giang Nam, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Một lát sau, hắn lấy một giọt dịch cốt hoàng ngưng tụ thành châm khác, tiếp tục tiến hành thứ cốt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc trước hấp thu một giọt cần 3 ngày, sau khi hấp thu 30 giọt, sẽ giảm bớt 1 ngày. Mỗi một cây cốt hoàng châm dung nhập vào trong cơ thể hắn, ánh sáng 7 màu trên người hắn thịnh vượng hơn chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái là qua 8 tháng. Lúc này, bên ngoài Vân Trung Thự, hai người một cao một thấp đứng trên đường cái đối diện Vân Trung Thự, nhìn khu biệt thự. Bởi vì chuyện thiên thành diệt, Vân Trung Thự được bảo vệ nghiêm ngặt, ở cửa chính được 20 chiến sĩ súng thật đạn thật canh giữ, cho dù là người trong biệt thự muốn tiến vào, cũng phải trải qua kiểm tra cẩn thận một phen. Trong biệt thự, cũng có người tuần tra ngày đêm. Còn chắc chắn đây là nhà Mạc Đại Sư Đông Hải Cầm Thái Âm Thần Thạch nhà chúng ta sao? Người đàn ông cao lớn trầm giọng hỏi. Đúng vậy, sư phụ, chuyện Vu Thần giáo bị diệt, quân đội hạ lệnh, còn nhận được một chút tin tức từ chỗ thiếu gia họ Giang, tóm mấy thành viên của đội hải quân lục chiến Nam Hải, thông qua siêu hồn mới biết được, có thành viên đội lục quân hải chiến bị siêu hồn, vậy mà còn cắn lưỡi tự sát. Người thấp hơn lạnh nhạt nói. Căn bản không quan tâm thành viên đội hải quân lục chiến chết. Bản lĩnh của Mạc Đại Sư này đúng là không nhỏ. Người đàn ông cao lớn híp mắt nói. Bọn họ điều tra 8 tháng, vậy mà lúc này mới điều tra ra được Mạc Phàm. Nghe nói Tần Quỳnh và Lạc Phi hai tướng quân khai quốc đều là chống lưng của Mạc Đại Sư, nhưng con cũng nghe nói bản lĩnh của Mạc Đại Sư này không nhỏ, 8 tháng trước không chỉ giết thiên thành diệt, còn giết 23 thế lực cấp S. Vậy thì thế nào? Người đàn ông cao lớn cười khinh thường nói. Long tàng hải uyên, tiên nương nhờ núi rừng, cao thủ chân chính không phải hạng người thanh danh hiển hách như thiên thành diệt. Đúng rồi, sư phụ, bây giờ chúng ta không tiện lộ mặt trước quân đội. Người đàn ông thấp hơn nhìn quân nhân trong biệt thự, lo lắng nói. Hừ, vậy thì dụ tiểu tử này ra, nếu cậu ta không trả thái âm thần thạch nhà chúng ta, quân đội cũng không bảo vệ được cậu ta. Người đàn ông cao lớn hừ lạnh một tiếng nói. Sư phụ, người nghĩ ra được kế gì sao? Người đàn ông thấp hơn nhướng mày, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Đi thôi, không phải tiểu tử kia được xưng là thần y Đông Hải sao, nhìn xem y thuật của cậu ta cao minh thế nào, liệu cứu được bao nhiêu người. Người đàn ông cao lớn muốn rời đi, bỗng nhiên mắt ông ta nheo lại, ánh mắt nhìn về phía mỹ nữ đối diện. Mỹ nữ này khoảng hơn 20 tuổi. Mái tóc dài màu rượu đỏ, mặc trên người áo da bó sát vô cùng gợi cảm, cưỡi chiếc xe mô tô Harley, đang tao nhã phun khói thuốc lá, hình ảnh đó khiến yết hầu người ta khô khốc. Hả? Sư phụ, người quen mỹ nữ này sao? Người đàn ông thấp hơn nhìn theo tầm mắt sư phụ mình, hỏi. Đương nhiên, Moria ma nữ thị huyết, sao sư phụ có thể không biết, cô ta cũng đến đây, lần này có trò hay để xem rồi, khà khà. Lông mày người đàn ông cao lớn giãn ra, cười nói. Một cơn gió thổi lên, hai người biến mất. Lúc Moria và hai người kia xuất hiện, biệt thự số 9, trong phòng ngủ Mạc Phàm. Mạc Phàm ngồi ngay ngắn trước cửa sổ giống như 8 tháng trước, phần lớn chất lỏng ngũ sắc trong phòng ngủ đã dung nhập vào cơ thể hắn, chỉ còn chưa tới 100 giọt trôi nổi xung quanh hắn. Thân thể hắn như ngọc lưu ly, nở rộ ánh sáng ngũ sắc dưới ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, vô cùng rực rỡ. Giống như Phật Đà, Bồ Tát trên TV. Còn thiếu một chút nữa. Trải qua 8 tháng này, toàn bộ khung xương trong cơ thể hắn đã được rèn luyện, hiện giờ chỉ còn xương cốt ở đốt ngón tay. Ý niệm hắn khẽ động, chất lỏng ngũ sắc cùng bị kéo dài biến nhỏ, bay về phía hắn. Phốc phốc, từng cốt hoàng châm đâm vào các đốt ngón tay hắn, cả người hắn như bị tên loạn bắn trúng. Những cốt hoàng châm này không duy trì được bao lâu. Liền biến mất vào trong tay hắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ken két, tiếng xương cốt va chạm, ma sát vang lên. Lực hút cường đại sản sinh xung quanh hắn, thân thể hắn như hắc động, hấp thu linh khí xung quanh một cách điên cuồng. Mạc Phàm nhíu mày, tay tạo pháp ấn,
linh khí tích lũy 8 tháng trong biệt thự như nước biển điên cuồng chảy ngược vào trong phòng ngủ hắn. Những linh khí này tụ tập trên đỉnh đầu hắn, từ trạng thái khí biến thành hình rắn trạng thái dịch, lại từ trạng thái dịch biến thành hình rồng thực chất. Ngang! Tiếng long ngâm vang lên, linh khí hình rồng xoay vài vòng trên đỉnh đầu hắn, biến mất vào trong đầu của hắn. Mạc Phàm kêu lên đau đớn, như bị trúng một đòn nghiêm trọng. Linh khí này tiến vào từ phần đầu hắn, chảy ra tứ chi bách hải, không có một chút gì tiến vào kinh mạch, trái lại dung nhập hết vào xương cốt hắn. Được chút linh khí thấm nhuận, trong chớp mắt ánh sáng ngũ sắc sáng đến mức tận cùng, hào quang bao phủ toàn bộ căn phòng. Những hào quang này phát ra từ trong xương cốt hắn, xuyên qua bắp thịt và làn da hắn, khiến bắp thịt và làn da hắn trở nên trong suốt. Hiện giờ nhìn Mạc Phàm, không chỉ có thể nhìn thấy xương cốt như ngọc lưu ly ngũ sắc, còn có thể nhìn nội tạng trong xương cốt. Ánh sáng ngũ sắc lóe lên một lát, liền biến mất. Mạc Phàm mở mắt ra, nhìn thoáng qua tay mình, ánh sáng như lưu ly ngũ sắc nở rộ trên tay hắn. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, kim cương cốt vừa thành, không chỉ lực lượng, tốc độ của hắn cũng tăng lên nhiều, bom cũng không nhất định tạo thành thương tổn với hắn. Không biết có phải là kim cương bất diệt cốt hay không? Hắn lấy tiên thiên linh cốc và thứ cốt cốt hoàng châm trước sau, có tỷ lệ xuất hiện bất diệt cốt. Hắn nhắm mắt lại, thần thức trầm vào trong thức hải, trong lòng lập tức vui vẻ. Quanh đạo cơ linh đài hắn, lưu ly ngũ sắc vây thành hàng rào, bao vây đạo cơ chính giữa. Lưu ly ngũ sắc này là dấu hiệu của kim cương bất diệt cốt, chỉ cần lưu ly ngũ sắc xung quanh đạo cơ không mất, kim cương cốt của hắn sẽ không diệt. Kim cương bất diệt cốt, không biết Vạn Thiên Tuyệt có thể phá được không, không biết Lâm gia có ngăn cản được mình cưới Tuyết Nhi không. Mắt Mạc Phàm nheo lại, lẩm bẩm. Quả thật là kim cương bất diệt cốt, hắn nhìn thoáng qua lịch vạn niên trên tường, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngày 23 tháng 8 năm 2007. Đúng là khéo thật. Hắn bế quan là 8 tháng, kết thúc bế quan hôm nay là sinh nhật của chị họ. Hắn đứng dậy rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ rồi ra khỏi phòng ngủ. Hắn mới ra cửa, Bàn Tử và Tiểu Vũ chạy tới bên cạnh cầu thang, đang chuẩn bị rời đi. Hai người nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy Mạc Phàm ở cửa, hai người sửng sốt, vội vàng quay trở về. Anh! 8 tháng không gặp, Tiểu Vũ còn chưa tới trước người Mạc Phàm liền nhào tới. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, đón lấy Tiểu Vũ, bế cô lên. Anh, sao anh bế quan lâu như vậy? Tiểu Vũ véo mũi Mạc Phàm hỏi. Người chăm chỉ sẽ thường xuyên bế quan, chỉ có Tiểu Vũ lười biếng mới chạy khắp nơi mỗi ngày. Mạc Phàm cũng véo mũi Tiểu Vũ nói. Ở tu chân giới, bế quan ít thì một năm, nhiều thì trăm ngàn năm cũng có, dù sao tuổi thọ của người tu chân nhiều hơn phàm nhân rất nhiều, hắn chỉ mới bế quan 8 tháng mà thôi. Người ta còn lâu mới lười, anh xem, người ta cũng tới trúc cơ, sau này người nào dám bắt nạt cha mẹ, Tiểu Vũ có thể đánh bọn họ, anh nhanh khen thưởng Tiểu Vũ đi. Tiểu Vũ chu miệng, bất mãn nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn kỹ Tiểu Vũ một cái, mới không gặp 8 tháng. Quả thật Tiểu Vũ đã đến trúc cơ sơ kỳ. Không chỉ ngưng tụ nhất muội chân hỏa, còn tu luyện diễn thiên thần quyết, trên người còn có kiếm ý như có như không. Nhẫn trên tay hắn sáng lên, chu diệt kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay hắn khẽ vỗ bên trên, ấn ký bị xóa đi, đưa cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ có thể chất thuộc tính hỏa như hắn, chu diệt kiếm ở trong tay Tiểu Vũ có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Anh, đây không phải là pháp bảo của anh sao? Mắt Tiểu Vũ vốn sáng lên, sau đó lại hỏi. Hiện giờ là của em lấy đi tế luyện đi. Mạc Phàm điểm trán Tiểu Vũ, truyền phương pháp tế luyện cho cô. Tiểu Vũ nhận lấy chu diệt kiếm, hôn lên mặt Mạc Phàm một cách nghịch ngợm, lúc này mới xuống khỏi người hắn, vội vàng chạy đi. Mạc Phàm cười khẽ, lúc này ánh mắt mới nhìn Bàn Tử. Anh trai của tôi, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Vẻ mặt Bàn Tử như vui mừng chảy nước mắt. Nói xong liền nhào về phía Mạc Phàm như Tiểu Vũ. Chân Mạc Phàm khẽ cử động, né tránh cái ôm của Bàn Tử, tức giận nói. Pháp khí không thể thiếu phần cậu, tìm tôi có chuyện gì? Bàn Tử chớp mắt, vẻ mặt vui mừng như thực hiện được. Không phải vài ngày nữa là ngày nhập học vào đại học, cô Trần thúc giục tôi dẫn cậu đi lấy thư trúng tuyển sao? Mấy ngày nay Trần Vũ Đồng chủ nhiệm lớp bọn họ luôn gọi điện thúc giục anh ta, sắp làm điện thoại anh ta nổ tung rồi. Anh ta đến đây vài lần, Mạc Phàm đều đang bế quan.
Tôi muốn nhận giúp cậu, cô Trần không cho lấy, có phải chủ nhiệm lớp chúng ta tìm cậu có chuyện gì phải không, Tiểu Phàm? Bàn Tử chớp mắt vài cái, không có ý tốt nói. Mạc Phàm nhớn mày, tuy hắn không tham gia thi vào trường cao đẳng, nhưng trước khi bế quan hắn đã bảo Tần Kiệt đi làm. Nếu có thư báo đến, đi xem cũng không phải không thể được, thuận tiện nói tạm biệt Trần Vũ Đồng. Nếu thực sự có chuyện gì, thuận tay giải quyết giúp cô là được, dù sao kiếp trước thiếu chút nữa mỹ nữ chủ nhiệm thành người phụ nữ đầu tiên của hắn. Được, chúng ta đi thôi. Được rồi, nói đi, Tiểu Phàm, cậu chuẩn bị cho tôi pháp khí gì? Bàn Tử đi đến bên cạnh hắn cười hì hì nói. Cậu muốn pháp khí gì? Có loại nào rất phong cách, lại lợi hại hay không? Ví dụ như cục gạch, phía trên khắc thêm mấy chữ rất khí phách, cục gạch dưới tay, ta có thiên hạ. Bàn Tử nói rất oai oai. Tôi còn phong cách hơn cục gạch, cậu muốn hay không? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Bàn Tử một cái nói. Ha ha, cho tôi cái gì tôi lấy cái đó, tôi không kén chọn đâu. Hai người bọn họ vừa đến dưới lầu, Tiểu Vũ đang khoe pháp khí của cô với cha mẹ mình. Hắn nói chuyện với người nhà một lát, liền rời khỏi biệt thự. Tiểu Phàm, giữa trưa con và Bàn Tử đến nhà hàng của chú Tôn Thiên Bình, cha và dượng con mời một số thân thích, bạn bè, làm tiệc chúc mừng cho con và Thi Vũ ở đó. Cha Mạc Phàm nói, ở thành phố Đông Hải, thì được đại học đều làm tiệc rượu, tất nhiên nhà bọn họ cũng không ngoại lệ. Kiếp trước, cha mẹ cũng làm cho hắn và chị họ. Nhưng nghe thấy ba chữ Tôn Thiên Bình, lông mày Mạc Phàm nhíu lại, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Kiếp trước xảy ra rất nhiều chuyện, trôi qua hơn 500 năm, rất nhiều chuyện hắn đã không nhớ rõ. Nhưng được cha nhắc tới, bỗng nhiên hắn nghĩ ra. Tôn Thiên Bình này là bạn học của cha, là ông chủ một nhà hàng cao cấp ở Đông Hải, tính cách ông ta như cân tiểu ly, bên nào nặng thì nghiêng về bên đó. Vì tính cách này, quan hệ giữa cha và ông ta là gặp mặt thì sẽ lên giọng. Kiếp trước, tiệc chúc mừng của hắn và chị họ cũng làm ở nhà hàng Tôn Thiên Bình. Cha vốn không muốn làm ở nhà hàng của Tôn Thiên Bình, nhưng Tôn Thiên Bình gọi điện thoại đến, đều là bạn học không tiện từ chối. Nhưng đó là một cái bẫy, Tôn Thiên Bình là người khốn nạn như vậy. Ngày hắn và chị họ làm tiệc chúc mừng, đúng lúc cha mẹ Lâm Đào từ tỉnh Giang Nam tới, cũng mở tiệc chúc mừng vào được đại học ở nhà hàng Tôn Thiên Bình. Nhà hàng của Tôn Thiên Bình không nhỏ, nhưng không đủ chỗ cho nhiều người Lâm gia tham gia tiệc rượu như vậy, gần như tất cả những người nổi tiếng ở thành phố Đông Hải đều đến đây. Hai nhà mở tiệc cùng chỗ, căn bản không ngồi được. Tôn Thiên Bình thấy một bên là người Lâm gia Giang Nam, Lâm Đào đỗ thám hoa trường cao đẳng ở thành phố Đông Hải, thì được trường đại học hắn và chị họ khó có thể so sánh được, quyết định tìm cha bàn bạc, mở miệng là nói một tiếng bạn học cũ, còn hứa hẹn giảm giá thật nhiều cho bọn họ. Lúc ấy cha hơi tức giận, khách khứa đã đến hết rồi, lại chỉ có thể đợi. Nhưng nể mặt là bạn học, lúc này mới không quá so đo với Tôn Thiên Bình. Cuối cùng tiệc đỗ đại học của hắn và chị họ phải đợi Lâm gia xong xuôi, chuyện này làm cả nhà hắn không còn mặt mũi. Trái lại Lâm Đào rất cao hứng, còn đứng ra khiêu khích vài lần. Lúc thanh toán, Tôn Thiên Bình không chỉ không giảm giá, còn luôn miệng nói nể mặt bạn học mà giảm giá 6 phần. Khi tiệc rượu kết thúc, ông ta còn nói với cha hắn, nếu không phải làm ở nhà hàng của ông ta, tuyệt đối không phô trương như thế. Tiệc rượu lên đại học vui vẻ, bị Tôn Đông Bình làm cho dầu dĩ không vui. Không ngờ một đời này tiệc chúc mừng lên đại học vẫn làm ở nhà hàng của Tôn Đông Bình. Đúng là khéo thật, ha ha. Mạc Phàm nghĩ thầm, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Tiểu Phàm, buổi trưa con còn chuyện gì khác sao? Cha Mạc Phàm thấy Mạc Phàm không nói chuyện, nghi ngờ hỏi. Không có, con lấy thư trúng tuyển xong sẽ qua đó với Bàn Tử. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi nói. Đừng đến muộn đó, con biết chỗ đó không? Lông mày cha Mạc Phàm giãn ra, dặn dò. Con biết rồi. Mạc Phàm lên tiếng, hắn gửi tin nhắn cho Đường Long, sắp xếp xong, lúc này mới rời khỏi biệt thự với Bàn Tử. Nửa tiếng sau, bọn họ đến cửa trường trung học Đông Hải. Bàn Tử gọi điện thoại cho Trần Vũ Đồng, vẻ mặt bỉ ổi tươi cười đê tiện. Tiểu Phàm, tôi có một tin tức tốt và một tin tức xấu, cậu muốn nghe cái nào? Tôi có một tay trái một tay phải, hiện giờ muốn thử tu vi của cậu muốn dùng tay nào? Mạc Phàm giơ tay, cười mỉa nói.
Bàn tử vừa nghe Mạc Phàm muốn thử tu vi của anh ta, sắc mặt lập tức thay đổi. Người khác không biết Mạc Đại Sư thanh danh hiển hách ở Hoa Hạ là ai, nhưng anh ta biết rõ nhất, là vị thanh niên chưa tới 20 tuổi này. Thiên Thành Diệt tuyên bố muốn biến Đông Hải thành biển chết, đều chết trong tay Mạc Phàm. Nếu anh ta thử một quyền của Mạc Phàm, chắc là còn chưa tiến vào cửa đại học, phải nghỉ học tạm một năm trước. Quân tử động khẩu không động thủ, tôi nói. Nói mau. Mạc Phàm tức giận nói. Cả Hoa Hạ, ngoại trừ người nhà hắn ra, chắc là chỉ có bàn tử mới dám đùa với hắn như vậy. Đổi lại là người khác, có khả năng còn chưa nói được. Tin tức xấu là hiện giờ cô Trần đang dạy học, phải đợi một lát, tin tức tốt là cô Trần bảo chúng ta đến phòng cô ấy đợi lát nữa cô ấy sẽ dạy xong, vị trí chìa khóa thì cô ấy sẽ nhắn tin cho cậu. Bàn tử híp mắt nói. Mạc Phàm nhướng mày, di động trong túi thật sự vang lên. Hắn nhìn lướt qua di động, đúng là Trần Vũ Đồng gửi tin nhắn cho hắn. Hắn không thèm nhìn nội dung, liền tắt điện thoại. Kiếp trước, Trần Vũ Đồng dạy hắn học bù không ít lần, địa điểm đều là nơi ở của Trần Vũ Đồng, sao hắn có thể không biết chỗ để chìa khóa. Bàn tử liếc nhìn di động của Mạc Phàm một cái, vẻ mặt đầy tò mò, cậu nói xem, có phải cậu có gì đó với cô Trần của chúng ta hay không? Anh ta gọi điện thoại, cô Trần không nói vị trí chìa khóa nhà cho anh ta, trái lại gửi tin nhắn cho Mạc Phàm. Chuyện này có mấy ý nghĩa, là không tin nhân phẩm của anh ta, hay là có gì đó với Mạc Phàm? Cậu đoán xem. Một tay Mạc Phàm đặt lên trên vai bàn tử, cười nói. Chỉ một bàn tay, bàn tử chỉ cảm thấy như có ngọn núi đè ép, vội vàng lắc đầu, trong mắt hiện lên chút suy nghĩ. Lúc trước anh ta chỉ hoài nghi, hiện giờ anh ta gần như có thể chắc chắn, Mạc Phàm tuyệt đối có vấn đề với mỹ nữ chủ nhiệm lớp bọn họ. Ha ha, còn phải đoán sao, tôi biết rồi, cậu và cô Trần là trong sạch, tuyệt đối là quan hệ cô trò thuần khiết. Đi thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chỉ trong phút chốc, bọn họ đã đến ký túc xá trường học bỏ tiền sắp xếp cho Trần Vũ Đồng. Tiểu Phàm, chìa khóa kia ở đâu, nhanh mở cửa ra. Mạc Phàm không để ý đến bàn tử, cũng không đi lấy chìa khóa, một tay ấn lên vị trí khóa, vận linh khí rồi khẽ xoay. Cạch, cửa phòng lập tức mở ra, mùi hương thơm ngát quen thuộc xông vào mũi. Trường học tốt nhất thành phố Đông Hải, điều kiện nơi giáo viên ở tốt hơn trường học bình thường rất nhiều. Phòng của Trần Vũ Đồng chỉ có một phòng, phòng ngủ và phòng khách chung nhau, không chỉ có phòng vệ sinh và phòng bếp, ngoài bên công là hồ nhân tạo của trường học. Trong phòng, ngoại trừ một giường đôi ra, thì có tủ quần áo, bàn trang điểm và một bàn làm việc, không như nhà hắn nhưng dọn dẹp vô cùng sạch sẽ lưu loát. Tiểu Phàm, cậu nói xem cô Trần bắt cậu phải đến lấy giấy trúng tuyển, có phải là vì có chuyện gì không? Bàn tử đặt mông ngồi trên ghế sofa, không khách sáo cầm lấy mâm đựng trái cây, vừa gặm vừa nói. Đợi cô Trần quay về, cậu sẽ biết. Mạc Phàm nhíu mày, nói. Tôi cảm thấy chắc chắn liên quan đến thư trúng tuyển, cậu có biết cậu được trường nào chọn không? Bàn tử lại hỏi. Mạc Phàm ngay cả thi vào trường cao đẳng cũng không tham gia, anh ta biết chuyện này. Mạc Phàm bĩu môi, hắn còn chưa nói chuyện. Tiếng cộp 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 truyền đến, càng đi càng gần. Chỉ một lát sau, Trần Vũ Đồng mặc trang phục công sở, đeo kính gọng đen, ôm trong lòng một đống giáo án, đi giày cao gót, bộ dạng thanh lệ thoát tục như phong cảnh trong tranh. Mạc Phàm, em đã đến rồi. Trần Vũ Đồng nhìn thấy Mạc Phàm, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, cười quyến rũ nói. Cô tìm em có chuyện gì? Mạc Phàm thản nhiên hỏi. À, đúng rồi. Trần Vũ Đồng để giáo án xuống, vội vàng tìm trên bàn làm việc. Tôi gọi em tới, là muốn nói với em một chuyện. Cô còn chưa nói hết câu, ở cửa, Lâm Đào, Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt đi tới. Ba người thấy Mạc Phàm, vốn là sửng sốt, sau đó đều cười khinh thường. Ôi, đây không phải Mạc Phàm Mạc học bá thiên tài lớp chúng ta sao, không phải cậu bị đuổi học rồi à, sao lại ngồi trong phòng ngủ của cô Trần chúng tôi thế? Lâm Đào cười khinh thường nói. Mạc Phàm muốn tới thì tới, cậu quản cái rắm. Bàn tử thấy là ba người Lâm Đào, vô cùng khó chịu nói. Dù sao Mạc Phàm cũng là học bá lớp chúng ta, tôi cũng cần phải quan tâm một chút chứ. Lâm Đào cười nói. Lần trước Mạc Phàm đọc thuộc 600 bài thơ cổ, khiến anh ta mất sạch thể diện ở lớp. Từ sau ngày đó Mạc Phàm chưa từng tới trường học,
anh ta muốn báo thù cũng không có cơ hội. Không ngờ lại gặp được Mạc Phàm ở trong này, vận khí đúng là quá tốt. Đào ca, Mạc Phàm là học bá gì chứ, chỉ là người thuộc thơ cổ nhanh mà thôi, không dốc như anh, trạng nguyên tỉnh Giang Nam chúng ta, đây mới là học bá đích thực. Triệu Phi liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy khinh thường, cười nói. Đúng vậy. Ninh Tuấn Kiệt cũng nói theo, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm tràn đầy vẻ trêu tức. Trạng nguyên tỉnh. Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ. Hắn nhớ rõ kiếp trước Lâm Đào không lấy được vị trí đứng đầu, chỉ đứng vị trí thứ ba. Tiểu tử này dẫm phải phân chó, lấy được vị trí trạng nguyên, đừng để ý đến cậu ta. Bàn tử nói với Mạc Phàm. Lâm Đào thấy vẻ mặt bàn tử ghen tị, khóe miệng nhếch lên. Anh ta tới Đông Hải để lấy vị trí đứng đầu, kết quả lấy được trạng nguyên tỉnh. Không chỉ làm tăng địa vị của anh ta ở Lâm gia, hiện giờ cả Giang Nam ít có người không biết tên anh ta. Hiện giờ anh ta đến khách sạn ăn cơm, miễn phí. Đi mua sản phẩm điện tử, miễn phí. Thậm chí đến KTIV, quán ba tán gái đều miễn phí. Những cô bé lạnh lùng kiêu ngạo trước kia vừa nghe nói anh ta là trạng nguyên, chủ động dán sát vào người anh ta, muốn lấy chút gen của anh ta. Cảm giác này đúng là quá tuyệt. Cậu không biết sao, Mạc Phàm, tin tức này đã lan truyền khắp Giang Nam rồi. Ninh Tuấn Kiệt cười mỉa hỏi. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, không ngờ Lâm Đào bị hắn dùng 600 bài thơ cổ đả kích, vậy mà từ đứng thứ ba thành phố lên đứng đầu tỉnh, hiệu ứng bươm bướm này nhiều thật. Hắn cười, không trả lời. Nếu là kiếp trước, chắc chắn hắn sẽ nghĩ đến chuyện lấy vị trí trạng nguyên. Hiện giờ danh xưng này chỉ là chuyện cười đối với hắn. Cậu tới chỗ cô Trần làm gì, không phải tới xin học lại đấy chứ, có cần tôi gọi cho hiệu trưởng nói một tiếng giúp cậu không, miễn phí học phí cho cậu. Lâm Đào cũng không tức giận, cằm nâng lên cao, bộ dạng cao cao tại thượng nói. Cấp 3 đã khai giảng, không thi được đại học đều đang tìm trường học lại. Theo ý anh ta, hơn phân nửa là Mạc Phàm tới tìm cô Trần bàn chuyện học lại. Học lại em gái cậu, tôi tới lấy thư trúng tuyển với Mạc Phàm. Bàn tử nói. Nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Đào, bàn tử nghiến răng nói. Một trạng nguyên tỉnh mà thôi. Sau khi tốt nghiệp đại học sẽ thế nào ai biết được, đại học Hoa Thanh tốt nghiệp xong còn làm bảo vệ, bán thịt heo ấy chứ. Nếu bọn họ biết Mạc Phàm là Mạc Đại Sư, không dọa đám ngu ngốc này tiểu ra quần mới lạ. Lấy thư trúng tuyển sao? Đám Lâm Đào nhướng mày, đều cười với vẻ trêu tức. Bàn tử, có phải cậu ăn thứ gì làm đầu bị chập rồi không? Mạc Phàm không có tham gia thi vào trường cao đẳng mà. Ninh Tuấn Kiệt nói. Đúng lúc anh ta thi cùng trường thi với Mạc Phàm, 4 ngày thi, Mạc Phàm đều không tham gia, anh ta đặc biệt để ý. Thi vào trường cao đẳng đều không tham gia, lấy đâu ra thư trúng tuyển? Tôi biết rồi, chắc chắn cậu ta lấy giấy trúng tuyển trường dân lập. Triệu Phi chớp mắt, nói theo. Hàng năm đều có một số trường dân lập tuyển người ở các trường khác. Cho dù không tham gia thi cao đẳng, chỉ cần báo tên, cũng sẽ phát một số thư trúng tuyển cho học sinh trung học. Những trường học này nói dễ nghe là đại học, thực ra không phải là trường học chính quy, chứng nhận tốt nghiệp căn bản không được quốc gia tán thành. Đại học Lam Điền ở Giang Nam, Học viện Lam Tường ở Lỗ Châu, vân vân, đều là loại này. Trừ phi điểm thật sự quá thấp, cơ bản không có ai lựa chọn những trường này, không ngờ Mạc Phàm nghèo túng đến mức đó. Hóa ra là như vậy, có phải nhận được một sấp thư trúng tuyển hay không? Lâm Đào bừng tỉnh đại ngộ. Đắc ý trên mặt càng đậm hơn. Không phải lúc trước Mạc Phàm rất hung hãn sao, làm mưa làm gió ở trường học, ngay cả tứ thiếu trung học Đông Hải đều phải cúi đầu, gần như thành truyền thuyết trong trường học. Hiện giờ lại rơi vào hoàn cảnh này, chỉ có thể học trường dân lập. Đây là chênh lệch, anh ta vừa vào học Đại học Hoa Thanh, đã là đệ tử lớp thực nghiệm của Đại học Hoa Thanh, sau này Mạc Phàm chỉ có thể làm công nhân sửa chữa, khai thác thứ gì đó. Quý tộc là quý tộc. Người bình thường vẫn là người bình thường, nhảy như thế nào cũng không thể nhảy qua được. Bàn tử tức đến mức nghiến răng, ba người này đúng là cho bọn họ vài miếng màu bọn họ liền mở phường nhuộm. Cậu đúng là tên ngốc. Bàn tử, cậu vừa nói cái gì, có bản lĩnh cậu lặp lại lần nữa. Lâm Đào nhíu mày, trầm giọng hỏi. Hiện giờ địa vị của anh ta tăng lên, ngay cả Mạc Phàm anh ta đều không để vào mắt, một tên mập đáng chết muốn chết. Anh ta giết tên mập đáng chết này dễ như giết con kiến. Trần Vũ Đồng nhíu mày,
liếc mắt nhìn Mạc Phàm đang vô cùng bình tĩnh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ lo lắng. Quả thật chỗ cô có một sấp thư trúng tuyển của Mạc Phàm, cô tìm Mạc Phàm tới, là muốn bàn bạc với Mạc Phàm chuyện này. Cô có một người bạn tốt đang tuyển sinh ở một trường đại học, Mạc Phàm muốn học đại học mà nói, có thể đến đó. Tuy không có nổi tiếng, nhưng cũng là trường đứng top 2. Đủ rồi, Lâm Đào, các em đến đây có chuyện gì? Trần Vũ Đồng quát bảo im lại. Lâm Đào nghe thấy giọng Trần Vũ Đồng, lạnh lùng liếc bàn tử một cái, rời mắt nhìn về phía Trần Vũ Đồng, trong mắt lóe lên cực nóng, hai mắt như hai bàn tay quét tới quét lui trên người Trần Vũ Đồng. Cô Trần, cha mẹ em đến đây, buổi trưa hôm nay mở tiệc chúc mừng vào đại học ở thành phố Đông Hải, em đặc biệt tới mời cô tham gia, hiệu trưởng và các giáo viên khác đều qua đó. Tiệc rượu vào đại học. Nghe thấy mấy chữ đó, vẻ mặt Mạc Phàm hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục như thường. Tôi còn có một số việc với Mạc Phàm, sẽ không qua đó, chúc mừng em. Trần Vũ Đồng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, uyển chuyển từ chối. Sắc mặt Lâm Đào âm u hơn, đây không phải là lần đầu tiên anh ta mời Trần Vũ Đồng, đây cũng không phải là lần đầu tiên Trần Vũ Đồng từ chối anh ta. Ngày anh ta tới lớp nhìn thấy Trần Vũ Đồng mỹ nữ chủ nhiệm, gương mặt như mỹ nhân băng sơn, dáng người hình chữ S, khí chất tao nhã đã thích rồi. Nhưng mấy tháng này anh ta tìm Trần Vũ Đồng thỉnh giáo vấn đề, ăn cơm, xem phim, đều bị Trần Vũ Đồng dùng đủ loại lý do từ chối. Hiện giờ anh ta đã là trạng nguyên tỉnh, gần như tất cả giáo viên trong trường học đều ngoan ngoãn phục tùng anh ta, có nữ giáo viên xinh đẹp vì có thể lấy thân phận giáo viên của trạng nguyên, còn ngủ với anh ta, vậy mà ngay cả tay Trần Vũ Đồng anh ta cũng chưa được sờ. Mạc Phàm này không xuất hiện mấy tháng, vừa thò đầu ra cô đã lập tức nói có chuyện với Mạc Phàm. Lửa ghen giấy lên trong lòng anh ta. Cô Trần, hiệu trưởng đã đi rồi, bạn học lớp chúng ta đều đến gần hết, cô là chủ nhiệm lớp của chúng em, cô không đi có phải không được tốt lắm không? Triệu Phi thấy vẻ mặt Lâm Đào giận dữ, vội vàng xen miệng vào nói. Cô Trần, nếu cô không đi, nói không chừng lát nữa hiệu trưởng và bạn học khác cùng tới mời cô đó. Đinh Tuấn Kiệt cũng tạo áp lực cho Trần Vũ Đồng. Sắc mặt Trần Vũ Đồng trầm xuống, vẻ mặt lộ ra do dự. Lần trước cô đi ăn cơm với mấy bạn học, bỗng nhiên đám Lâm Đào xuất hiện, cô bị Lâm Đào rót rượu liên tục, cuối cùng nếu không nhờ gặp được bàn tử, thiếu chút nữa cô đã bị Lâm Đào đẩy ngã. Chúng ta đừng làm khó dễ cô Trần nữa, nếu cô Trần thật sự không có thời gian, chúng ta đừng quấy rầy nữa. Lâm Đào thấy vẻ mặt Trần Vũ Đồng khó xử, giả mù sa mưa nói, bộ dạng như mình là người hiền lành. Hay là như vậy đi. Nếu Mạc Phàm Mạc học bá của chúng ta thật sự có thư trúng tuyển, để cho chúng em xem thử một chút, chúng em sẽ không quấy rầy cô Trần, nếu không cô Trần đi theo chúng em, thế nào? Triệu Phi chớp mắt, cười âm hiểm nói. Triệu Phi vừa mới nói xong, trong lòng Lâm Đào lập tức vui như nở hoa. Anh ta đang lo không có cơ hội nhục nhã Mạc Phàm, một câu của Triệu Phi không những mang được Trần Vũ Đồng đi, còn khiến anh ta có cơ hội nhục nhã Mạc Phàm, quả thực là vẹn cả đôi đường. Mạc Phàm không tham gia thi vào trường cao đẳng, anh ta xem Mạc Phàm lấy thư trúng tuyển trường gì ra. Anh ta liếc mắt nhìn Triệu Phi với vẻ cậu giỏi lắm. Triệu Phi cười ha ha, nói tiếp. Cô Trần, cô thấy thế nào, thực ra em cũng rất hiếu kỳ Mạc học bá trúng tuyển trường nào. Bàn tử nhíu mày, quả đấm nắm chặt. Mạc Phàm không tham gia thi vào trường cao đẳng, chắc chắn thư trúng tuyển không phải trường tốt gì, ba tên gia hỏa này muốn xem thư trúng tuyển của Mạc Phàm. Rõ ràng là muốn Mạc Phàm xấu mặt, ba tên gia hỏa này đúng là tận dụng mọi thứ. Không phải các cậu bị điếc đấy chứ, cô Trần nói mình có chuyện không đi được rồi. Bàn tử, cậu có ý gì đây, chỉ ăn bữa cơm mà thôi, bỏ lỡ lần này, không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào mới ăn cùng, có phải không, cô Trần? Triệu Phi cười khinh thường nói. Trần Vũ Đồng nhíu mày, lộ ra chút khó xử. Cô nhiều tuổi hơn đám Lâm Đào một chút. Sao có thể không nhìn ra mấy kỹ xảo của Lâm Đào? Hơn nữa Mạc Phàm là truyền thuyết trong lớp chúng ta, đương nhiên cậu ta trúng tuyển trường nào chúng em phải biết, có phải không, vừa rồi lớp trưởng Vương Vân của chúng em còn hỏi Mạc học bá thi trường gì đó. Triệu Phi nói tiếp, còn kéo cả Vương Vân vào. Thôi, tôi đi với các em gặp mặt bạn học khác, Mạc Phàm, tối nay em tới tìm tôi, buổi tối tôi nói chuyện đó với em. Trần Vũ Đồng nói với Mạc Phàm. Trần Vũ Đồng còn chưa dứt lời, mới mở miệng, sắc mặt Lâm Đào lập tức âm u.
anh ta tán Trần Vũ Đồng lâu như vậy, Trần Vũ Đồng luôn trốn tránh anh ta. Lâm Đào thấy Trần Vũ Đồng không chỉ che chở Mạc Phàm, còn chủ động hẹn Mạc Phàm buổi tối. Chắc là ăn cơm tối xong, hai người sẽ ngủ với nhau. Ở trong mắt anh ta, Trần Vũ Đồng kiêu ngạo lạnh lùng lập tức biến thành đồ đê tiện thích giúp đỡ người nghèo. Nếu Trần Vũ Đồng tham gia tiệc rượu của anh ta, tối nay anh ta không bắt kẻ đê tiện này, anh ta không tên là Lâm Đào. Vậy cô Trần, chúng ta đi thôi, xe Lincoln bản dài nhà em ở dưới lầu. Lâm Đào làm bộ nhã nhặn nói. Khi nói chuyện, trong đáy mắt hiện lên hung dữ, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Tuy không làm nhục được Mạc Phàm, nhưng đợi Trần Vũ Đồng tới tay rồi nói sau. Chơi Trần Vũ Đồng trước đã, chơi xong lại cho Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt thử xem, để Mạc Phàm đi đôi giày rách của anh ta. Tiểu Phàm. Bàn Tử nhìn về phía Mạc Phàm trưng cầu ý kiến, trên mặt đều là vẻ không cam lòng. Lần trước Trần Vũ Đồng bị Lâm Đào chuốc say, thiếu chút nữa bị Lâm Đào bắt nạt, lần này lại mời cô Trần đi tham gia tiệc rượu, chắc chắn không có ý tốt. Cậu muốn xem thư trúng tuyển của tôi phải không? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hửm. Lâm Đào nhướn mày. Anh ta vốn đang tiếc nuối không nhục nhã được Mạc Phàm, không ngờ Mạc Phàm tự tìm khổ. Thế nào, cậu muốn cho chúng tôi xem thư trúng tuyển sao? Mạc Phàm, thôi đi. Trần Vũ Đồng lộ ra chút lo lắng. Mạc Phàm cười với Trần Vũ Đồng, cho cô ánh mắt yên tâm đi. Muốn xem thư trúng tuyển của tôi cũng được, nếu tôi có thư trúng tuyển trường đại học chính quy, cô Trần sẽ không đi theo các cậu, sau này các cậu gặp cô Trần đều phải quỳ xuống. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tay hắn khẽ động, một đám pháp ấn xuất hiện. Đám Lâm Đào sững sờ, lập tức thoải mái hơn. Cho dù Mạc Phàm lấy ra được cũng không sao. Cô Trần không đi theo bọn họ, lát nữa sẽ bảo hiệu trưởng đến đây mời, bọn họ không tin Trần Vũ Đồng sẽ không nể mặt hiệu trưởng. Còn quỳ với Trần Vũ Đồng, quỳ gối dưới váy Trần Vũ Đồng cũng đáng. Không thành vấn đề, chỉ cần cậu lấy giấy trúng tuyển ra. Lâm Đào cười nói, nếu lát nữa Mạc Phàm lấy thư thông báo trúng tuyển trường Lam Tường, vậy đợi bị cười nhạo đi. Người đè ép tứ thiếu ở Trung học Đông Hải, vậy mà lấy được thư trúng tuyển trường không chính quy. Nói không chừng trở thành đề tài dạy học ở trường Trung học Đông Hải. Lâm Đào vừa mới nói xong, một pháp ấn mắt thường không thể thấy được bay từ trong tay Mạc Phàm ra, tiến vào mi tâm Lâm Đào. Hai người thì sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua hai người còn lại. Lâm Thiếu đã đồng ý rồi, chúng tôi chắc chắn càng không có vấn đề gì, nếu cậu có thể lấy ra một trường đại học chính quy, không chỉ chúng tôi thấy cô Trần là quỳ xuống, bảo chúng tôi liếm chân cô Trần cũng được. Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt nhìn nhau cười, bị ổi nói. Bọn họ đều đang ở độ tuổi thanh xuân, không chỉ Lâm Đào động tâm với Trần Vũ Đồng, chỉ sợ cả lớp bọn họ đều không tìm được ai không động tâm với đại mỹ nữ Trần Vũ Đồng. Liếm chân cô Trần, các người đừng có nghĩ, nếu hai người thua, các người liếm thùng rác ở hành lang đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tay hắn khẽ cử động, không cần hai người trả lời, hai pháp ấn khác đã bay vào mi tâm bọn họ. Cô Trần, thư thông báo trúng tuyển của em đâu? Mạc Phàm cười hỏi. Trần Vũ Đồng nhíu mày, lo lắng ở trên mặt không mất đi chút nào. Để tôi lấy. Cô mở ngăn kéo bàn làm việc ra, lấy một xấp thư ra để trên bàn. Những thư này đều là của Mạc Phàm, được cô cất sang một bên. Bởi thư trúng tuyển để trong phong bì hay túi, từ ngoài không nhìn ra được là trường gì, chỉ có thể biết gửi từ đâu tới. Đúng là không ít đâu. Triệu Phi cười nói, tôi cảm thấy cô Trần phải đi cùng chúng ta rồi, chúng ta cũng không cần phải liếm thùng rác. Đinh Tuấn Kiệt nói, Lâm Đào nhướn mày, cười đắc ý. Bàn Tử, mở những lá thư này đi. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Bàn Tử không do dự muốn mở một lá thư. Đừng, việc này không nhọc Bàn Tử làm, chúng tôi tự làm. Triệu Phi chủ động nói, vẻ mặt đương nhiên phải dùng tay mình đánh. Anh ta bị Mạc Phàm ngược nhiều lần như vậy, hiếm khi có được cơ hội, sao có thể bỏ qua dễ dàng. Anh ta thuận tay cầm một lá thư, khóe miệng nhếch lên. Từ Giang Nam tới, Lâm Thiếu, hình như ở tỉnh Giang Nam có Đại học Hải Dương, bồi dưỡng ngư dân đúng không? Triệu Phi cười hỏi. Không sai, trường đó còn được Lâm gia chúng tôi tài trợ, nếu Mạc học bá muốn đến trường đó, tôi có thể dẫn cậu đi vào. Lâm Đào kiêu ngạo nói. Tôi đoán đây là thư trúng tuyển của trường Đại học Hải Dương ở Giang Nam. Hai người có im đi không,
không mở thì để tôi mở. Bàn tử không kiên nhẫn nói. Khi nói chuyện, anh ta cũng lo lắng trong lòng. Nhớ đâu đúng là trường dở tệ, trò đùa này sẽ chơi lớn rồi. Đừng có gấp vậy chứ, nói không chừng bên trong thật sự là trường đại học danh tiếng, cậu sợ cái gì, bàn tử. Triệu Phi không chút hoang mang trêu chọc. Xoẹt, Triệu Phi xé mở túi ra, lấy một quyển sổ nhỏ ở bên trong ra. Tôi đọc cho mọi người nghe, nghe kỹ đây, trường Mạc học bá chúng ta trúng tuyển là. Triệu Phi không nói nữa, nhìn mọi người. Anh ta còn chưa nói ra miệng, Lâm Đào và Đinh Tuấn Kiệt nhếch miệng, bộ dạng đợi xem kịch vui. Trần Vũ Đồng chau mày, lộ ra khẩn trương, tay cô nắm chặt lấy góc áo. Chỉ có Mạc Phàm là lạnh nhạt, ngồi trên ghế sofa, không để việc này ở trong mắt. Là, Triệu Phi cười đắc ý, nhìn về phía thư trúng tuyển, một chữ Giang thành hình trong miệng anh ta. Giang, Đông, mắt anh ta mở to, hoàn toàn sửng sốt, biểu cảm là khó mà tin được. Giang Đông, Lâm Đào và Đinh Tuấn Kiệt nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt. Không phải Đại học Hải Dương ở Giang Nam sao, sao lập tức biến thành Giang Đông rồi? Không chỉ bọn họ, biểu cảm của Trần Vũ Đồng và bàn tử nhìn Triệu Phi, cũng là nghi ngờ. Tình huống gì đây? Để tôi xem. Đinh Tuấn Kiệt cầm lấy thư trúng tuyển trong tay Triệu Phi, lập tức ngây ra như phỗng. Sắc mặt Lâm Đào âm u, cầm lấy thư trúng tuyển nhìn lướt qua, khinh thường nói. Không phải là Đại học Đông Hải sao? Anh ta nói xong, vẻ mặt hơi kỳ lạ, trong con ngươi lóe lên vẻ khó tin. Đại học Đông Hải cũng ở tỉnh Giang Nam, sao anh ta có thể không biết? Tuy Đại học Đông Hải không so được với Đại học Hoa Thanh, Thủ Đô, Đồng Tề, Phục Sáng, nhưng cũng coi như là một trường không tệ ở Giang Nam, có một số chuyên ngành cũng được, ví dụ như quốc phòng chuyên nghiệp, điện ảnh và truyền hình chuyên nghiệp. Mạc Phàm là người không tham gia thi vào trường cao đẳng, vậy mà lấy được thư trúng tuyển Đại học Đông Hải. Anh ta nhìn thoáng qua tiếp, mấy chữ quốc phòng chuyên nghiệp đập vào mi mắt anh ta, vẻ mặt anh ta ngây ngốc. Đại học quốc phòng Đông Hải không chỉ yêu cầu cao về sinh viên, điểm số cũng phải 40 trở lên, còn trải qua kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt, người bình thường khó mà vào được. Đại học Đông Hải. Trần Vũ Đồng và bàn tử sửng sốt, lấy thư thông báo, hai mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Mạc Phàm, giống như nhìn quái vật. Chuyện này không có khả năng, chắc chắn thư trúng tuyển này là giả. Lâm Đào lắc đầu nói, không thể tin được. Không sai, tôi biết nơi chuyên làm giả thư thông báo trúng tuyển, dùng để lừa gạt cha mẹ, một cái chỉ cần 200 tệ, giống hệt cái thật như đúc. Đinh Tuấn Kiệt nói chắc chắn. Một người bạn mà anh ta quen, thi vào trường cao đẳng quá kém, sợ về nhà bị đánh liền làm giả thư trúng tuyển đưa về nhà, cha mẹ cao hứng cho anh ta 10 vạn tiền tiêu vặt. Anh ta cầm số tiền này, đi học trường có tên tương tự. Mạc Phàm lắc đầu cười. Cậu giúp tôi nhìn xem có phải thư trúng tuyển khác là giả hay không. Đinh Tuấn Kiệt xé một lá thư khác, lại lấy ra một thư trúng tuyển, cả người ngây ngốc. Đây, đây là thư trúng tuyển trường sĩ quan đứng đầu Hoa Hạ. Cái gì, trường sĩ quan đứng đầu Hoa Hạ sao? Triệu Phi vừa nghe thấy cái tên này, vẻ mặt thay đổi. Trường sĩ quan đứng đầu Hoa Hạ là trường sĩ quan tốt nhất ở Hoa Hạ, mỗi sinh viên tốt nghiệp trường này ra ngoài đều có quân hàm trung úy, cơ bản đều là tinh anh. Đại học quốc phòng Đông Hải vốn rất tốt rồi, nhưng so với trường sĩ quan đứng đầu Hoa Hạ, bị ném ra xa mấy chục con đường. Anh ta vẫn muốn thi trường này, nhưng thiếu nhiều điểm quá, cuối cùng chỉ chọn trường cảnh sát võ trang. Anh ta lấy một lá thư khác ra xé, thiếu chút nữa ngất đi. Đại học quân y học thêm bằng tiến sĩ đứng đầu Hoa Hạ. Đại học y tốt nhất Hoa Hạ, còn học 7 năm là lấy được cả bằng tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp là cán bộ cao cấp. Cán bộ cao cấp này ở bộ đội chưa tới 10 năm trở lên, căn bản đừng nghĩ đến chuyện đó. Lâm Đào nhíu mày, anh ta cầm lấy một cái túi khác ra xé, lập tức như bị sét đánh, chuyện này. Anh ta trúng tuyển lớp thực nghiệm Đại học Hoa Thanh, vậy mà thư thông báo trúng tuyển này cũng là lớp thực nghiệm Đại học Hoa Thanh. Bên trên còn viết tên Mạc Phàm. Phải biết rằng lớp thực nghiệm ở Đại học Hoa Thanh, mỗi tỉnh chỉ lấy 2 người, Trạng Nguyên và Bảng Nhãn, vậy mà Mạc Phàm cũng trúng tuyển lớp thực nghiệm Đại học Hoa Thanh. Chuyện này còn chưa phải trọng điểm là đồ trong thư thông báo trúng tuyển giống anh ta như đúc. Thư thông báo trúng tuyển có thể làm giả, những thứ khác không dễ như vậy. Trần Vũ Đồng và bàn tử thấy ba người mở từng thư thông báo trúng tuyển ra, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ.
cũng hiếu kỳ lấy thư thông báo xem, các trường xuất hiện trước mặt anh ta. Đại học Hoa Thanh, Đại học Thủ Đô, Đại học Đồng Tể, Đại học Phục Sáng, Đại học Nam Khai, Đại học Hoa Hạ, trên cơ bản đều có trường học đứng trước vị trí 20 gửi thư trúng tuyển cho Mạc Phàm. Không là sĩ quan, quốc phòng, thì là y học. Trên thư thông báo trúng tuyển của Đại học Thủ Đô để trống, chuyện này có ý nghĩa tên và chuyên ngành Mạc Phàm có thể viết tùy ý, bọn họ còn chưa từng thấy tình huống như thế. Trong lúc này, cho dù là Trần Vũ Đồng hay Bàn Tử, tất cả đều sợ ngây người, mãi mà không nói nên lời. Cho dù là Trạng Nguyên, cũng chỉ có thể chọn một cái ở rất nhiều trường, cuối cùng do trường học đưa một thư trúng tuyển. Mạc Phàm thì hay rồi, lập tức có hơn 20 thư thông báo trúng tuyển, kém nhất cũng là Đại học Quốc phòng Đông Hải. Nhiều thư trúng tuyển ở đây như vậy, Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt không dám nói là giả. Thư thông báo giả đều là giấy làm giả con dấu, làm rất thô ráp, còn không nói rõ việc nhập học, lịch sử trường học, cùng với quà tặng tân sinh hàng năm không giống nhau. Trong số những thư trúng tuyển của Mạc Phàm, mỗi cái đều làm rất khéo léo, không giống như làm giả, lại không có một trường nào là Học viện Lam Tường. Một người nhận được 21 thư thông báo trúng tuyển của các trường nổi tiếng, chỉ nghĩ thôi đám Triệu Phi cũng hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt âm u hơn. Sao cậu có nhiều thư thông báo trúng tuyển như vậy? Sắc mặt Lâm Đào vô cùng âm trầm, gần như có thể vặn ra nước, hỏi. Anh ta đang định mượn thân phận Trạng Nguyên tỉnh, nhục nhã Mạc Phàm một phen, kết quả đùa giỡn lại bị gian dâm, còn bị 21 lần. 600 bài thơ cổ lần trước anh ta đã bị Mạc Phàm ngược, anh ta được Trạng Nguyên tỉnh cũng không kiếm được tiện nghi như Mạc Phàm. Lúc này anh ta ước gì có thể xé Mạc Phàm ra thành trăm ngàn khối. Tôi không cần giải thích với cậu đúng không? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đưa ra câu hỏi với hắn, Lâm Đào không có tư cách này. Được lắm, chúng ta đi. Hai mắt Lâm Đào phun lửa, quay đầu muốn rời đi. Cứ ngây ngốc ở đây là tự rước lấy nhục, vẫn nên rời đi tốt hơn, sau này lại nghĩ biện pháp thu thập Mạc Phàm. Sắc mặt Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt rất khó coi, theo sát ở phía sau. Ba người còn chưa ra khỏi cửa, liền bị giọng Bàn Tử ngăn lại. Đợi một chút, bây giờ lại muốn đi, vừa rồi các người nói thế nào, nếu Tiểu Phàm có thư trúng tuyển, các người gặp cô Trần thì sẽ quỳ xuống, các người mắt mù, hay đầu óc bị nước vào, không thấy cô Trần đang ngồi ở đây sao? Vừa rồi ba người này hung hãn như thế, đánh cược thua không thực hiện đã muốn đi, đâu dễ như vậy. Thân thể Lâm Đào bị kiềm hãm, lông mày nhíu lại thành chữ hỏa hua, vẻ mặt âm u. Anh ta vừa bị Mạc Phàm vào mặt, vốn là một bụng lửa giận, còn bảo anh ta quỳ xuống với kẻ tiện nhân Trần Vũ Đồng này sao? Mạc Phàm, cậu thật sự muốn như vậy sao? Cậu nghĩ rằng tôi nói đùa với cậu sao? Mạc Phàm cười lạnh lùng, hàn quang nở rộ trong con người hắn, nhiệt độ trong phòng ngủ của Trần Vũ Đồng giảm xuống. Vẻ mặt Lâm Đào ngẩn ra, chỉ cảm thấy lạnh lẽo xông thẳng từ lưng lên gáy, thân thể không tự chủ được run rẩy. Tha cho tôi đi, tôi có thể cho cậu tiền. Lâm Đào nghiến răng nói. Anh ta biết bản lĩnh của Mạc Phàm muốn anh ta quỳ, anh ta tuyệt đối không trốn thoát. Nếu tiền có thể giải quyết mọi chuyện, vậy sẽ còn chuyện gì sao, thôi, các người không chịu quỳ, tôi cho các người quỳ. Tay Mạc Phàm tạo ra một pháp ấn khác, bay về phía Trần Vũ Đồng. Pháp ấn chỉ chớp lóe, liền biến mất vào trong mi tâm Trần Vũ Đồng. Cộp, tiếng đầu gối chạm đất vang lên. Ba người như bàn bạc kỹ rồi, toàn bộ quỳ trên đất, sắc mặt thay đổi theo. Mạc Phàm, cậu đã làm gì chúng tôi? Lâm Đào chịu đựng đau đớn ở đầu gối, đen mặt kêu lên. Không ai đẩy bọn họ, cũng không thấy Mạc Phàm làm cái gì, ba bọn họ hoàn toàn không rõ chân tướng quỳ xuống đất, giống như gặp quỷ. Giúp các người làm chuyện phải làm, thế nào, có vấn đề gì sao? Mạc Phàm hỏi. Không có vấn đề, tôi thua, tôi quỳ xuống có sao đâu. Lâm Đào nắm chặt tay lại, mạnh miệng nói. Dù sao nơi này cũng không có ai, anh ta quỳ xuống đâu có ai biết, nói ra cũng không có ai tin. Lúc này, có mấy đệ tử ôm sách đi ngang qua, nhìn thấy đám Lâm Đào quỳ trên đất, bọn họ hơi sững sờ. Sao mấy người này lại quỳ vậy? Có phải phạm lỗi gì rồi không? Không phải chứ, hình như người kia là Lâm Đào Trạng Nguyên tỉnh trường chúng ta. Một học sinh nữ nhận ra là Lâm Đào nói. Hình như đúng là anh ta. Không phải mấy hôm trước anh ta còn nói trong đại hội khen ngợi trước toàn trường, nói dưới chân nam nhân có hoàng kim,
tình nguyện để mất vị trí số 1, cũng không quỳ xuống học lại sao? Một nữ sinh khác cười nói. Lúc ấy những lời này chọc không ít học sinh học lại bất mãn, dù sao không phải tất cả mọi người đều có thiên phú như Lâm Đào, hiện giờ Lâm Đào lại tự mình quỳ xuống. Nghe thấy mấy người này nghị luận, đám Lâm Đào ước gì có thể tìm một cái lỗ chui xuống. Nếu có lựa chọn, bọn họ chắc chắn không đánh cược với Mạc Phàm. Mạc Phàm, để ba bọn họ đứng dậy đi. Trần Vũ Đồng thấy đám Lâm Đào thực sự quỳ xuống, lộ ra một chút khó xử, nói. Nơi này là phòng của giáo viên, không ít giáo viên và học sinh đều đến đây. Mấy học sinh nhìn thấy thì không sao, đợi lát nữa nhiều người, sẽ ảnh hưởng không tốt đối với trường học. Mạc Phàm, chúng tôi quỳ cũng quỳ rồi, cô Trần cũng đã mở miệng, có phải cậu nên để chúng tôi đứng dậy rồi hay không? Lâm Đào nghiến răng nói, trong mắt lóe lên hung quang. Các người đứng dậy đi, không phải là Tiểu Phàm ép các người quỳ mà. Bàn Tử xen miệng vào, cười nói. Lâm Đào nhíu mày, hai tay ấn lên vai Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt, muốn đứng dậy. Nhưng hai đầu gối như bị nhựa cao su dính chặt vào mặt đất, anh ta căn bản không khống chế được. Trong chớp mắt, sắc mặt anh ta tái mét. Anh ta là chi thứ Lâm gia, tuy không có thiên phú tu luyện, nhưng biết một số chuyện người khác không biết, ví dụ như là chú thuật. Anh ta từng thấy một công tử giang nam nhìn trúng con gái một ông già, liền đánh cược với ông già này, muốn lừa gạt con gái ông ta. Lão nhân thật sự đồng ý, nhưng điều kiện là nếu công tử này thua, gặp phụ nữ sẽ không có tiểu dây dây. Kết quả vị công tử này thua. Càng đáng sợ chính là anh ta nhìn thấy phụ nữ sẽ không có tiểu dây dây. Anh ta vừa đánh cược với Mạc Phàm, thua thì sẽ quỳ với Trần Vũ Đồng, thật sự quỳ xuống, chắc là loại chú thật như loại kia. Nếu nói như vậy, sau này anh ta không chỉ không ngủ được với Trần Vũ Đồng, vừa thấy Trần Vũ Đồng là phải quỳ xuống. Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt cũng thử, nhưng không đứng dậy được, sắc mặt hai người cũng khó coi theo. Mạc Phàm, cậu hạ chú thuật gì với chúng tôi? Tôi là người Lâm gia đó, nhanh giải nó cho tôi. Lâm Đào quát. Lâm gia cậu lợi hại như vậy, bảo người Lâm gia cậu giải giúp cậu đi, cậu có thể cút rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nếu không phải có Trần Vũ Đồng ở đây, Lâm Đào đã là người chết. Nhưng mượn Lâm Đào cảnh cáo Lâm gia trước cũng được. Lâm Đào đang dùng lực đứng dậy, đầu gối lỏng ra, cả người ngã về phía sau, ngã mạnh xuống đất, sắc mặt anh ta khó coi hơn nhiều. Lúc trước anh ta còn chưa chắc chắn lắm, hiện giờ có thể chắc chắn không nghi ngờ, Mạc Phàm đã hạ chú thuật gì đó với anh ta, cậu được lắm, chúng ta đi. Anh ta đứng dậy, trừng mắt nhìn Mạc Phàm đầy hung dữ, xoay người tức giận rời đi. Chắc chắn chuyện này không thể cứ như vậy thôi, mặc kệ vì sao Mạc Phàm hạ chú thuật, đợi Lâm gia bọn họ trả thù đi. Cậu có thể đi, nhưng hai bọn họ vẫn còn một số việc phải làm. Lâm Đào còn chưa ra cửa, Mạc Phàm nói. Trái tim Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt đập thình thịch, mặt xám như cho tàn. Vừa rồi bọn họ đánh cược không chỉ quỳ xuống với Trần Vũ Đồng, còn liếm thùng rác. Đi thôi, nói được thì phải làm được. Mạc Phàm vừa nói như vậy, ấn ký chỗ mi tâm hai người sáng lên, hai người đứng dậy đi ra ngoài, kéo cũng không kéo lại được. Không. Hai người kêu bi thương. Trên mặt Lâm Đào như bị tát mạnh, đỏ bừng, anh ta hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài. Trần Vũ Đồng và Bàn Tử cũng nhíu mày, hai người đi liếm thùng rác, hình ảnh đó chỉ nghĩ thôi đã mất mấy ngày ăn không ngon. Mạc Phàm, ba bọn họ là sao vậy? Ba người vừa rời đi, Trần Vũ Đồng tò mò hỏi. Chẳng lẽ Mạc Phàm thật sự như lời Lâm Đào nói, dùng chú pháp gì đó? Không đợi Mạc Phàm giải thích, Bàn Tử nháy mắt với Mạc Phàm vài cái, nói xen miệng vào. Thua thì phải làm theo đánh cược. Nghe nói nhân phẩm của ba tên này không được tốt lắm, nhưng cũng nguyện làm theo đánh cược. Chắc chắn Mạc Phàm dùng pháp thuật, nhưng chuyện này không tiện giải thích với Trần Vũ Đồng. Nguyện làm theo đánh cược. Lông mày Trần Vũ Đồng nhíu lại, bán tín bán nghi, rõ ràng vừa rồi ba người không tình nguyện. Tiểu Phàm, sao cậu có nhiều thư thông báo chúng tuyển châu bò như vậy? Bàn Tử vội vàng rời đề tài. Đúng vậy, sao em có nhiều thư thông báo thế? Trần Vũ Đồng cũng hỏi theo. Vừa rồi cô còn lo lắng là một đống thư trúng tuyển trường dân lập, ai biết đều là trường đại học nổi tiếng. Chuyện này sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua sấp thư trúng tuyển trên bàn. Trong những thư thông báo trúng tuyển này, chỉ có Đại học Quốc phòng Đông Hải là hắn bảo Tần Kiệt đi chuẩn bị.
Đương nhiên những thứ chúng tuyển khác không khó lý giải, y thuật của hắn khiến người ta cải tử hồi sinh, võ có thể diệt một thế lực cự phách, những trường học này nhận được một chút tin tức, muốn mời chào hắn cũng rất bình thường. Chuyện này cậu phải đi hỏi những trường học đó. Anh trai của tôi ơi, cậu đừng ra vẻ nữa. Bàn tử bĩu môi, bất mãn nói. Giống như những trường học này cầu xin cậu ta vậy, Mạc Phàm còn làm ra vẻ ngầu. Trần Vũ Đồng che miệng cười, cười tươi như hoa. Cô Trần, cô tìm em có chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Một người bạn của tôi là giáo viên trường đại học đứng top 2, tôi định để em đến đó học, nhưng bây giờ không cần nữa rồi. Vẻ mặt Trần Vũ Đồng khẽ đổi, giải thích. Khi nói chuyện, trong đôi mắt lộ ra chút mất mát không hiểu. Những trường gửi thư trúng tuyển cho Mạc Phàm đều tốt hơn cô tiến cử, quả thật không cần nữa. Trần Vũ Đồng nói xong, trên mặt bàn tử hiện lên đùa giỡn. Hai người nói chuyện đi, tôi đi toilet. Mạc Phàm nheo mắt, trong lòng khẽ động. Thư trúng tuyển trường top 2 căn bản không quan trọng với hắn, nhưng lúc này Trần Vũ Đồng còn muốn giúp hắn, đủ để thấy địa vị của hắn trong cảm nhận của Trần Vũ Đồng. Cảm ơn, sau này có chuyện gì, cô có thể gọi điện cho em. Không cần cảm ơn, tôi cũng không giúp được gì, nhưng muốn chúc mừng em lấy được nhiều thư trúng tuyển như thế, buổi trưa ăn cơm với nhau nhé. Trần Vũ Đồng hơi xấu hổ nói. Cũng được, cha em làm tiệc rượu ở nhà hàng Thiên Bình, cô đi cùng đi. Được, để tôi thay quần áo, em đợi tôi một lát. Ừm, Mạc Phàm đáp. Trần Vũ Đồng kéo mành lại, cũng không sợ Mạc Phàm nhìn lén, cởi quần áo qua tấm mành ngăn cách. Trong bức mành, tiếng sột soạt vang lên, từng bóng hình xinh đẹp chọc người xuất hiện. Lúc này, dưới lầu phòng ngủ Trần Vũ Đồng, đám Lâm Đào dựng lỗ tai nghe ngóng. Nghe thấy gì chưa? Lâm Đào nhỏ giọng hỏi. Hình như Mạc Phàm cũng mở tiệc ở nhà hàng Thiên Bình, đây không phải nơi anh làm tiệc rượu sao? Triệu Phi hỏi. Khóe miệng Lâm Đào nhếch lên, cười nham hiểm, lấy điện thoại ra bấm số. Nơi Mạc Phàm làm tiệc mừng vào đại học. Vậy mà cùng một nhà hàng với anh ta. Nếu khéo như vậy, cậu ta đừng nghĩ đến chuyện làm tiệc rượu, tôi còn khiến cả nhà cậu ta mất sạch mặt mũi. Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt cũng cười theo, Mạc Phàm khiến bọn họ quỳ xuống, còn bắt hai bọn họ liếm thùng rác, vậy để Mạc Phàm không làm được tiệc rượu đi. Nhà hàng Thiên Bình cách trường trung học Đông Hải không xa, tuy không thể so được với Hồ Đình Tâm, nhưng là một trong số những nhà hàng 4 sao không nhiều ở thành phố Đông Hải. Bình thường người có uy tín danh dự ở thành phố Đông Hải làm tiệc rượu, sẽ lựa chọn nhà hàng Thiên Bình này. Dù sao không gian ở đình Hồ Tâm quá nhỏ, nếu mời tương đối nhiều khách, thì có vẻ chen chúc. Lúc này, trong đại sảnh trang trí xa hoa ở nhà hàng Thiên Bình, một người đàn ông trung niên có vài phần tương tự Lâm Đào đang nghe điện thoại. Người đàn ông này mặc tây trang giá trị xa xỉ, trên tay còn đeo đồng hồ Rolex bản số lượng có hạn, vẻ mặt phúc hậu. Trên cái mũi cao thẳng còn để một chiếc kính mắt, trong mắt lóe lên tinh quang, làm cho người ta có cảm giác rất thông minh lanh lợi. Ông ta là cha của Lâm Đào, Lâm Thiên Bắc trưởng phòng tài vụ của tập đoàn Lâm Thị. Ông ta vốn tên là Lâm Bắc, vì biểu hiện nổi trội, tích lũy được nhiều tài phú cho Lâm gia, được ban thưởng cái tên Lâm Thiên Bắc. Được, cha biết rồi, con yên tâm đi, Đào Đào. Lâm Thiên Bắc cười mỉa nói. Khi nói chuyện, ông ta nhìn thoáng qua cha Mạc Phàm cách đó không xa, trong mắt đều là khinh thường. Bên cạnh Lâm Thiên Bắc, một người đàn ông trung niên cũng mặc tây trang, nhưng hơi cúi người xuống, tươi cười nịnh nọt. Nếu Mạc Phàm ở đây, nhất định có thể nhận ra người đàn ông này, ông ta là Tôn Thiên Bình, ông chủ nhà hàng này, giá trị con người trên triệu. Nhưng ông ta đứng bên cạnh Lâm Thiên Bắc, lại giống như một người hầu. Lâm Thiên Bắc tắt điện thoại, lạnh lùng liếc Tôn Thiên Bình một cái. Ông chủ Tôn, sắp xếp thế nào rồi? Lâm tiên sinh, hôm nay có nhiều khách quá, sắp xếp không đủ, hay là như vậy, mỗi bàn ngồi 9 người, bàn ở nhà hàng chúng tôi là bàn 12 người, ngồi 9 người sẽ không cảm thấy chen lách, ông thấy thế nào? Tôn Thiên Bình vô cùng nhiệt tình cười nói. Ông chủ Tôn, ông cảm thấy Lâm gia chúng tôi không có tiền, không trả nổi tiệc rượu ở nhà hàng Thiên Bình ông, hay là cảm thấy mặt mũi Lâm gia chúng tôi không đủ lớn? Lâm Thiên Bắc nhíu mày, không hài lòng lắm nói. Sắc mặt Tôn Thiên Bình thay đổi, lập tức tươi cười. Tuy giá trị con người ông ta trên triệu, nhưng ở trước mặt Lâm gia, không khác gì người thu mua ve chai, một câu của Lâm gia,
nhà hàng bọn họ có thể lập tức đóng cửa, ông ta dám đắc tội sao? Lâm tiên sinh nói gì vậy, chỉ dựa vào họ Lâm, có thể ăn chùa uống chùa ở nhà hàng Thiên Bình chúng tôi rồi. Lúc này khóe miệng Lâm Thiên Bắc hơi nhếch lên, cười khẽ. Ông biết được là tốt, bây giờ ông biết nói sao làm sao rồi chứ, nhưng hôm nay tiệc rượu của bạn tôi có nhiều người đến quá. Tôn Thiên Bình lộ ra chút khó xử. Nhiều người, vậy tôi hỏi ông có mấy trạng nguyên tỉnh? Lâm Thiên Bắc cười khinh thường nói. Chuyện này còn phải hỏi sao, chắc chắn là có mình Lâm công tử. Tôn Thiên Bình vội vàng nói. Gần đây nhà hàng ông ta chuẩn bị không ít tiệc mừng vào đại học, tất nhiên ông ta biết chuyện Lâm Đào là trạng nguyên tỉnh. Vậy có mấy Lâm gia? Đương nhiên là có một Lâm gia rồi. Ông biết là tốt rồi, ông xem rồi làm đi, nói cho ông biết, hôm nay Lâm gia chúng tôi mời cũng không ít khách khứa đâu, nếu lát nữa khách khứa đến đông đủ, không có chỗ để ngồi, ông đoán xem nhà hàng này của ông sẽ có kết cục gì. Đương nhiên nếu Đào Đào con tôi làm tiệc rượu ở đây rất tốt, trái lại tôi sẽ nghĩ đến chuyện hợp tác sau này giữa chúng ta. Theo tôi được biết, sau khi Vương gia ở thành phố Đông Hải các ông suy tàn, còn chưa có nhà giàu nhất đâu. Lâm Thiên Bắc nheo mắt lại, cưỡng ép cộng thêm dụ dỗ. Hai mắt Tôn Thiên Bình lập tức sáng lên, giống như nhìn thấy núi vàng núi bạc. Người khác không biết, nhưng ông ta biết rõ nhất. Trước đây Vương gia Đông Hải có thể trở thành nhà giàu có nhất ở thành phố Đông Hải, là vì có Lâm gia chống lưng. Hiện giờ Vương gia đã suy tàn, nếu ông ta có được sự ủng hộ của Lâm gia, sẽ là Vương gia tiếp theo, trước mắt là cơ hội tốt, chỉ cần ông ta hy sinh một chút là được. Lâm tiên sinh yên tâm, hôm nay nhà hàng Thiên Bình chúng tôi chỉ phục vụ Lâm gia. Tôn Thiên Bình cười nhiệt tình nói. Như vậy không còn gì tốt hơn, ông xem rồi làm đi. Lâm Thiên Bắc nâng kính, trong mắt hơi híp lại, lại nhìn thoáng qua người nhà Mạc Phàm một cái, cười đắc ý. Ông ta vốn bất mãn chuyện Mạc gia không rời khỏi nhà hàng, một tiểu gia tộc không biết tên ở Đông Hải, một ngón tay của Lâm gia Giang Nam bọn họ có thể khiến Mạc gia tan thành mây khói. Không ngờ đứa bé Mạc gia còn không cho Lâm Đào con trai ông ta mặt mũi ở trường học, vậy thì càng không cần lưu tình nữa. Lâm tiên sinh, tôi đợi tin tức tốt của ông. Tôn Thiên Bình nói xong, đi về phía cha Mạc Phàm. Thiên Bình, thế nào rồi? Cha Mạc Phàm thấy Tôn Thiên Bình đi tới, hỏi. Bạn học cũ, chỉ sợ hôm nay có chút phiền phức rồi. Tôn Thiên Bình khó xử nói. Bất luận là giọng điệu hay thái độ, hoàn toàn không giống như khi nói chuyện với Lâm Thiên Bắc, trái lại có cảm giác cao cao tại thượng. Sao lại thế này? Cha Mạc Phàm nhíu mày, hỏi. Cậu biết Lâm gia Giang Nam không? Tôn Thiên Bình hỏi. Cha Mạc Phàm hơi gật đầu, Mạc gia mở xưởng dược, có chút hiểu biết về một số gia tộc nổi tiếng ở Giang Nam. Thiếu gia Lâm gia lấy được vị trí trạng nguyên tỉnh ở thành phố Đông Hải chúng ta, hôm nay mở tiệc rượu mừng Lâm thiếu vào đại học mời rất nhiều người có uy tín danh dự tham gia, tuy nhà hàng của tôi không nhỏ, nhưng không đủ chỗ cho khách khứa Lâm gia. Cho nên, bạn học cũ, cậu xem tiệc rượu vào đại học nhà cậu có thể đổi thời gian được không? Tôn Thiên Bình bàn bạc. Ở trong mắt ông ta, Mạc gia chỉ mở xưởng dược, đâu thể so được với Lâm gia. Tuy Lâm gia không chuyên về y dược, nhưng công ty thấp nhất cũng mạnh hơn xưởng dược Mạc gia gấp bội lần. Đắc tội Mạc gia dễ hơn đắc tội Lâm gia, hơn nữa cha Mạc Phàm là bạn học cũ của ông ta, đắc tội một phen cũng không làm gì được ông ta. Cậu nói cái gì? Cha Mạc Phàm nhíu mày, sắc mặt vô cùng âm trầm. Ông là bạn học với Tôn Thiên Bình 8 năm. Tất nhiên ông biết tính cách của Tôn Thiên Bình. Ông vốn không định làm tiệc rượu vào đại học ở nhà hàng Thiên Bình, chỉ là vì quan hệ bạn học ông mới đồng ý, ai biết bây giờ Tôn Thiên Bình lại bảo ông đổi thời gian làm tiệc rượu. Bạn học cũ, chuyện này tôi cũng không có biện pháp, ai biết các cậu lại làm cùng với Lâm gia, hay là như vậy đi, tôi chiết khấu 60% cho cậu, tiệc rượu của Tiểu Phàm và Thi Vũ làm sau Lâm gia, thế nào, chỉ muộn hơn 2 tiếng thôi, có thể giảm được vài vạn đó. Tôn Thiên Bình cười nói. Mấy vạn? Cha Mạc Phàm cười lạnh lùng. Đơn đặt hàng của xưởng dược Mạc gia đã đẩy đến 3 năm sau, đừng nói ông không thiếu mấy vạn này, cho dù không có cũng không muốn đẩy thời gian ra sau. Ông đã thông báo rồi, thân thích bạn bè lập tức đến nơi, bây giờ đổi địa điểm cũng không kịp. Tôi cho cậu thêm 10 vạn tệ, cậu mở tiệc đúng thời hạn, thế nào? Cha Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Bạn học cũ, cậu có ý gì? Tôi đang bàn bạc với cậu lại lấy tiền tới đè tôi,
lúc này là tôi nói với cậu, đợi lát nữa người Lâm gia Giang Nam nói với cậu, cậu cảm thấy sẽ có hậu quả gì? Tôn Thiên Bình nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Lâm gia, cha Mạc Phàm nhíu mày, lộ ra một chút do dự. Không đợi ông mở miệng, một giọng nói lạnh lùng truyền từ bên cạnh đến. Thế nào, ông chủ Tôn, còn chưa bàn bạc xong sao? Người mở miệng không phải ai khác, đúng là Lâm Thiên Bắc. Lâm tiên sinh đợi một lát, lập tức xong ngay đây. Tôn Thiên Bình cười nịnh nọt nói. Khi ánh mắt nhìn về phía cha Mạc Phàm, ánh mắt phát lạnh. Bạn học cũ, cậu suy nghĩ thế nào, không phải chỉ là đổi thời gian làm tiệc rượu thôi sao, muộn một chút cũng không mất miếng thịt nào, nhưng chọc giận người Lâm gia, có lẽ xưởng dược của cậu không còn nữa đâu. Cha Mạc Phàm nheo mắt lại, lửa giận xuất hiện trong mắt ông. Lúc này cả nhà Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ đi tới. Cậu, làm sao vậy ạ? Lý Thi Vũ thấy vẻ mặt cha Mạc Phàm hơi giận dữ, ân cần hỏi han. Lý tiểu thư, nhà hàng này được Lâm gia Giang Nam bao hết, có khả năng tiệc rượu vào đại học của các cô không làm được hôm nay, các cô xem thế nào? Tôn Thiên Bình không nóng không lạnh giải thích. Con gái Lý Thường Thanh cục trưởng cục xây dựng, tất nhiên ông ta quen. Lâm gia Giang Nam sao? Lý Thường Thanh và Ngô Hân hít vào một hơi khí lạnh. Sao bọn họ có thể không biết Lâm gia Giang Nam được, cho dù là nhà giàu số một thành phố Đông Hải đứng trước mặt Lâm gia Giang Nam cũng là gặp sư phụ. Chỉ cần Lâm gia Giang Nam nguyện ý, cánh tay có thể biến một tên ăn mày thành nhà giàu số một Đông Hải, ngửa tay có thể biến bất kỳ một gia tộc nào ở Đông Hải thành nghèo rất mồng tơi, đây là sức mạnh của Lâm gia Giang Nam. Nếu thiếu gia Lâm gia làm tiệc rượu vào đại học ở đây, hay là chúng ta đổi thời gian đi? Ngô Hân gần như không do dự, nói. Mạc Phàm lợi hại đến mấy, cũng chỉ nổi tiếng ở một nơi nhỏ bé như Đông Hải. Đến Giang Nam căn bản không có ai biết, vẫn nên thức thời một chút tốt hơn, không cần thiết phải vì một bữa cơm mà đắc tội Lâm gia. Lý Thường Thanh không mở miệng, chau mày nhìn về phía cha Mạc Phàm. Quốc Hoa, cậu xem thế nào? Loại chuyện này ông ta không phát biểu ý kiến tốt hơn, nhớ đâu chọc giận Lâm gia, ông ta không bảo vệ được cái ghế cục trưởng cục xây dựng này mất. Tôn Thiên Bình nheo mắt lại, vẻ mặt tươi cười giả nhân giả nghĩa, vỗ bả vai cha Mạc Phàm. Bạn học cũ, hay là như vậy đi, tiệc rượu vào đại học của các cậu tôi sẽ sắp xếp sau Lâm gia, đến lúc đó cho dù Bạch gia, Mộc gia Giang Nam muốn cướp cũng phải đứng sau, tôi tuyệt đối không nhượng bộ, thế nào? Tôn Thiên Bình thề son sắt nói. Lâm Thiên Bác ở bên cạnh khẽ nhếch miệng, cười tươi. Ông chủ Tôn, trong số khách khứa tôi mời cũng có Mộc gia và Bạch gia. Nếu những lời này của ông để bọn họ nghe thấy, nhà hàng này của ông. Nếu như bọn họ thật sự làm tiệc rượu ở nhà hàng tôi, nói sau đi. Tôn Thiên Bình cười ha ha nói, ngụ ý của ông ta là, nếu đại gia tộc khác đến đây, Mạc gia sẽ phải tiếp tục nhường. Cha Mạc Phàm vốn đã đầy một bụng lửa giận, nghe thấy những lời Tôn Thiên Bình nói càng nhíu mày chặt hơn. Đã hẹn nhà hàng trước nửa tháng rồi, hôm nay là sinh nhật Thi Vũ, lại là ngày đầu tiên Mạc Phàm xuất quan. Đối phương là Lâm gia, bọn họ liền phải nhượng bộ, vậy chẳng phải những tiểu dân như bọn họ nhìn thấy đại gia tộc đại thế gia, đều phải nhường sao? Người khác sẽ nhường, nhưng Mạc gia ông sẽ không. Không cần, nếu đã hẹn là trưa hôm nay, không thể thay đổi thời gian. Bạn học cũ cậu, lúc này sắc mặt Tôn Thiên Bình rất khó coi, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Ông ta biết cha Mạc Phàm rất ngang ngược, không ngờ lại ngu ngốc đến thế. Đừng nhìn Lâm gia ở Giang Nam, nếu bọn họ muốn diệt Mạc gia thì rất dễ dàng. Tươi cười trên mặt Lâm Thiên Bắc cứng đờ, nhưng lập tức lại giãn ra. Vị tiên sinh này, ông không chịu cho Lâm gia chúng tôi mặt mũi sao? Giọng điệu ông ta như hoàng đế thời cổ đại chất vấn dân nghèo, cảm giác cao cao tại thượng đập vào mặt. Xung quanh mọi người đã đến nhà hàng nghe thấy tranh chấp, đi từ trong phòng tiếp khách ra. Đây không phải là Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ Hoa hậu giảng đường sao, sao bọn họ lại tranh chấp với nhà Lâm Đào thế? Có người là bạn học Lâm Đào mời đến nói. Hình như Mạc Phàm và Lý Thi Vũ cũng làm tiệc rượu ở trong này, cho nên xảy ra xung đột với nhà Lâm Đào. Một người giải thích, xung đột với nhà Lâm Đào làm gì, nhưng lại không tốt hơn sao, Lâm Đào không chỉ là người Lâm gia ở Giang Nam, còn là Trạng Nguyên tỉnh, có gì để tranh đây? Một người khác nói rất đương nhiên. Chết vì sĩ diện, khổ thân. Lâm gia này cũng quá bá đạo rồi.
cũng có người bất mãn nói. Dạo này ai mà chẳng sĩ diện, người nào nhường thì người đó mất mặt. Lâm gia bá đạo thì sao chứ, người ta có bản lĩnh này, ở Đông Hải chỉ có Tần gia mới tranh được với Lâm gia thôi. Đợi xem kịch vui đi. Lâm Thiên Bắc mới mở miệng, Tôn Thiên Bình lạnh lùng liếc cha Mạc Phàm một cái, vẻ mặt như xem trò hay. Bạn học cũ, vị này là Lâm Thiên Bắc tiên sinh Lâm gia ở Giang Nam, tự cậu nhìn mà làm đi. Sắc mặt cha Mạc Phàm như thường, không đợi ông mở miệng, Lý Thi Vũ nói. Cậu tôi không quen ông đúng không, vì sao phải nể mặt ông? Lý Thi Vũ mới mở miệng, sắc mặt Lý Thường Thanh và Ngô Hân thay đổi. Thi Vũ, người lớn nói chuyện, đâu đến lượt con sen miệng vào. Ngô Hân khiển trách. Hửm. Lâm Thiên Bắc nhướng mày, không thèm nhìn Ngô Hân, liếc mắt nhìn Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ một cái, hai mắt hơi sáng lên, cực nóng xuất hiện trong mắt ông ta. Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ mặc trang phục tình nhân, trên đầu đội mũ lưỡi trai, nửa trên mặc áo phông màu trắng, lộ hết dáng người lồi lõm, phía dưới là quần vận động màu đỏ. Phong cách vận động đơn giản, không chỉ khiến người ta cảm thấy tràn đầy thanh xuân, còn khiến người ta có cảm giác dưới bộ ngực cao ngất đều là chân. Eo còn ong mông vểnh, mặt ửng hồng như hoa đào, làn da như mỡ đông, không kém đại minh tinh chút nào. Tuy không phải là chị em, nhưng mang về dạy dỗ một phen, chắc chắn rất tuyệt. Quả thật tôi không quen các cô, nhưng tôi là hàng xóm với cục trưởng lưu bộ vệ sinh, rất quen thuộc với cục trưởng cục xây dựng tỉnh, thường xuyên chơi cờ ăn cơm, lát nữa hai bọn nhỏ sẽ tới tham dự tiệc rượu của con tôi. Nếu bọn họ đến đây, lại phát hiện không có chỗ ngồi trống, các cô cảm thấy sẽ thế nào? Lâm Thiên Bắc không hoảng hốt không loạn nói. Sắc mặt cha Mạc Phàm và Lý Thường Thanh thay đổi theo. Xưởng dược nhà bọn họ thường xuyên qua lại với bộ vệ sinh, có một số thủ tục nếu bộ vệ sinh không phê chuẩn, sản xuất ra thuốc cũng không bán được. Còn cục trưởng cục xây dựng tỉnh Lâm Thiên Bắc nói là lãnh đạo trực tiếp của Lý Thường Thanh, chỉ một câu nói có thể ném ông ta về tiểu huyện. Bạn học cũ, cậu nghĩ xong chưa? Tôn Thiên Bình nhìn chằm chằm cha Mạc Phàm, cười khinh thường nói. Mấy chữ rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt viết ở trong mắt ông ta. Sớm nhường chỗ là được, phải đợi Lâm Thiên Bắc nói ra tên mấy đại nhân vật, mới biết điều lùi về sau. Lúc này có người kêu lên. Trạng Nguyên đến rồi. Một chiếc xe Lincoln đỗ bên ngoài nhà hàng, đám Lâm Đào bước xuống xe, đi tới. Cha, làm sao vậy? Sao có nhiều người như thế? Lâm Đào liếc mắt nhìn đám Lý Thi Vũ bên cạnh, vốn là vui vẻ, giả mù sa mưa hỏi. Không có gì, xảy ra chút xung đột ở nhà hàng, giải quyết nhanh thôi. Lâm Thiên Bắc cười nói. Cha, bọn họ đều là bạn học của con, cha không thể bắt nạt bọn họ. Lâm Đào cười nói, giả bộ làm người hiền lành. Anh ta mới mở miệng, lập tức có người giơ ngón cái với Lâm Đào. Trạng Nguyên đúng là Trạng Nguyên. Không chỉ học tập giỏi, nhân phẩm cũng là số một. Có người tán thưởng nói. Hóa ra là bạn học của con, cha thật sự không biết. Lâm Thiên Bắc giả bộ hơi bất ngờ nói. Một tay ông ta nâng cằm, suy nghĩ một lát. Như vậy đi, nếu là bạn học, tôi sẽ không lấy Lâm ra đè ép các người. Chỉ cần thư trúng tuyển của các người hơn con tôi sẽ nhường nhà hàng cho các người, tìm nơi khác, được chưa? Xung quanh lập tức có người cười trộm, nhìn về phía đám cha Mạc Phàm. So thư chúng tuyển sao? So chuyện này với Lâm Đào, chắc chắn Trạng Nguyên tỉnh được trường tốt nhất, ngành đứng đầu rồi. Nếu như là tôi sẽ lập tức nhường lại, Lâm gia người ta đã nhường một bước, không lấy bối cảnh gia tộc đè bọn họ, đã coi trọng bọn họ lắm rồi, còn ở đây mà mất mặt xấu hổ. Một người khách của Lâm gia khinh bỉ nói. Ai nói không phải chứ? Một người khác phụ họa nói. Sắc mặt cha Mạc Phàm trầm xuống. Thành tích của Lý Thi Vũ không tệ, thi được trường đại học Phục Sáng ở Giang Nam. Mạc Phàm không tham gia thi vào trường cao đẳng, nhưng ông biết Mạc Phàm được Tần gia cử đi học Đại học Quốc phòng Đông Hải. Hai trường đều coi như không tệ, nhưng so với lớp thực nghiệm Đại học Hoa Thanh của Lâm Đào, thì kém xa. Bạn học cũ, Lâm Tiên Sinh đã nói với cậu như vậy, cậu còn tranh làm gì? Tôn Thiên Bình âm dương quái khí nói. Cha Mạc Phàm nhíu mày thành chữ hỏa. Quả đấm cũng nắm chặt lại. Ở đây chỉ có vẻ mặt Lâm Đào với Triệu Phi, Đinh Tuấn Kiệt ngẩn ra, biểu cảm mơ màng. Nhất là Lâm Đào, da đầu anh ta run lên. Anh ta không nói cho cha anh ta biết qua điện thoại, anh ta bị Mạc Phàm làm mất mặt như thế nào.
ai biết cha vừa đi lên, liền muốn so thư trúng tuyển, chuyện này không khác gì va vào họng súng. Anh ta đã đụng vào một lần, cha anh ta lại còn nhào lên. Cha, chúng ta đổi so thứ khác đi. Lâm Đào ra vẻ trấn định nói. Khi anh ta nói chuyện toàn thân nổi đầy da gà, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trên trán xuống, giống như dây cáp trên vách núi đen 100 mét. Chỉ cần Mạc Phàm vừa tới, dây cáp này sẽ bị cắt đứt. Lâm Thiếu, cậu sợ cái gì, cậu là Tráng Nguyên Tỉnh, còn sợ so thư thông báo trúng tuyển với người khác sao? Tôn Thiên Bình cười nịnh nọt nói. Sắc mặt Lâm Đào âm u, anh ta không thể nói cho cha biết, Mạc Phàm có 21 thư thông báo trúng tuyển, trong đó có không ít thư trúng tuyển trâu bò hơn anh ta. Thế nào, vị tiên sinh này, các ông muốn so một lần không? Lâm Thiên Bắc vô cùng tự tin nói với cha Mạc Phàm. Cả nhà hàng yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người lại nhìn về phía cha Mạc Phàm. Không đợi cha Mạc Phàm trả lời, một giọng nói truyền từ cửa đến. Ông chắc chắn muốn so thư trúng tuyển sao? Không ít người nhìn về phía người vừa nói, nhíu mày. Người này là ai? Bọn họ còn tưởng là đại nhân vật nào đó, không ngờ chỉ là hai đứa con nít và một đại mỹ nữ. Sắc mặt Lâm Đào lập tức trắng bệch, anh ta muốn ngăn cản cha, nhưng cảm giác như bị trúng ma thuật, động cũng không động được, nói cũng không nói nên lời. Không chỉ có anh ta, Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt cũng như vậy, sắc mặt bọn họ trắng bệch đứng tại chỗ, như gặp phải quỷ. Tiểu Phàm. Lý Thi Vũ thấy là Mạc Phàm, có chút kích động chạy tới. Đã lâu không gặp, Mạc đại soái ca. Lưu Phỉ Phỉ chớp chớp mắt, cười nghịch ngợm nói. Hai bọn họ mặc đồ tình nhân, một trái một phải đứng cạnh Mạc Phàm, rất dễ gây sự chú ý. Đã lâu không gặp, hai vị đại mỹ nữ. Mạc Phàm nhìn chị họ và Lưu Phỉ Phỉ, cười nhạt nói. Đây là có chuyện gì thế, Thi Vũ? Trần Vũ Đồng nhìn lướt qua nhiều người trong đại sảnh, tò mò hỏi. Lâm gia muốn chúng em ra khỏi nhà hàng, làm tiệc rượu vào đại học cho Lâm Đào. Lý Thi Vũ bĩu môi nói. Chuyện này chỉ sợ. Lông mày Trần Vũ Đồng nhíu lại, lộ ra một chút lo lắng. Cô từng dạy học ở Giang Nam, biết Lâm gia Giang Nam đáng sợ thế nào. Lúc trước Mạc Phàm khiến Lâm Đào quỳ xuống, chỉ sợ Lâm Đào cố ý trả thù. Yên tâm đi, cho dù là Tống gia Giang Nam cũng không đuổi được chúng ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, đi về phía Lâm Thiên Bắc. Một màn này kiếp trước hắn từng trải qua rồi, đã đủ rồi. Lần này hắn còn có thể để Lâm gia thực hiện được sao? Hắn nheo mắt lại, hàn quang lóe lên, đảo qua Lâm Thiên Bắc và Tôn Thiên Bình, ánh mắt sắc bén không ít. Lâm Thiên Bắc, ông chắc chắn muốn so thư trúng tuyển với tôi sao? Những lời này vừa vang lên, không ít người xung quanh lắc đầu, trong đó có không ít người là bạn học của Mạc Phàm. So thư trúng tuyển với Trạng Nguyên, đây không phải là đùa giỡn đại đao trước mặt quan lão ra sao? Hình như Mạc Phàm không tham gia thi vào trường cao đẳng, cậu ta lấy đâu ra thư thông báo trúng tuyển. Cha Mạc Phàm nhíu mày, nhưng không ngăn cản. Tiểu Phàm, đừng kích động, Lâm gia là Tráng Nguyên Tỉnh đó. Ngô Hân nhỏ giọng nhắc nhở. Nếu là trước đây, chắc chắn giọng điệu của Ngô Hân rất chanh chua, nhưng trước đó từng thấy sự lợi hại của Mạc Phàm, hiện giờ bà ta nói chuyện với Mạc Phàm khách sáo hơn nhiều. Lâm Thiên Bắc khẽ nhếch miệng, cười khinh thường. Cha đều đã không có biện pháp, con đến thì có ích lợi gì sao? Thế nào, cậu muốn so với Đào Đào nhà tôi một lần sao? Ông sợ à? Mạc Phàm hỏi. Sợ sao? Lâm Thiên Bắc lắc đầu, dạo này khẩu khí của người trẻ tuổi lớn thật. Ông ta thân là người Lâm gia, có thứ gì khiến ông ta sợ sao? Tiểu Phàm, cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Tôn Thiên Bình cười khinh thường nói. Ông có biết các ông đang nói chuyện với ai không, Tôn Thiên Bình? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hửm, Tôn Thiên Bình nhíu mày, lộ ra bất mãn. Bạn học cũ, sao con trai cậu lại nói chuyện như vậy, dù sao tôi coi như là chú cậu ta, không biết lớn nhỏ, cho dù vào được đại học thì phải làm thế nào đây? Tôn Thiên Bình vinh mặt hất hàm sai khiến nói. Cha Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra chán ghét. Sao ông không nhìn ra? Tôn Thiên Bình hoàn toàn đứng về phía Lâm gia, căn bản không coi ông là bạn học cũ. Hai chữ bạn học bỏ đi, gọi tôi là Lão Mạc được rồi. Đồng tử Tôn Thiên Bình co rụt lại, lộ ra sắc bén. Bình thường ông ta ít liên lạc với Mạc gia chỉ có một xưởng dược nhỏ mà thôi,
không biết vì nguyên nhân gì mà trả được hết nợ nần, nhưng tài sản còn kém ông ta nhiều lắm, cũng dám nói chuyện với ông ta như vậy. Nếu Mạc Quốc Hoa khách sáo với ông ta một chút, có lẽ ông ta còn nói giúp Mạc gia, nếu như vậy, vậy đừng trách ông ta trở mặt. Lâm tiên sinh, bạn học này của tôi quyết tâm đối phó với Lâm gia ông, tôi cũng không khuyên được, ông xem rồi làm đi. Tôn Thiên Bình nói. Nói hay lắm. Lâm Thiên Bắc cười khẽ, căn bản không để Mạc Phàm vào mắt. Tiểu bằng hữu, chỉ cần cậu lấy một lá thư chúng tuyển ra, mặc kệ là của cậu hay không, chúng tôi đều có thể nhường nhà hàng này. Nhà hàng này vốn là Mạc gia tôi đặt trước. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nhà hàng này vốn do nhà bọn họ đặt trước, nói đoạt là đoạt ngay, nói buông tha là buông tha, đâu đơn giản như vậy. Hửm. Lâm Thiên Bắc nhướng mày, Mạc Phàm vừa nói như vậy, trái lại hai mắt ông ta sáng lên. Như vậy đi, nếu cậu thắng, tôi sẽ nhường nhà hàng này, tôi và con tôi sẽ bưng trà rót nước giúp các cậu, nếu các cậu thua, ba bọn họ phải bồi rượu cho chúng tôi, thế nào? Lâm Thiên Bắc chỉ vào Lý Thi Vũ, Lưu Phỉ Phỉ và Trần Vũ Đồng nói. Ông ta không tới Đông Hải nhiều lắm, không ngờ vừa tới đã gặp ba mỹ nữ cực phẩm. Nếu như kéo ba bọn họ lên trên giường, một chuyến này tới Đông Hải đúng là không vô ích. Lâm Thiên Bắc vừa nói xong, Tôn Thiên Bình và phần lớn đàn ông ở đây lộ ra vẻ đăm chiêu. Tiểu Phàm, đây không phải trò chơi trẻ con, còn dám chơi không? Tôn Thiên Bình nở nụ cười dâm đãng hỏi. Mạc Phàm nhìn lướt qua đám Lâm Đào khóc không ra nước mắt, cười khẽ, rời mắt nhìn Trần Vũ Đồng. Tôi không thành vấn đề. Trần Vũ Đồng dịu dàng nói. Tôi cũng không thành vấn đề. Lý Thi Vũ nói theo. Cô không biết Mạc Phàm lấy đâu ra tự tin như vậy, nhưng cô lớn lên với Mạc Phàm, chuyện không nắm chắc Mạc Phàm sẽ không làm. Mạc đại soái ca, tôi cũng ủng hộ anh, cố lên đó. Lưu Phỉ Phỉ híp mắt, nắm chặt tay trắng như phấn, làm nũng nói. Được. Mạc Phàm cười khẽ. Thêm ông nữa, nếu các người thua, ba người các ông đều quỳ bưng trà rót nước cho chúng tôi, ông dám chơi không? Mạc Phàm nói với Tôn Thiên Bình. Kiếp trước trong tiệc rượu vào đại học, sở dĩ nhà bọn họ chịu nhục nhã, cũng có phần của Tôn Thiên Bình này, tất nhiên không thể thiếu ông ta. Tôn Thiên Bình nhíu mày, lập tức giãn ra, nịnh nọt nói. Lâm tiên sinh, hôm nay tôi phải liều mình bồi quân tử rồi. Ông ta biết thành tích của Mạc Phàm, nhưng Tráng Nguyên Tỉnh chỉ có một, sao có thể sẽ thắng, nhân cơ hội này, nói không chừng ông ta có thể bám vào sợi dây là Lâm gia. Tiểu tử, lấy thư trúng tuyển của cậu ra đây. Lâm Thiên Bắc cười nói. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Chuyện này còn so cái rắm, chắc chắn là thua, hoàn toàn là tặng không ba mỹ nữ cho Lâm gia. Ai nói không phải chứ? Tiểu tử này đúng là điên rồi, đáng tiếc cho ba mỹ nữ kia. Xung quanh tràn đầy tiếng nghị luận, cơ bản không ai coi trọng Mạc Phàm. Lâm Thiên Bắc và Tôn Thiên Bình khẽ nhếch miệng, cười đắc ý, giống như nhìn thấy bộ dạng thua thảm hại của Mạc Phàm. Trên mặt đám cha Mạc Phàm tràn đầy vẻ lo lắng, lớp thực nghiệm Đại học Hoa Thanh là trường học tốt nhất ở Hoa Hạ, gần như là không thể thắng, trừ phi là trường nước ngoài. Nhưng thi những trường trong nước cũng rất khó khăn, Mạc Phàm bế quan trong biệt thự 8 tháng, sao có thể nhận được thư thông báo trúng tuyển? Mạc Phàm cười khinh thường, hắn đang định gọi bàn tử lấy giấy thông báo trúng tuyển ra. Két! Tiếng xe phanh gấp truyền đến, một chiếc xe chuyển phát nhanh dừng trước cửa nhà hàng, một mỹ nữ mặc trang phục chuyển phát nhanh cầm một xấp thư đi tới. Xin hỏi Mạc Phàm Mạc tiên sinh lớp 2 năm 3 trường trung học Đông Hải có ở đây không? Mỹ nữ nhìn thấy nhiều người như vậy, có chút nhút nhát hỏi. Là tôi, tìm tôi có chuyện gì? Mạc Phàm nhướng mày nói. Nghe thấy câu này, vẻ mặt cô gái vui mừng phát khóc, giống như nhìn thấy người thân thất lạc nhiều năm của mình. Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu, tôi tìm cậu rất vất vả đó. Những chuyển phát nhanh trong tay cô đều yêu cầu người nhận tự tay ký nhận, nhưng cô chỉ viết Mạc Phàm học lớp 2 năm 3 trường trung học Đông Hải, không có số điện thoại di động, cũng không có địa chỉ gia đình. Cô đến trường trung học Đông Hải tìm nhiều lần, chân đều đi đến gãy rồi, kem chống nắng cũng phải dùng mấy hộp, đều không tìm được Mạc Phàm. Nếu những thứ này không chuyển phát đi, cô sẽ bị trừ lương. Tháng này cô có không ít thân thích kết hôn đỗ đại học, lại trừ lương tháng sau cô phải ăn đất rồi. Cô vốn đã không ôm hy vọng, bất ngờ nhìn thấy trên bảng bên ngoài nhà hàng viết, chúc mừng Mạc Phàm, Lý Thi Vũ có tên trên bảng vàng,
liền đi chữ ngựa chết thành ngựa sống, ai biết Mạc Phàm thật sự ở đây. Tìm tôi có chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Hắn không biết vị mỹ nữ này. Những thứ này là thư trúng tuyển của cậu, đều gửi từ nước ngoài tới, cậu đưa chứng minh thư của cậu cho tôi xem một chút, ký tên vào đây cho tôi sẽ đưa hết cho cậu. Mỹ nữ này lau mồ hôi, vội vàng nói. Vị mỹ nữ này chỉ nói một câu, ở đây có không ít người sửng sốt, không ít người cảm thấy kỳ lạ. Tươi cười trên mặt Lâm Thiên Bắc và Tôn Thiên Bình cứng đờ, sắc mặt âm u hơn. Lớp thực nghiệm Đại học Hoa Thanh xem như tốt nhất ở trong nước, nhưng ở quốc tế không phải là thứ nhất. Harvard, Cambridge, Oxford, Massachusetts, vân vân, đều lợi hại hơn Thanh Hoa nhiều. Hơn nữa nghe nói muốn thi vào trường học này, vô cùng khó khăn với học sinh Hoa Hạ. Đầu tiên phải qua TOEFL hay TOEIC, sau đó xin trước thời hạn một năm, sau đó còn tham gia STA ở nước ngoài, tương tự thi vào trường cao đẳng thành tích rất cao mới có cơ hội đến nước ngoài học đại học. Thư trúng tuyển ở nước ngoài, cô có nhầm không? Tôn Thiên Bình hỏi. Sao có thể lầm được? Mỹ nữ chuyển phát nhanh nói. Những túi chuyển phát đều là trường học chuyên dùng, bên trên còn tên và khoa của trường. Với kinh nghiệm làm việc nhiều năm của cô, chắc chắn là thư trúng tuyển. Không chỉ không sai, còn đều là trường học tốt, đây là khoa y Đại học Harvard, đây là khoa lâm sàng Oxford, đây là Massachusetts, có khoảng 10 cái, cậu nhận lấy đi. Vị mỹ nữ này nói một hơi mấy trường. Tôi nói này, cậu quá lợi hại rồi, tôi cảm thấy Lâm Đào Trạng Nguyên tỉnh cũng không thể so được với cậu, ngay cả là cặn bã cũng không được tính. Vị mỹ nữ này không biết Lâm Đào ở bên cạnh, thuận miệng nói. Rõ ràng chỉ là vài câu đơn giản mà thôi, như có mấy đạo sét đánh vào người Lâm Thiên Bắc, đám Tôn Thiên Bình, cuối cùng còn thuận tay cho Lâm ra một nhát. Trong lúc này, sắc mặt Lâm Thiên Bắc như gan heo bị phơi nắng mấy ngày, vô cùng khó coi. Tôn Thiên Bình giống như bị đánh ngốc, mãi mà không phản ứng kịp. Xung quanh, toàn bộ mọi người đều sửng sốt, không nói nên lời. Nhất là Trần Vũ Đồng, Bàn Tử, Lâm Đào, Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt. Bọn họ nhìn thấy 21 thư thông báo trúng tuyển ở Hoa Hạ của Mạc Phàm đã đủ khiếp sợ rồi, hiện giờ lại tới 10 thư trúng tuyển đứng đầu ở nước ngoài. Đây đâu chỉ là lợi hại, quả thực như sét đánh mang theo tia lửa, bùng nổ rồi. Nếu như có người ngoài hành tinh, nói không chừng cũng sẽ gửi thư trúng tuyển cho Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cũng có chút bất ngờ, nhưng lập tức thoải mái hơn. Những trường nước ngoài đều là trường y, xem ra tứ tham thang đã được bán ở nước ngoài. Bọn họ bị sao vậy? Mỹ nữ này cảm nhận được bầu không khí khác thường xung quanh, một tay để trên môi, tò mò hỏi. Hắn lấy chứng minh thư ra đưa cho mỹ nữ này, cười khẽ. Không có gì, có thể là bị cô dọa sợ. Bị tôi dọa sợ. Vẻ mặt mỹ nữ mờ mịt, bộ dạng cô cũng không xấu, tiểu ca theo đuổi cô có thể xếp thành một hàng. Sao có thể dọa người khác? Làm sao có thể, chắc chắn là bị cậu dọa sợ, một người cầm nhiều thư thông báo trúng tuyển như thế, cho dù không bị cậu dọa chết, cũng dọa ra bệnh tim. Cô nhìn chứng minh thư của Mạc Phàm một cái rồi trả lại cho Mạc Phàm, phản đối. Cũng tạm, những thứ này chỉ là một phần trong đó. Mạc Phàm khiêm tốn nói, liếc mắt ra hiệu với Bàn Tử. Bàn Tử ngầm hiểu, lấy 21 thư thông báo trúng tuyển ra. Ở đây còn một đống nữa này. Bùm! Thư thông báo trúng tuyển Đại học Hoa Thanh, Đại học Thủ đô và 20 trường đứng đầu Hoa Hạ được ném lên trên bàn, để trước mặt toàn bộ mọi người, ngoại trừ Đại học Thủ đô, trên những thư trúng tuyển khác đều viết tên Mạc Phàm. Những người này vốn kinh ngạc tới cực điểm, Bàn Tử lại lấy ra những thư trúng tuyển này, giống như lại rót thêm một chậu dầu nóng vào trong lửa lớn, làm lửa cháy to hơn. Chuyện này quá trâu bò rồi. Có người hít sâu một hơi khí lạnh nói. Trạng Nguyên tỉnh cũng không có loại đãi ngộ này đâu. Có người nhỏ giọng nói. Tôi thấy hơi choáng váng. Có một người bị bệnh cao huyết áp nói, vội vàng lục tìm thuốc trong túi. Ngay cả cha Mạc Phàm, đám Lý Thường Thanh cũng vô cùng kinh ngạc, lo lắng lập tức biến mất. Vẻ mặt Lâm Thiên Bắc và Tôn Thiên Bình đã đủ khó coi, lúc này càng giống như bị người ta tát mạnh mấy cái, trên mặt là nóng rát. Cho dù không có những thư thông báo trúng tuyển ở nước ngoài, Mạc Phàm chỉ dựa vào 21 thư thông báo trúng tuyển trong nước, cũng lợi hại hơn con trai ông ta nhiều. Ông ta đâu nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản chính là lao vào chỗ chết.
chẳng trách tiểu tử kia bình tĩnh như thế, ngay cả ba mỹ nữ kia cũng đồng ý không chút do dự. Ông ta nghiến răng, nhíu mày thành hình chữ hỏa. Tôn Thiên Bình lấy một chiếc khăn tay ra lau mồ hôi, nhưng mồ hôi vẫn rơi xuống không ngừng. Cậu, cậu là người địa cầu sao? Sao tôi có cảm giác Trạng Nguyên tỉnh không bằng một góc của cậu? Vị mỹ nữ kia che miệng, kinh ngạc nói. Lúc cô thi đại học, mệt sống mệt chết mới vào được trường hạng 2. Vậy mà tiểu soái ca này cầm 31 thư thông báo trúng tuyển trong và ngoài nước, chuyện này khiến người khác sống thế nào đây, Trạng Nguyên tỉnh cũng kém xa. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Đây là Trạng Nguyên tỉnh, đây là cha của Trạng Nguyên tỉnh. Mạc Phàm chỉ vào Lâm Đào và Lâm Thiên Bắc nói. Một câu giống như quả bom tấn ném vào trong núi lửa bùng nổ. Bùm, nham thạch nóng chảy phun ra ầm ầm, xông thẳng về phía chân trời. Lâm Thiên Bắc nắm chặt tay, có kích động muốn thổ huyết. Tuy ông ta là chi thứ Lâm gia, nhưng địa vị của ông ta, gia tộc Đông Hải có thể so được sao? Trừ chuyện đó ra, ông ta còn là trưởng phòng tài vụ của tập đoàn Lâm Thị, nắm giữ mấy trăm triệu tài sản ở Lâm gia, hiện giờ được đặc cách tăng lên làm trực hệ Lâm gia, địa vị lập tức tăng lên rất nhiều. Cho dù là cục trưởng gì đó ở tỉnh Giang Nam, nhìn thấy ông ta cũng phải khách sáo. Ai biết ở nơi chật hẹp nhỏ bé như thành phố Đông Hải, lại bị một gia tộc vô danh làm mất mặt. Mà làm những chuyện này, lại là một đứa bé chưa đầy 20 tuổi. Một phát là thành công ngay, ông ta hơn 30 tuổi đã ngồi vị trí trưởng phòng tài vụ của tập đoàn Lâm Thị, người thua trên tay ông ta vô số kể, nhưng ông ta lại bại bởi một đứa bé, còn thua thảm hại đến thế. Nhục nhã thâm sâu hóa thành lửa giận dậy sóng, mãnh liệt trong lòng ông ta. Mỹ nữ chuyển phát kia há to miệng, mãi mà không khép lại, trên khuôn mặt tinh xảo đều là sợ hãi, lo lắng và ảo não. Cô không ngờ Trạng Nguyên tỉnh và cha của Trạng Nguyên tỉnh mà cô nói ở ngay trước mặt mình, cô ước gì có thể vả miệng mình vài cái. Sao cô còn to miệng như vậy chứ? Bọn họ thật sự là Trạng Nguyên tỉnh và cha Trạng Nguyên tỉnh sao? Mỹ nữ chuyển phát nhanh ôm trong lòng chút may mắn hỏi, nhỡ đâu tiểu soái ca này trêu chọc cô thì sao? Đúng vậy. Mạc Phàm cười khẽ. Mỹ nữ chuyển phát lập tức có cảm giác chết tâm, cô vì miệng rộng mà gặp rắc rối không ít lần, nhưng mà vẫn không bỏ được miệng rộng. Vậy bây giờ tôi chạy trốn, còn kịp không? Chắc không còn kịp rồi, nhưng cô không cần phải trốn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Một gia tộc sắp bị diệt, căn bản không cần phải e ngại. Kiếp trước Lâm gia hại nhà bọn họ thảm hại như vậy, Lâm gia đúng là gia tộc sắp bị diệt. Tôi vẫn nên chạy thôi, tạm biệt tiểu soái ca. Đôi mắt mỹ nữ chuyển phát nhanh khẽ đảo, quyết đoán rời đi. Mạc Phàm không ngăn cản, hắn giơ tay giải trừ pháp thuật trên người đám Lâm Đào, rời mắt nhìn Lâm Thiên Bắc. Ông thua, nên làm thế nào đây, không cần tôi nhiều lời đúng không? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Lâm Thiên Bắc chừng Mạc Phàm một lát, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Tôi thua thì sao? Cậu thực sự cảm thấy một gia tộc vô danh ở Đông Hải như nhà cậu, có thể nhận nổi người Lâm gia tôi bưng trà rót nước sao? Giọng nói như hổ gầm lập tức khiến hô hấp không ít người bị kiềm hãm. Quả thật Lâm Thiên Bắc thua, mà thua vô cùng thảm hại, nhưng cho dù Lâm Thiên Bắc bưng trà rót nước cho Mạc gia dám nhận sao? Bảo Lâm gia bưng trà rót nước cho Mạc gia, giống như bảo Hoàng đế đấm lưng cho một tên quan thất phẩm tép diêu, chỉ dọa có thể dọa chết quan thất phẩm tép diêu rồi. Cho nên cho dù Lâm Thiên Bắc thua, Mạc gia cũng không có thắng. Ở trước mặt Lâm gia cự phách như vậy, thắng mới là cái tội. Lâm gia này đúng là nói không giữ lời. Có người bất mãn nói. Người ta không giữ lời thì sao, chữ tín là dây thường trói buộc người bình thường, không có tác dụng trước mặt một số gia tộc cự phách. Sắc mặt Tôn Thiên Bình ở bên cạnh hơi dịu đi, trên mặt lại treo tươi cười tiểu nhân đắc ý. Trên mặt Lâm Đào là âm tình bất định. Có chút sợ hãi. Ba bọn họ đã quỵt nợ khi ở trong phòng Trần Vũ Đồng, nhưng bọn họ vẫn không thể khống chế quỳ xuống với Trần Vũ Đồng, nói không chừng cha anh ta cũng như vậy, thậm chí còn thảm hại hơn. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, sắc mặt như thường. Ý của ông là ông muốn quỵt nợ sao? Lâm Thiên Bắc cười lạnh lùng, vẻ mặt khinh thường. Bảo Lâm gia chúng tôi nhận nợ, cậu phải có bản lĩnh đó, cậu có sao? Không ít người lắc đầu. Có thể nói Lâm gia chiếm nửa bầu trời Giang Nam, đúng là không tìm được mấy người có thể khiến Lâm gia nhận nợ. Các ông cũng quá khinh người quá đáng rồi. Bàn tử bất mãn nói.
thua không nhận thua, còn nói rất đúng lý hợp tình, anh ta chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy. Lâm Thiên Bắc cười khinh thường, người mạnh vì nguyên nhân có thể bắt nạt kẻ yếu mà trở thành người mạnh, kẻ yếu sẽ bị người ta bắt nạt từ nhỏ. Cậu đã nói như vậy, vậy tôi còn có thể khinh người quá đáng hơn chút nữa. Trong mắt ông ta hiện lên hung ác nham hiểm, rời mắt nhìn Tôn Thiên Bình. Ông chủ Tôn, nơi này là nhà hàng của ông, hẳn là do ông định đoạt. Tôn Thiên Bình nhướn mày, trong chớp mắt hiểu rõ ý của Lâm Thiên Bắc. Đương nhiên là do tôi định đoạt. Ông biết nên làm sao rồi chứ? Lâm Thiên Bắc cười hỏi. Tôi đã biết. Tôn Thiên Bình gật đầu lấy lòng, khi nhìn về phía người nhà Mạc Phàm, ánh mắt trở nên phát lạnh. Ông ta vỗ tay, mười mấy người đàn ông cao lớn uy vũ, mặc tây trang, đeo kính lập tức đi tới. Những người này là vệ sĩ ông ta chi tiền dưỡng, đều trải qua huấn luyện đặc biệt. Lập tức hủy bảng ở cửa, đổi thành bảng Lâm gia. Dạ. Hai người đàn ông rời đi. Mời toàn bộ người Mạc gia và Lý gia ra ngoài, sau này nhà hàng Thiên Bình chúng ta không buôn bán với Mạc gia và Lý gia, đúng rồi, đuổi hết người họ Mạc và họ Lý trong nhà hàng, vĩnh viễn không thuê bọn họ. Tôn Thiên Bình nói tiếp. Ông ta sắp bước lên thuyền Lâm gia rồi, vừa rồi Mạc Phàm dám mạo phạm Lâm Thiên Bắc, tương đương với việc cậu ta đứng đối diện Lâm gia, tất nhiên ông ta phải cắt sạch quan hệ với Mạc gia, Lý gia. Dạ. Đám đàn ông còn lại bao vây người nhà Mạc Phàm. Các vị, mời đi cho, nơi này không chào đón các vị. Một người trong đó hơi nghiêng đầu nói. Đại sảnh nhà hàng lại yên tĩnh. Đây là kết cục mạo phạm Lâm gia sao? Không chỉ Lâm gia sẽ không bưng trà rót nước, bọn họ cũng bị mời ra ngoài. Đây chỉ là bắt đầu, sau này Mạc gia và Lý gia sẽ thế nào còn không thể nói được, chắc chắn sẽ không khá hơn chút nào. Những đại thế gia này đều có tiếng là có thù tất báo. Dù sao người bị xúc phạm là người có quyền thế. Lúc này cho dù những người này không nhìn được, cũng không dám nói gì. Thế đạo này nhìn như có rất nhiều quy tắc trói buộc mọi người, thực ra chỉ có một quy tắc. Cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn. Người nào mạnh người đó có bản lĩnh, kẻ yếu vĩnh viễn không có quyền lên tiếng, đây là hiện thực. Lâm Thiên Bắc hơi nhếch miệng, hiển nhiên không muốn tha cho Mạc Phàm dễ dàng như thế. Bốp, ông ta vỗ tay một cái. Một nữ thư ký mặc trang phục công sở màu trắng đi tới, rõ ràng mỹ nữ này có gương mặt tinh xảo của người Hoa Hạ, nhưng dáng người Âu Mỹ, đi đường đều khiến hai người run rẩy, ba người hoảng, bắt ánh mắt mọi người. Trưởng phòng, ngài có gì dặn dò? Nhớ kỹ mặt những người này cho tôi, điều tra xem bọn họ có bản lĩnh gì ở Đông Hải, sau đó. Lâm Thiên Bắc cười mỉa nói. Ông ta còn chưa dứt lời. Nhưng ý không nói cũng hiểu. Xung quanh lại lặng ngắt như tờ. Ái ra, tiệc rượu lên đại học vui vẻ vậy mà. Có người thở dài, lộ ra chút tiếc hận. Mạc Phàm có thể lấy được nhiều thư thông báo trúng tuyển như thế, lẽ ra tiền đồ vô lượng, nhưng đắc tội Lâm gia chỉ sợ lần này không còn gì. Đắc tội ai không đắc tội, lại cứ đắc tội Lâm gia, còn biện pháp nào nữa không? Có người nói. Sắc mặt Lý Thường Thanh và Ngô Hân trắng bệch. Đám Lý Thi Vũ, Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày, lộ ra lo lắng. Cha Mạc Phàm coi như bình tĩnh, nhưng sắc mặt hơi khó coi, ông không nói gì. Mạc Phàm khẽ nhếch miệng, cười khẽ, mắt khẽ đảo qua đại sảnh. Chỉ có những chuyện này thôi sao, còn nữa không? Những lời này vừa vang lên, mọi người sửng sốt. Tiểu tử này muốn tìm chết sao? Có người trao mày nói. Tiểu tử này không chỉ làm liên lụy đến người nhà, bạn bè. Ngay cả họ Lý và họ Mạc trong nhà hàng Thiên Bình cũng bị liên lụy. Tiểu tử này còn muốn thế nào nữa, chẳng lẽ muốn bắt tất cả Đông Hải chôn cùng với cậu ta? Nghe con mới đẻ không sợ hổ, nhưng cũng phải tìm đối tượng thích hợp, Lâm gia này đâu là lão hổ bình thường. Tôi thấy tiểu tử này còn trẻ quá đắc ý, dẫn đến không coi ai ra gì. Mạc Phàm còn trẻ tuổi đã cầm được 31 thư thông báo trúng tuyển, ngay cả Trạng Nguyên tỉnh đang đứng đầu ngọn gió cũng không được như vậy. Tránh không được tâm cao khí ngạo. Nhưng chuyện này cần phải có mức độ, giống như Mạc Phàm hiện giờ là ngu không ai bằng. Lúc trước còn có người cảm thấy thương xót Mạc Phàm hiện giờ không còn là thiên tài trong mắt bọn họ nữa, mà là một tên ngốc. Hửm, Lâm Thiên Bắc nhướn mày, lộ ra một chút bất ngờ. Tuy ông ta chỉ nói mấy câu đơn giản, nhưng chưa đến một tuần, toàn bộ Mạc gia và người liên quan đến Mạc gia đều phải xong đời. Vậy mà tiểu tử này còn ngại nhẹ quá.
đương nhiên còn chưa xong, nếu cậu xé toàn bộ thư thông báo chúng tuyển ăn hết, sau đó để ba mỹ nữ kia bồi rượu với khách khứa Lâm gia tôi có thể thu hồi lời nói vừa rồi, các cậu có thể tiếp tục làm tiệc rượu vào đại học, chỉ là phải sau chúng tôi, nếu không thì... Lâm Thiên Bắc không nói nữa. Có nhiều thư thông báo trúng tuyển như thế thì sao, ở trước mặt ông ta chỉ như con kiến, ông ta giơ tay là diệt được. Thì sao? Mạc Phàm nhướng mày, hỏi. Nếu không thì để ba mỹ nữ này lại, những người khác cút đi. Không dễ dàng gì mới gặp được ba mỹ nữ, sao có thể để bọn họ rời đi dễ dàng, dù thế nào buổi tối phải thử chút tư vị mới được. Ông ta vừa mới nói xong, mấy tên thuộc hạ lập tức bao vây Lý Thi Vũ, Lưu Phỉ Phỉ và Trần Vũ Đồng lại. Mọi người ở đây vừa tức vừa giận. Ba mỹ nữ này vốn có thể rời đi, hiện giờ muốn chạy cũng không chạy được. Có người lắc đầu nói. Bị vây ở chỗ này sẽ có kết cục gì, không cần phải nói cũng biết không khá hơn chút nào. Trước đó có một phú hào làm tiệc rượu cho con ông ta. Một đám người nhìn chúng một mỹ nữ phục vụ trong nhà hàng, một bàn người thừa dịp say rượu đẩy ngã mỹ nữ phục vụ này, một đám người không giết chết được mỹ nữ phục vụ này. Cũng biết không thể để mỹ nữ phục vụ này mang thai. Kết quả sáng ngày hôm sau mỹ nữ phục vụ này tỉnh lại, liền thắt cổ tự sát. Để lại đám chị họ tôi sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Ông còn không biết ông đang nói chuyện với ai đâu. Cái gì? Lâm Thiên Bắc cao giọng cười đắc ý. Vậy cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu là vị đại thần nào, Mạc Đại Sư Đông Hải hay là Mạc Thần Y Đông Hải? Nổi tiếng ở Đông Hải. Ngoại trừ Tần Lão Gia Tử ra, thì là Mạc Đại Sư giết chết Thiên Thành Diệt và Tôn Vũ của Thanh Bang, còn có Mạc Thần Y Mai danh ẩn tích chữa trị dịch bệnh Super Sơ. Nếu hai người kia tới, ông ta còn khách sáo một chút, nhưng hai người này bất luận là người nào đều râu tóc bạc trắng, căn bản không có khả năng trẻ tuổi như thế. Lâm Thiên Bắc vừa mới nói xong, bàn tử nở nụ cười. Cha Mạc Phàm cũng cười rồi. Mạc Phàm nheo mắt lại, cũng cười. Ông đã không biết tôi là ai, vậy ông đi. Mặc kệ là ai dám uy hiếp người nhà hắn, đều phải chết, Lâm gia càng nên chết đi. Hắn còn chưa nói xong, một chiếc xe biển đỏ H7 tỉnh Giang Nam dừng ở cửa nhà hàng, có hai người đàn ông trung niên đi ra khỏi xe. Lâm Thiên Bắc nhìn thấy người đến, khóe miệng khẽ nhếch lên, đắc ý trên mặt càng đậm hơn. Tiểu tử, tôi đoán cậu không biết tôi là ai đúng không, tôi sẽ để cho cậu biết, người cậu đắc tội là ai. Ông ta nói xong nhiệt tình nghênh đón, ôm quyền nói. Cục trưởng Lưu, cục trưởng Phương, cuối cùng hai người cũng tới rồi, nhanh mời vào trong. Không phải người này là cục trưởng Lưu Bộ Vệ Sinh và cục trưởng Phương Bộ Xây Dựng sao, bọn họ cũng tới tham gia tiệc rượu của Lâm gia à? Có người kinh ngạc kêu lên. Hai người này thường xuyên xuất hiện trên TV, có không ít người nhận ra. Lãnh đạo tỉnh Giang Nam đều tự mình đến thành phố Đông Hải. Đủ để thấy Lâm gia mạnh thế nào. Trong chớp mắt, sắc mặt không ít người thay đổi, nhất là Lý Thường Thanh cha Lý Thi Vũ. Cục trưởng Phương là lãnh đạo trực tiếp của ông ta, nếu là bình thường chắc chắn ông ta sẽ đi lên chào hỏi, hiện giờ ông ta đi cũng không phải, không đi cũng không phải, vẻ mặt xoắn xuýt. Sao ở đây có nhiều người vậy? Cục trưởng Lưu nhìn lướt qua đại sảnh, nhíu mày, tò mò hỏi. Còn không phải là một đám người Đông Hải bắt nạt tôi là người Giang Nam sao? Lâm Thiên Bắc nói như người vô tội. Còn có người dám bắt nạt trưởng phòng Lâm Thị sao? Cục trưởng Phương làm như nói đùa nói. Cục trưởng Phương, ông làm tôi ngại chết mất, tôi chỉ là dân văn phòng mà thôi. Lâm Thiên Sinh khiêm tốn rồi. Cục trưởng Phương cười nói với Lâm Thiên Bắc. Ba người vừa nói vừa cười đi tới, giống như bạn già nhiều năm. Cục trưởng Lưu. Cục trưởng Phương, phải lát nữa mới bắt đầu yến tiệc, hay là hai người vào trước uống chén trà, tôi xử lý tốt chuyện ở đây, lập tức đi qua bồi hai người. Lâm Thiên Bắc cười nói. Không cần, tôi nghe nói lát nữa Tần Lão sẽ tới, chúng tôi đợi ở đây một lát, đợi đi vào với Tần Lão. Cục trưởng Lưu thản nhiên nói. Tuy Tần Lão gia tử đã về hưu, nhưng dù sao cũng là tướng quân khai quốc, chân khẽ cử động, thủ đô vẫn run rẩy một chút như trước. Nếu bọn họ tới Đông Hải, tất nhiên phải đợi Tần Lão gia tử vào cùng. Ông ta vừa mới nói xong, một chiếc xe Mercedes-Benz Mobile Home Guest. Một tiếng dừng trước cửa khách sạn, Tần Lão gia tử, Lạc Phi và người Tần ra xuống xe. Nhắc đến Tào Tháo đến ngay, Tần Lão gia tử và Lạc Lão gia tử đều đến đây,
chúng ta qua đó đi. Lâm Thiên Bắc cười nói. Khi ông ta nói chuyện, ông ta khẽ liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, đắc ý trên mặt càng đậm hơn. Quả thật ông ta có đưa thiệp mời cho Tần Lão, ông ta tưởng rằng Tần gia sẽ phái người tới, không ngờ Tần Lão gia tử tự mình tới, ngay cả Lạc Phi Lạc Lão gia tử ở Bắc Xuyên cũng đến đây, người bình thường có thể mời được sao? Ngay cả Thái Sơn thành phố Đông Hải đều đã đến, ông ta xem tiểu tử này còn làm được gì? Ba người đứng dậy, vội vàng ra cửa nghênh đón. Tần Lão gia tử vừa mới xuống xe, hơn 10 chiếc xe sang khác cũng dừng lại, một đám người bước ra. Sở Kinh Ngữ thị trưởng thành phố Đông Hải. Lưu Côn Ngô gia chủ tiền nhiệm Lưu gia nhưỡng rượu thế gia. Đường Long Hắc Bạch ăn hết ở thành phố Đông Hải. Đường Khôn gia chủ Đường gia võ đạo thế gia. Chưa tới một phút, tất cả nhân vật nổi tiếng ở thành phố Đông Hải đều đến, đông đủ hơn bất luận thời điểm nào. Người trong khách sạn đều lắc đầu. Lần này Mạc gia xong rồi. Tiệc rượu của Lâm gia không chỉ mời được lãnh đạo tỉnh, còn mời được danh môn vọng tộc ở thành phố Đông Hải. Nhiều người cho Lâm gia mặt mũi như thế, cả thành phố Đông Hải còn ai có thể là địch với Lâm gia? Cho dù Mạc Phàm là Mạc đại sư, Mạc thần y gì đó, cũng phải quỳ lại thôi. Tôn Thiên Bình cười như không cười nói, vội vàng gọi người phục vụ chuẩn bị tiếp đón. Lâm Thiên Bắc cũng cười tươi như hoa, tràn đầy vẻ đắc ý. Chư vị, cảm ơn các vị tới tham gia tiệc rượu vào đại học của Đào Đào nhà tôi, mời mọi người vào trong. Ông ta vừa nói xong, trong khách sạn lập tức náo nhiệt, mọi người xem nhẹ sự tồn tại của Mạc gia. Nhiều người đứng về phía Lâm gia như thế, Mạc gia là cái thá gì? Nhưng ngoài cửa vẫn vô cùng yên tĩnh, không ai đi vào trong. Một lát sau, Đào Đào nhà cậu, Lão Tần, tôi nhớ chúng ta tới tham gia tiệc rượu vào đại học của Mạc tiên sinh và Lý tiểu thư, lấy đâu ra Đào Đào vậy? Lạc Phi nhíu mày, hỏi. Giọng Lạc Phi không to lắm, nhưng mọi người đều nghe thấy rõ. Trong chớp mắt cả nhà hàng lặng ngắt như tờ, yên tĩnh giống như chết lặng. Không chỉ yên tĩnh, thời gian cũng giống như chết lặng. Tươi cười nhiệt tình vẫn tràn đầy trên mặt Lâm Thiên Bắc, nhân viên phục vụ chuẩn bị tiếp đón khách khứa còn đang làm tư thế mời. Đám người khác ngây ra như phỗng, như bị đóng đinh tại chỗ, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Những nhân vật danh chấn Đông Hải này đi đến nhà hàng Thiên Bình, vậy mà không phải tới tham gia tiệc rượu vào đại học của Lâm gia, mà tham gia tiệc rượu của Mạc Phàm và Lý Thi Vũ. Chuyện này, quá khó tin rồi. Rốt cuộc Mạc gia có bối cảnh gì, vậy mà có thể mời được nhiều người đến như thế. Ngay cả cục trưởng Lưu và cục trưởng Phương từ tỉnh Giang Nam tới, lúc này mắt cũng đảo liên tục. Chỉ là tiệc rượu vào đại học của hai đứa bé mà thôi, ngoại trừ Lâm gia còn có đại nhân vật lớn hơn sao? Lạc Lão, không phải ông đang nói đùa đấy chứ? Tất nhiên Lâm Thiên Bắc nhận ra Lạc Phi, dù sao ông ta cũng là nhân vật truyền kỳ trong sách giáo khoa. Nói đùa với Lão Phu, cậu xứng sao? Lạc Phi lạnh lùng liếc Lâm Thiên Bắc một cái, vô cùng khí phách nói. Nếu là gia chủ Lâm gia có lẽ ông ta còn khách sáo, chỉ là một hậu bối chi thứ Lâm gia, cũng dám nói ông ta nói đùa, ha ha. Những lời này như một cái tát, tát mạnh vào mặt Lâm Thiên Bắc. Không thấy Lạc Phi ra tay, nhưng có thể nghe thấy tiếng vang. Bùm, sắc mặt Lâm Thiên Bắc lập tức khó coi, còn khó coi hơn việc Mạc Phàm dùng nhiều thư thông báo trúng tuyển làm ông ta mất mặt. Có phải lầm rồi không? Có người sờ gáy nói. Nhiều người như vậy đến vì Mạc Phàm, khả năng này không lớn lắm đâu. Cha, Mạc tiên sinh ở bên trong, chúng ta đi vào sẽ biết nguyên nhân. Bên cạnh Lạc Phi, Lạc Anh mặc áo bành tô màu đen dịu dàng nói. Ừm. Lạc Phi đáp, một đám người làm như không nhìn thấy Lâm Thiên Bắc, lập tức đi đến trước người Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Lão gia tử hỏi. Ông ta vừa nói như vậy, trong chớp mắt không ít người ở đây hóa đá. Lúc trước còn có khả năng là lầm, nhưng bây giờ ngay cả Tần Lão gia tử cũng gọi Mạc Phàm là Mạc tiên sinh, chuyện này có thể sai sao? Trong lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Mạc Phàm đều thay đổi. Ở thành phố Đông Hải, gần như không có ai có thể khiến Tần Lão gia tử tôn kính như vậy. Nếu có mà nói, vậy chỉ có Mạc thần y người cứu Tần Lão gia tử một mạng. Chẳng lẽ Mạc Phàm là Mạc thần y kia sao? Khóe miệng Lâm Thiên Bắc giật giật, sắc mặt đỏ bừng. Khi Mạc Phàm nhận được nhiều thư trúng tuyển của trường y nổi tiếng ở nước ngoài như vậy, ông ta đã nghĩ đến.
Mạc Phàm còn nhỏ tuổi như thế, chỉ có y thuật chữa được bệnh ung thư và bệnh truyền nhiễm, mới khiến nhiều trường nổi tiếng như vậy điên cuồng. Nhưng cho dù là ai cũng không đặt đứa bé chưa tới 18 tuổi, và Mạc Thần Y danh chấn Giang Nam cùng một chỗ. Xem ra ông ta coi thường thân phận của Mạc Phàm quá rồi. Cách đó không xa, Tôn Thiên Bình nuốt nước bọt, lúc trước ông ta còn cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng xưởng dược nhà Mạc Phàm đã đóng cửa, sao đột nhiên lại buôn bán tốt, nghe nói còn mua được biệt thự ở Vân Trung Tự. Nếu Mạc Phàm là Mạc Thần Y, vấn đề lập tức được giải quyết dễ dàng, chỉ riêng thuốc chữa bệnh Super Sơ đều có thể khiến Mạc gia kiếm được bạc vạn. Nghĩ tới đây, trên mặt ông ta không còn một chút huyết sắc, hối hận ruột sắp nứt đến nơi rồi. Vừa rồi ông ta không chỉ ra lệnh đuổi Mạc gia và Lý gia đi, còn sa thải tất cả người họ Mạc và họ Lý, vậy mà Mạc Phàm là ân nhân cứu mạng của Tần lão gia tử. Cho dù ông ta không chết, nhưng sau này đừng nghĩ đến chuyện lăn lộn ở thành phố Đông Hải. Cộp, Tần lão tha mạng, là lỗi của tôi, là tôi bị ma quỷ ám ảnh, muốn đuổi Mạc tiên sinh và Lý tiểu thư rời đi, sắp xếp yến tiệc cho Lâm gia. Tôn Thiên Bình gần như không do dự, quỳ xuống cầu xin. Ông ta muốn leo lên Lâm gia, phải sống sót trước rồi nói sau. Hửm, đám Tần lão gia tử nhíu mày. Bọn họ đều là người từng trải, Tôn Thiên Bình giải thích đơn giản như vậy, chỉ hơi suy nghĩ một chút là hiểu rõ. Một đám nhao nhao lắc đầu, quả thật Lâm gia rất mạnh, nhưng Mạc tiên sinh dễ bắt nạt như vậy à? Trương gia bắt nạt chị họ Mạc Phàm, Trương gia diệt. Vương gia cấu kết với Lý gia đối phó Mạc Phàm, Lý gia diệt. Người Thanh Bang tới, đại sư Thanh Bang chết. Tôn Thiên Bình này cũng dám xem náo nhiệt, không biết tự lượng sức mình. Ý của cậu là nói, sai đều là lỗi của cậu sao? Lạc Phi hơi híp mắt, ánh sáng lạnh tỏa ra bốn phía, trầm giọng hỏi. Mắt Tôn Thiên Bình mở to, vội vàng lắc đầu. Không phải, tôi chỉ làm theo ý của Lâm Thiên Bắc thôi. Nếu ông ta gánh toàn bộ mọi chuyện, chắc chắn không có trái cây ngon để ăn. Lâm Thiên Bắc nhíu mày, nhìn về phía Cục trưởng Lưu và Cục trưởng Phương. Cục trưởng Lưu, Cục trưởng Phương. Dù sao nơi này cũng là thành phố Đông Hải, nơi Tần lão gia tử tọa trấn. Ú ở khô dù Lâm gia bọn họ muốn động ở đây, còn phải suy xét cẩn thận một phen. Tuy ông ta đã đắc tội Mạc Phàm, nhưng nếu Cục trưởng Lưu và Cục trưởng Phương nói thay ông ta một câu, nói không chừng Tần lão sẽ nể mặt. Hai người lắc đầu thất vọng, xoay người đi về phía Mạc Phàm. Bác sĩ Mạc, tôi là Cục trưởng Bộ Vệ sinh tỉnh Giang Nam, tôi thay mặt tỉnh, cảm ơn cậu đã tạo ra thuốc chữa bệnh truyền nhiễm, cứu nhiều người Giang Nam như thế. Cục trưởng Lưu vô cùng khách sáo nói. Nếu không nhờ Mạc Phàm giải trừ bệnh dịch đúng lúc, chỉ sợ cái ghế Cục trưởng Bộ Vệ sinh ở tỉnh của ông cũng không giữ được. Cục trưởng Lưu quá khen, đây là bổn phận của bác sĩ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cục trưởng Lưu và Cục trưởng Phương không nói gì thêm. Chào hỏi Tần lão và Lạc lão một tiếng, tìm nơi đặt chân. Hai lãnh đạo Lâm Thiên Bắc mời tới, đều đứng về phía Mạc Phàm. Lâm Thiên Bắc như bị tát một cái, sắc mặt lại khó coi, trong mắt lóe lên hung quang. Nhưng một lát sau, ông ta tỉnh táo lại, đi về phía Mạc Phàm. Dù sao ông ta cũng là trưởng phòng tài vụ tập đoàn thành phố Lâm Thị, là người trải qua sóng to gió lớn, chưa từng thấy cục diện nào. Không ngờ Mạc Thần Y trẻ tuổi như vậy. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, vừa rồi là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, không nhận ra thân phận của Mạc Thần Y, nhưng mong Mạc Thần Y nể mặt Lâm gia chúng tôi, đừng so đo với tôi, chỉ cần Mạc Thần Y gật đầu, tôi lập tức nhường nhà hàng, còn bồi thường cho Mạc Thần Y 1.000 vạn. 1.000 vạn? Không ít người khiếp sợ. Lâm gia đúng là hào phóng, vừa ra tay là 1.000 vạn phí bồi thường. Chuyện này cứ kết thúc như vậy rồi. Có người nói. Không đợi Mạc Phàm mở miệng, Đường Long trầm giọng nói. Lâm Thiên Bắc, ông nghĩ Mạc tiên sinh chúng tôi là ăn xin, thiếu chút tiền của ông sao? Anh ta đều không để ý chút tiền ấy, huống chi là Mạc Phàm. Thế nào, chẳng lẽ vì chuyện tranh giành nhà hàng, Mạc Thần Y muốn mạng của tôi, Đông Hải này còn vương pháp không? Lâm Thiên Bắc cũng không sợ, cao giọng hỏi. Nhắc tới hai chữ vương pháp, không ít người nhíu mày. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười khinh thường. Không dùng thân phận đè được, bắt đầu nói vương pháp. Ông ta cảm thấy vương pháp có tác dụng với hắn sao? Ông dùng Cục trưởng Lưu và Cục trưởng Phương trấn áp Mạc gia tôi và Lý gia, ông có nghĩ tới vương pháp không?
Ông bảo người ta nhớ tướng mạo người nhà, bạn bè tôi, ông có nghĩ tới Vương Pháp không? Ông bảo đám chị họ tôi bồi ông uống rượu, ông có từng nói đến Vương Pháp không? Ông chưa từng nói đến Vương Pháp, sao lại dám nói Vương Pháp với tôi, nếu muốn Vương Pháp, vậy tôi nói cho ông, ở đây là Đông Hải, tôi là Vương Pháp. Mạc Phàm trầm giọng nói. Giọng nói như kinh lôi khiến mọi người hoảng hốt, giống như Mạc Phàm thật sự là Vương Pháp kia. Trước đó Lâm Thiên Bắc còn vô cùng chấn định, sau khi Mạc Phàm nói mấy câu, sắc mặt ông ta tái mét, thân thể cũng run rẩy liên tục, chưa bao giờ bối rối và sợ hãi như thế. Mạc Phàm, cậu muốn thế nào, cậu dám làm hại tôi, cậu không sợ Lâm gia tôi sao? Lâm Thiên Bắc nói. Lâm gia. Mạc Phàm nở nụ cười, tươi cười như sau khi vượt qua 500 năm luân hồi, đại cừu được báo. Kiếp trước hắn không sợ Lâm gia, kiếp này sẽ sợ sao? Hắn còn chưa ra tay, một chiếc xe quân đội dùng trước của nhà hàng, mười mấy binh lính xếp thành hai đội trước xe, hai người đi xuống, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Chẳng lẽ còn biến cố gì nữa sao? Có người lẩm bẩm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.